tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 211, mục tiêu là bầu trời, quá ngây thơ rồi, là vũ trụ. Tuy rằng ngồi lâu là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến bệnh trí, nhưng bế quan tu luyện ngồi lâu cũng dẫn đến bị trí sao. Tống thư hàng là con chim non mới ra đời, từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay mới có hơn một tháng mà thôi. Hắn có thể mở được hai khiếu tâm, nhãn là nhờ vào cả may mắn và kỳ ngộ cho nên hắn không thể biết được tình cảnh ngày nào cũng phải ngồi xếp bằng tu luyện mấy năm liền của tu sĩ cấp thấp là như thế nào, càng miễn bản đến mấy cái khối băng và nham thạch mà nhóc sư con kia nói. Chắc nham thạch và khối băng mà nhóc nói là bảo vật để nâng cao hiệu quả tu luyện của đệ tử rồi. Hẳn là cũng giống cái giường hàn ngọc của phái cổ mộ trong truyền thuyết nhỉ. Tóm lại, Tống Thư Hàng cảm thấy hôm nay mình vừa được mở rộng tầm mắt thế nhưng tu sĩ cấp thấp hẳn là phải có cách đối phó với bệnh trĩ chứ nhỉ? Bằng không chẳng lẽ tu sĩ cấp thấp nào cũng bị trĩ hết à? Hơn nữa, Tống Thư Hàng hỏi, quả quả này, chẳng lẽ ngươi không dùng thối thể dịch sao? Hắn nhớ lần đầu tiên mình dùng thối thể dịch thì những bệnh ngầm trong cơ thể đều bị loại bỏ hết. Sau đó tuy mỗi lần dùng hiệu quả đều giảm đi nhưng vẫn có tác dụng thối thể như cũ. Chỉ là trĩ thôi thì tính là gì? thối thể dịch chỉ một cái là hết liền mà. Chắc là, có lẽ là, được nhỉ. Trừ phi thằng nhóc này trước kia dùng nhiều thối thể dịch quá, cho nên bây giờ thối thể dịch mới không có tác dụng thối thể với nó nữa thôi. Ta đã nghĩ tới thối thể dịch rồi, nhưng mà vô dụng. Nhóc sư con quả quả thở dài não ruột, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập vẻ bi ai thê thiết. Sau đó nó lại hạ giọng nói. Lần đầu tiên ta dùng thối thể dịch thì còn chưa bị trị Thế nhưng hiệu quả của thối thể dịch đúng là rất tốt, bệnh tật trong cơ thể ta được chữa khỏi hết rồi. Sau đó ta tu luyện trên nham thạch và băng tảng 2 năm mới bị trĩ, ta lập tức nghĩ tới thối thể dịch, bèn lập tức đi dùng nó ngay. Thế nhưng không hiểu sao thối thể dịch lại chẳng có hiệu quả gì với bệnh trĩ hết. Thực ra nhóc sư con này có hạ giọng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bạch tôn giả có tu vi tầm nào cơ chứ? Những gì tống thư hàng nghe thấy thì bạch tôn giả ở cách cả cây số cũng nghe được rõ ràng. Còn kinh ba đậu đậu, nó là cho đó, tai thính lắm. Audio điện tử võ tấn bền. Đương nhiên, Tống thư hàng sẽ không vô tình đi vạch trần sự thật này. Nghe đến đây, hắn lặng lẽ quay sang nhìn Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả mấp máy khóe miệng, truyền âm nhập mật. Nhóc này dùng nhiều thối thể dịch phẩm chất bình thường quá, thối thể dịch bình thường đã không còn nhiều tác dụng với nó nữa rồi trừ khi là thối thể dịch có phẩm chất thượng đẳng thì mới hữu hiệu. Quả thế, Tống Thư Hàng thở dài u ám. Khi đám tán tu táng ra bại sản, lệ chảy thành sông vì một nồi thối thể dịch, thì các đệ tử tinh anh của những môn phái đều uống thối thể dịch tới mức muốn nôn ra. Đây chính là ưu điểm tích lũy lâu dài của các môn phái vậy. Nhóc sư con không thấy được sự kỳ lạ của Tống Thư Hàng, nó hạ giọng nói tiếp. Hơn nữa gần đây sư phụ muốn tống ta vào huyệt động băng hỏa lưỡng trọng thiên trong động phủ thiên tầng ngục bế quan, để đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Ta cảm thấy nếu ta vào động phủ thiên tầng ngục thì bệnh trĩ sẽ càng ngày càng nặng mất thôi, cho nên phải đi ra ngoài làm tiểu phẫu để diệt trừ hậu hỏa. Ta tìm được bệnh viện luôn rồi, chuyên trị trĩ sang, không gây đau đớn, không tái phát trở lại. Nói tới đây, nhóc sư con lộ rõ vẻ mong chờ. Tống thư hàng thở dài, không đau thì có thể có đấy, thế nhưng không tái phát thì là quảng cáo láo thôi. Đầu năm nay hiệu quả của quảng cáo cao như vậy, chỉ dùng để lừa mấy vị khách trong sáng dễ tin như sư nhóc này thôi. Sau khi cảm thán xong, Tống Thư Hàng hỏi. Nhóc à, người không nói với sư phụ và sư huynh người về việc này sao? Chắc là thông huyền đại sư phải có cách trị căn bệnh vật này chứ. Sư phụ ta đang tu luyện bế khẩu thiện, bây giờ mọi việc trong chùa đều do thông diệu sư thúc của giới luật viện quản lý nếu ta đi hỏi thông diệu sư thúc thì chắc chắn ổng sẽ nói là căn bệnh vặt đó chỉ cần dùng ý chí là chịu đựng được thôi. đây cũng là một phần của tu hành. nhóc sư còn học giọng điệu của thông diệu sư thúc nói tiếp. bởi vì thông diệu sư thúc tu luyện theo con đường khổ hạnh tăng. khổ hạnh tăng, đau khổ của chúng ta chính là khoái lạc. càng đau khổ, chúng ta càng cảm nhận được sự ngọt ngào. cho nên chỉ sang hãy mãnh liệt lên đi. tống thư hàng giật giật khóe miệng. sao ngươi không hỏi tam nhật sư huynh? hắn là người từng trải, hẳn là có cách chứ. Không được, ngưỡng lắm, tuyệt đối không thể để cho sư huynh biết chuyện này được. Nhóc sư con quả quả kiên định nói, cho nên ta thấy đi làm phẫu thuật là đúng đắn nhất. Sau khi phẫu thuật xong không lo tái phát, đến lúc đó có vào động phủ thiên tầng ngục ta cũng không sợ. Tống thư hàng véo véo khuôn mặt mũm mĩm của nó. Được rồi, cố lên, nếu muốn trị chỉ, chỉ sang thì chúng ta đi tới bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Nam là được. Trong đó có mổ chị đấy, ta đưa ngươi vào chữa trị nhé. nhóc sư còn nghĩ ngợi một lát rồi đáp, được thôi, ta sẽ thử xem. tống thư hàng nhún vai, tới đây ta sẽ xếp phòng cho ngươi. mặt khác trong thời gian mấy ngày ở đây ngươi tuyệt đối không được chạy lung tung đấy, biết không? nếu không ta không biết phải ăn nói sao với tam nhật sư huynh nữa. tiểu hòa thượng biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh đâu. nhóc sư còn quả quả ngoan ngoan nói. tống thư hàng gật đầu hy vọng thằng nhóc này có thể thật sự ngoan ngoãn một chút. Dù sao hắn cũng là người tốt, không thể nào mà cự tuyệt lời nhờ giúp đỡ, chăm sóc nhóc sư con này được. Sau khi được xếp phòng cho, nhóc sư con đứng trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Nó cần phải khôi phục lại từ nỗi mỏi mệt sau khi bay tốc độ cao trên phi kiếm suốt 4 tiếng liền. Tống Thư Hàng trở lại dưới lầu thì thấy Bạch Tôn Giả đang cắm USB chứa, bất động kim cương thân, vào máy tính tải về. Vì là pháp môn tu luyện nhất mạch tương truyền với kim cương căn bản quyền pháp, nên công pháp bất động kim cương thân cũng là mấy hình ảnh cộng thêm khẩu quyết công pháp, không khác lúc trước là bao. Song nó là công pháp phụ trợ nên chỉ có hai tấm ảnh và một loạt khẩu quyết thôi. Tống Thư Hàng sử dụng phương pháp lần trước dược sư chỉ đạo hắn, kim cương căn bản quyền pháp, nhìn kỹ một lát để ghi nhớ rất cả nội dung vào lòng, rồi xem lại một lượt với trạng thái thoải mái sau đó hắn sẽ tiến vào một không gian huyễn thuật để nhận truyền thừa tu luyện, bất động kim cương thân. Sau khi Tống Thư Hàng nắm giữ được pháp môn tu luyện, bất động kim cương thân, thì Bạch Tôn giả tiếp tục chỉ dẫn hắn một pháp môn nhỏ gọi là sung điện thuật. Sung điện thuật cũng cần dùng khí huyết chi lực vẽ một đạo lôi phù ở lòng bàn tay như trường tâm lôi, thế nhưng đơn giản hơn nhiều. Sau đó chỉ cần chạm vào điện thoại hay notebook cần sạc điện một cái là xong. Đến khi sạc đầy, Năng lượng thừa ra sẽ tự động tan biến Tống Thư Hàng nắm giữ, xung biện thuật rất nhanh Chỉ là, hắn cứ thấy phương pháp mà Bạch Tôn giả dạy mình khang khác với nội dung mà cuồng đao tam lãng tiền bối gửi lên nhóm làm sao ấy Bạch Tôn giả đã tự thay đổi, xung biện thuật đó à Ngày hôm sau, 9 phần 7 Tống Thư Hàng dậy rất sớm rồi mở cửa phòng ra Sau đó, hắn thấy Bạch Tiền Bối đang đi qua đi lại ở hành lang ngoài cửa phòng mình Bạch tiền bối, chào buổi sáng. Tống thư hàng nói. Chào buổi sáng, thư hàng. Bạch tiền bối mỉm cười, sau đó vui vẻ giơ máy tính bảng trong tay ra, vuốt một mẩu tin đưa cho tống thư hàng xem. Đó là một tin nhắn của Hoàng Sơn Trân Quân. Bạch tôn giả, ta đã sắp xếp lớp huấn luyện bay cho ngài và thư hàng tiểu hữu rồi. Mùng 9 tháng 7 sẽ có người đại diện chuyên môn đến giao chứng nhận kiểm tra sức khỏe đủ tiêu chuẩn loại 2 và giấy phép lái máy bay PPL sau đó người đại diện sẽ hộ tống hai người tới sân bay chuyên dụng để bay thử. Chúc hai người bay vui vẻ, Hoàng Sơn chân quân, kính gửi. Bạch Tôn giả mỉm cười hạnh phúc biểu lộ tâm trạng vui vẻ vô cùng. Giao giấy chứng nhận sức khỏe đủ tiêu chuẩn và giấy phép lái máy bay á. Tống Thư Hàng rụi mắt, ta còn chưa sờ vào cái máy bay bao giờ mà Hoàng Sơn tiền bối đã đưa cả giấy phép lái máy bay. Thế mà cũng được thật à. Ây, để ý mấy cái vặt vãnh đó làm gì đi chuẩn bị nhanh lên đi bạch tiền bối vui vẻ thúc giục tí nữa có người tới đón chúng ta tới sân bay chuyên dụng bay thử bây giờ đó đừng để bị muộn vâng vâng tiền bối không thành vấn đề ta sửa soạn một chút rồi đi ngay được đây tống thư hàng nhìn bạch tôn giả cười tâu toét ừ nhanh lên chút bạch tiền bối khẽ hát một tiếng rồi đi xuống lầu đợi bạch tiền bối đi khuất đậu đậu lặng lẽ đi ra chẳng nói chẳng rằng lắc người một cái sau đó thả xuống một cọng lông chó nó lặng lẽ đưa cái lông cho Tống Thư Hàng. Cầm lấy, để bên người để đề phòng vạn nhất. Đậu đậu, Tống Thư Hàng xúc động hô lên, trong lúc quan trọng đậu đậu vẫn rất là có nghĩa khi đó. Đậu đậu dùng móng chó vỗ Tống Thư Hàng mấy cái nặng trịch, rồi lặng lặng đi vào phòng nó. Vào dến phòng rồi, khóe miệng đậu đậu nở một nụ cười chẳng khác gì con người. Há há, Hoàng Sơn Đại Ngốc, người không cho ta học ô tô, ta sẽ đi học thẳng máy bay luôn. Thì ra, cái lông chó kia của nó không phải để cho Tống Thư Hàng để phòng vạn nhất rồi. Bạn trẻ Tống Thư Hàng đáng thương chẳng hề hay biết gì cả, sau khi cất cẩn thận chiếc lông bèn mở phần mềm chat ra xem. Vừa mở ra, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn riêng của Hoàng Sơn chân quân cho hắn. Thư Hàng tiểu hữu ta đã sắp xếp cho người cùng tham gia huấn luyện bay với Bạch Tôn giả rồi. Mùng 9 tháng 7 sẽ có người tới đưa giấy phép bay và chứng nhận sức khỏe rồi đưa hai người đi học cách lái máy bay chúc hai người bay vui vẻ. Hoàng Sơn chân quân, Tống Thư Hàng trả lời. Hoàng Sơn tiền bối, ngài không thể nói vụ này cho ta biết trước mấy hôm để ta chuẩn bị tâm lý đã à? Đúng lúc Hoàng Sơn chân quân đang online. Ha ha, không phải ta đã nói từ lâu là sẽ đưa người đi học lái máy bay hay sao? Hơn nữa lợi dụng quan hệ để cài hai người vào học lái máy bay cũng chẳng dễ gì. Được học thì nắm bắt cơ hội đi, đừng oán giận nữa. Được rồi, tống thư hàng thở dài thườn thượt vậy thì ta chỉ có một yêu cầu bổ sung thôi hoàng sơn tiền bối xin hãy chuẩn bị cho ta một bộ trang phục du hành vũ trụ và một bộ bình dưỡng khí đi cần cái đó làm gì chỉ bay lên trời một tí thôi mà hoàng sơn trân quân hỏi hoàng sơn tiền bối tống thư hàng nói cực kỳ nghiêm túc khi ở bên cạnh bạch tiền bối thì mục tiêu của ta không chỉ đơn giản là bầu trời thôi đâu hành trình của ta là vũ trụ kia hoàng sơn trân quân chương 212, không thể để ta ăn cơm tử tế được à. Không hiểu vì sao sau khi Hoàng Sơn Trân Quân nghe thấy câu nói ấy của Tống Thư Hàng thì trong lòng lại dâng lên một niềm cảm động khó tả. Hồi tưởng một chút, với tính cách của Bạch Tiền Bối thì bay vào vũ trụ không hẳn là không có khả năng đâu. Ta hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị hết những thứ người cần. Hoàng Sơn Trân Quân cam đoan chắc nịch. Cuối cùng, hắn còn nhắc nhở thêm một câu. Đúng rồi, Tuyệt đối không được để Đậu Đậu lên máy bay cùng hai người đấy nhé. Lúc trước nó vẫn kêu muốn học lái xe, nếu để nó lên máy bay thì trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất định không được để nó có cơ hội tiếp xúc với máy bay đâu đấy. Hoàng Sơn Tiền Bối lo lắng quá rồi. Tống Thư Hàng thở dài, đến Đậu Đậu không muốn cùng ta đi học máy bay với Bạch Tiền Bối đâu, Tiền Bối yên tâm 100 lần luôn đi. Trước đó Đậu Đậu còn cho hắn một cái lông để giữ mạng cơ mà chắc là đậu đậu cũng biết nếu đi học máy bay với bạch tiền bối thì có thể sẽ có chuyện xảy ra nhỉ. Thế à, nếu thế thật thì tốt đến không thể tốt hơn rồi. Hoàng Sơn Trân Quân trả lời, chẳng lẽ đậu đậu đổi tính thật. Trong ấn tượng của Hoàng Sơn Trân Quân, đậu đậu là con chó chỉ e thiên hạ không loạn. Nó mà không chen một chân vào vụ học lái máy bay này thì nhất định là không chịu cam lòng. Chẳng lẽ ở bên cạnh thư hàng tiểu hữu lâu nên đậu đậu cũng bị cảm hóa, không gây chuyện thị phi nữa rồi sao? nếu mà như thế thì đúng là tốt quá xá luôn rồi. Lúc trước hắn nuôi đậu đậu là vì thích loại chó Bắc Kinh dễ thương dịu ngoan, không như lũ Husky tăng động. Ai ngờ chẳng biết từ lúc nào đậu đậu lại biến thành con chó thần kinh. Mãi đến tận bây giờ Hoàng Sơn Trân Quân vẫn không nghĩ ra trong quá trình mình nuôi chó đã xảy ra chuyện gì nữa. Khi Hoàng Sơn Trân Quân đang suy tư thì bên ngoài động phủ của hắn truyền tới một tiếng động rất dễ nghe, đó là tiếng vang của cấm chế động phủ có cùng công dụng với chuông cửa được dẫn phát khi có người tới thăm nhà hoàng sơn chân quân mở ra một mặt gương nó sáng lên như màn hình điện tử trên gương hiện rõ hình ảnh truyền vào từ ngoài cửa động phủ ở nơi đó có một vị tiên tử xinh đẹp đang mỉm cười dường như cảm ứng được hoàng sơn chân quân đang nhìn mình cô nàng cười cười vẫy tay hoàng sơn tiền bối ta đến chơi đây ô lệ chi à sao hôm nay rảnh thế? Hoàng Sơn chân quân cười ha hả, mở cửa động phủ ra. Lệ chi tiên tử cười ngọt ngào, vẻ mặt cực kỳ vô hại. Ở phía bên kia, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hoàng Sơn chân quân thì Tống Thư Hàng lại lên mạng tìm kiếm một vài tài liệu về việc tự bảo vệ trên mình như thế nào khi xảy ra tai nạn trên không, phương thức sử dụng dù nhảy và những thứ mẹo nhỏ lái máy bay khác. Tuy có phi kiếm của Bạch Tiền bối cùng với lông chó của đậu đậu rồi, nhưng hắn lo trước thì khỏi mang họa. cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị mà thôi sau đó hắn thở thật sâu cố gắng để mình duy trì nụ cười tươi roi rói rồi xuống lầu ăn cơm vì lần trước đi từ cấm địa ngũ chỉ sơn phong ấn pháp về bọn họ không mang theo đường đường của không không đạo môn cho nên chất lượng ba bữa cơm sáng trưa tối ở nhà tống thư hàng cứ rất mãi xuống bữa sáng thì bạch tiền bối mua ở bên ngoài về sữa đậu nành bánh bao bánh quẩy cháo dưa muối khá là đa dạng còn vì sao bạch tiền bối lại nghĩ đến việc đi mua bữa sáng ấy à tống thư hàng quay sang nhìn về phía bạch tiền bối bạch tiền bối đang vuốt máy tính bảng như cảm nhận được bỗng ngẩng đầu lên hay gò má phồng phồng phát ra tiếng chóp cha chóp chép bên cạnh bạch tôn giả có mấy hộp dương mai xem ra là lúc đi mua bữa sáng tiện tay mang về nhưng mà tiền bối ăn dương mai còn chưa chán sao không thể không nói thân thể tu sĩ đúng là tốt thật người thường ăn nhiều dương mai như thế thì chắc đã bị chua đến ê hết răng rồi, thế mà bạch tiền bối cứ ăn thoải mái. Tống Thư Hàng ngồi tử tế, lấy bánh bao, thuận miệng hỏi. Tiền bối, quả quả đã ra ăn bữa sáng chưa? Ở trong nhà vệ sinh ấy, cả buổi rồi. Bạch tiền bối trả lời. Cả buổi, xem ra bệnh trĩ của nó nghiêm trọng lắm rồi. Bảo sao lại muốn chạy ra ngoài đi mổ. Quả quả, ta nhắc người một chút này, lúc nào đi xong chùi đít thì phải chùi cho sạch nha, nếu không bệnh trĩ sẽ nặng hơn đấy. Tống Thư Hàng tiện mồm nhắc một câu. Ngồi lâu quá sẽ bị trĩ, chùi không sạch cũng bị luôn, đây là thường thức cơ bản hàng ngày. Ủa, thế mà cũng làm bệnh trĩ nặng hơn à? Trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng nhóc sư con kêu lên sợ hãi. Có đó, cho nên vệ sinh rất là quan trọng. Tống Thư Hàng cầm một miếng bánh quẩy, dùng bánh quẩy quấn lấy bánh bao rồi há mồm ngoạm một miếng to. Hắn thích ăn kiểu này nhất đó nha sau đó hắn mở tivi trong phòng ra, ấn bừa vài kênh xem có tin tức gì không. Đổi mấy kênh liền, khi hắn chuyển tới kênh của địa khu Giang Nam thì thấy mấy tin tức khiến cho mình chú ý. Trong tivi đang phát một tiết mục phỏng vấn. Bên trái là người đàn ông trung niên đeo kính mắt, mặt mũi tỏ rõ ta đây là chuyên gia. Bên phải là MC xinh đẹp mặc váy gen đen quyến rũ, đang thực hiện phỏng vấn hỏi đáp với người đàn ông nọ. Giáo sư Lưu, Ngài là một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực địa chất học, chúng tôi có một số việc muốn xin ý kiến của ngài. Vấn đề này đã làm khó rất nhiều người dân ở địa khu Giang Nam chúng ta đây. MC cười nói, vào ngày 1 tháng 7 vừa rồi bên cạnh khu thương mại điện tử của địa khu Giang Nam đột nhiên xuất hiện một hố đất lún cực lớn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Tống thư Hàng đang gặm bánh bao cứng đờ cả miệng, cái hố mà MC nói tới chính là kiệt tác của Bạch Tiền Bối rồi, là cái hố mà ngài ấy trượt chân ngã tạo ra ấy trên mạng cũng bàn tán xôn xao về cái hố đó ví như có người gào khản cổ đây tuyệt đối không phải đất lún bình thường bởi vì làm gì có cái hố đất lún nào nhìn tròn thành sắc cạnh thế tổng thể của nó hình trụ khuếch tán từ chính giữa ra xung quanh so với hố đất lún thì nó giống một cái hố thiên thạch hơn nhưng mà nói nó là hố thiên thạch thì cũng không thể bởi vì giữa ban ngày ban mặt có ai nhìn thấy dấu hiệu thiên thạch rơi từ trên trời xuống đâu hơn nữa trong cái hố kia cũng chẳng có dấu vết cháy đen nào do thiên thạch rơi xuống gây ra cả tóm lại mọi người ở địa khu giang nam bàn tán dầm trời mỗi người một cách nói xôn xao cả lên chuyện này là đất lún không thể nghi ngờ giáo sư lưu nói như đinh đóng cột sau đó hắn lại nghiêm túc giảng giải từ nguyên nhân của đất lún trở đi nào là do khai thác quá nhiều khoáng sản ngầm dưới lòng đất nào là lấy quá nhiều nước ngầm giảng liên miên bất tận đề tài bị kéo đi đi mãi cuối cùng biến thành một cuộc tọa đàm khoa học về hiện tượng đất lún, sau đó chuyển sang phê phán đám tư bản độc ác khai thác tài nguyên ngầm quá độ, cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại biến thành phổ cập mỗi người cần làm gì để bảo vệ môi trường. Giáo sư giảng nước bọt phăng tứ tung, người xem nghe mà ù ù cà cà. Trong lòng MC gào thét, cái gì thế này? Đề tài đi đâu mất rồi? Kéo về trọng điểm cho bà đây ngay, tổng kết trong vòng 20 chữ thôi xem nào. Thế nhưng cô không thể gào đống lời lẽ trong lòng ra được, đã thế còn phải tỏ vẻ giáo sư lưu nói đúng lắm thi thoảng còn phụ họa đôi câu làm mc nhiều khi vất vả thật được rồi cứ coi như là đất lún đi tống thư hàng thở dài não ruột không chỉ có hắn mà rất nhiều người dân khác trong địa khu giang nam cũng phải cất tiếng thở dài giáo sư lưu thắng rồi lúc này thì bạch tiền bối ngẩng đầu lên nhìn tv rồi cười bảo ơ đó không phải là cái hố mà ta bất cần đạp ra à không đâu bạch tiền bối đây là đất lún đấy. Tống Thư Hàng quay đầu sang, nói đến là nghiêm túc, nguyên nhân vì đám tư bản ác độc không ngừng khai thác tài nguyên ngầm nên mới dẫn đến mặt đất sụp xuống. Còn vì sao hố đất lún lại giống hố thiên thạch thì chắc chắn giáo sư Lưu sẽ giải thích sau. Ồ, thì ra là thế. Bạch tôn giả gật đầu, nói cách khác sau này nếu ta lại không cẩn thận đạp ra cái hố như vậy thì không cần dùng, bình thổ chú, nữa đúng không? Bạch tiền bối, tống thư hàng dơ ngón cái, đúng rồi, chính thế đấy ạ. À. Sau đó hắn lại ôm bánh quẩy quấn bánh bao gặm say xưa. Chuyên gia nhiều khi cũng hay đó. Hắn lại ngoạm một miếng bánh quẩy quấn bánh bao nữa. Đúng lúc ấy thì cửa WC mở ra. Nhóc sư con quả quả mặt mày nghiêm trọng, cởi chuồng tổng ngùng phóng đến trước mặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng ngơ ra, nhóc này làm trò gì vậy? Quả quả chạy tới bên cạnh Tống Thư Hàng rồi quay người lại, nhỏng mông lên hỏi. Thư Hàng sư huynh, huynh mau xem cho ta ta chùi đã sạch chưa tống thư hàng vừa quay đầu ra thì thấy ngay cái mông xinh xẻo của quả quả còn có búi trí nọ gạch nối tống thư hàng ngu người còn để người ta ăn cơm cho ngon lành nữa thôi sau đó hắn cúi đầu ngó thấy cái bánh quẩy vàng ươm trong tay mình càng dòm càng thấy giống cục vàng nổi thôi hết muốn ăn luôn rồi thư hàng sư huynh tiểu quả quả nghi hoặc quay đầu lại sạch lắm rồi tống thư hàng gượng cười nào nào, đi rửa tay ăn cơm đi. Vâng, nhóc sư con kéo quần lên rồi nhanh chóng chạy vào WC lần nữa. Tống thư hàng lẳng lặng vứt bánh quẩy sang một bên rồi lặng lẽ gặm bánh bao không. Không có bánh quẩy, bánh bao chỉ hơi ngọt ngọt, chẳng có cái vị gì. Nhóc sư con quả quả mau chóng vọt ra. Thư hàng sư huynh, sáng nay ăn gì? Sữa đậu nành, bánh mì, bánh quẩy, cháo, dưa muối, có hết. Tống thư hàng chỉ lên bàn. Ủa, chỉ có mấy món này sao? Chúng ta không ăn cơm nắm linh mễ với cam lộ dịch à? Nhóc sư con nghi ngờ ngẩng lên nhìn Tống Thư Hàng. Cơm nắm linh mễ, cam lộ dịch. Mấy thứ này vừa nghe biết ngay là đồ của đệ tử tinh anh trong các môn phái mới được dùng. Tán tu bé nhỏ như hắn thì kiếm đâu ra? Tống Thư Hàng thở dài sườn sượt. Ở đây ta không có mấy cái đó. Vừa nói chuyện, hắn vừa quay sang nhìn bạch tiền bối. Bạch tiền bối, chóp cha chóp chép sau đó, bạch tiền bối mới giải thích. Ừm, um, linh mễ là gạo được trồng phối hợp với pháp thuật, bên trong có linh khí. Cam lộ dịch cũng là một loại chất lỏng thực vật mang linh khí, tu sĩ thời kỳ thối thể ăn mấy thứ đồ ăn có linh khí như thế sẽ làm gia tăng khí huyết trong cơ thể, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Lúc nào ngươi rảnh, ta đưa ngươi đi trồng mấy mẫu. Lúc trước ta cũng từng trồng, nhớ ghê ấy. Đa tạ tiền bối, tống thư hàng cười nói nhóc sư con dường như hiểu được sự xấu hổ của tống thư hàng nó chắp tay niệm phật hiệu rồi nói không sao đâu thư hàng sư huynh cho dù là bữa sáng bình thường ta cũng không chê đâu dừng lại một tí nó lại hỏi thư hàng sư huynh bánh quẩy này chiên bằng dầu thực vật hay mỡ động vật đấy tống thư hàng rơi lệ đầy mặt ta không biết đâu ồ thế thì không ăn được rồi không được phạm giới nhóc sư con quả quả cầm bánh bao lặng lẽ cắn y như tống thư hàng. chương 213, bộ đồ phi hành gia và sự hiểu lầm của Bạch Tiền Bối. Quả quả, lát ta và Bạch Tiền Bối ra ngoài một chuyến. Người ngoan ngoãn trong nhà, đợi ta và Bạch Tiền Bối về rồi sẽ đưa người đi bệnh viện, được không? Tống thư hàng nhét hết bánh mì vào miệng rồi hỏi. Nếu như là buổi học lái máy bay bình thường, thì dẫn quả quả theo cũng không sao nhưng học lái máy bay cùng bạch tiền bối thì tống thư hàng không muốn người không liên quan lại mang họa. Tiểu hòa thượng vỗ ngực, nói với giọng tự tin. Được thôi, việc trông nhà đối với ta quá đơn giản. Tống thư hàng gật đầu, đưa mắt nhìn qua đậu đậu đang ngồi trước máy tính đọc tin tức, lòng cũng an tâm hơn. Sau khi dùng xong bữa sáng, tống thư hàng rèn luyện như mọi ngày. Sau khi luyện xong mấy làn kim cương trụ cột quyền Pháp thì đã trôi qua nửa tiếng. Bấy giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Thuộc hạ của Hoàng Sơn tiền bối đến hả, Tống Thư Hàng mở cửa, thì thấy một cô nàng nước ngoài tóc vàng, mắt xanh đang dứng phía ngoài. Cô nàng tóc vàng nhìn Tống Thư Hàng, rồi lại nhìn tập tài liệu trong tay mình để đối chiếu, rồi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười chuyên nghiệp. Chào cậu, có phải là cậu Tống Thư Hàng không? Từ nào từ nấy đều trôi chảy, rõ ràng, dạo này, trình độ tiếng chung của người nước ngoài đều tốt thế này sao? thế những những con dân Trung Quốc không biết khi nào thì thả lưỡi, khi nào thì uốn lưỡi phải làm sao cho phải. Tôi đây, Tống thư hàng đáp. Chào cậu, tôi là Caselli của trung tâm đào tạo hàng không dân dụng Giang thủy. Tôi nhận được lời nhờ vả của ông Hoàng Văn Trung, đưa hai vị tới trung tâm huấn luyện hàng không để học lý thuyết phi công và trải qua cuộc huấn luyện lái máy bay. Caselli mỉm cười, rồi búng tay một cái. Hai người đàn ông mặc Âu phục đứng sau lưng cô nâng một chiếc thùng lớn. Đây là bộ đồ của phi hành gia mà cậu thư hàng đã yêu cầu, đi kèm với bộ thiết bị cung cấp oxy, xin hãy kiểm tra và nhận lấy. Ánh mắt của Casely ngập tràn vẻ tò mò, cô thực chẳng hiểu nổi, học lái máy bay thì cần đồ phi hành làm gì? Đâu có phải lái tàu vũ trụ đâu, mà cái bộ đồ lằng nhằng ấy lên người rồi, có thể lái thoải mái được sao? Nhưng khách hàng là thượng đế, nhất là những khách hàng có quyền thế, cô không ngốc tới độ phản bác lại ý kiến của khách hàng, cái vị đại gia Hoàng Văn Trung kia đã mua gọn cả cái trung tâm huấn luyện phi hành của các cô. Mục đích chỉ là để phục vụ cho người thanh niên thoạt trông như là một sinh viên bình thường và một vị khác tên Tống Bạch. Bên cạnh đó, Bạch Tiền Bối có đang ở cùng cậu sao? Kaseli hỏi. Hắn ở đằng sau, cô muốn vào ngồi chút không? Tống Thư Hàng vừa nói, vừa mở cái thùng lớn kia để nhìn bộ đồ phi hành ra cồng cành ở bên trong. Thoạt trông đã thấy dối rắm rồi, cái bộ đồ phi hành trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng, cái kiểu mà bấm nút một cái là thành đồ nịt bó quanh người, bao giờ mới sản xuất được đây? Kaseli vẫn nở nụ cười. Trung tâm huấn luyện của chúng tôi cách đây khá xa, thời gian của chúng ta có chút eo hẹp. Vậy nên, tôi đề nghị rằng sẽ dẫn hai vị tới trung tâm ngay bây giờ, được không? Sau đó, chúng ta sẽ dùng một tiếng để xem qua một vài lý thuyết cơ bản, rồi sẽ đưa hai vị lên máy bay để làm quen với một vài thao tác. Trung tâm huấn luyện của chúng tôi có đủ dạng máy bay, hai vị có thể chọn loại mình thích để học. Rất nhiều loại máy bay sao, tuyệt lắm, hai mắt tống thư hàng sáng rỡ, lúc đến đó, có lẽ cậu nên chọn một chiếc trực thẳng loại nhỏ để học nhỉ. Như thế sẽ không lo chuyện bạch tiền bối lái thẳng máy bay vào vũ trụ. Nếu cậu cảm thấy hài lòng thì không thể tuyệt hơn được nữa. Tiếp, đây là giấy khám sức khỏe và bằng lái máy bay của hai người, mong cậu cất kỹ. Casely đưa giấy khá sức khỏe và bằng lái qua. Tống Thư Hàng đón lấy bốn tờ giấy chứng nhận, cảm thấy trong lòng dối bời. Máy bay còn chưa đụng tới mà đã lấy được bằng rồi. Cái cảm giác này, đúng là sung sướng, lại vừa có chút ngại ngùng, lại có tí xíu mừng rỡ, mà lại có chút áy náy. Kaseli bình tĩnh hỏi. Tống Bạch Tiên sinh đâu? Chúng ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Để tôi gọi hắn xuống. Tống Thư Hàng cầm bốn tờ giấy chứng nhận, rồi xoay người, vẫy vẫy tay về phía tầng 3. Một lát sau, Bạch tiền bối bình tĩnh bước xuống từ trên lầu. Dù vẻ mặt của tiền bối vô cùng bình tĩnh, nhưng nét vui vẻ nơi đáy mắt lại chẳng thể giấu nổi. So với ô tô, có vẻ như tiền bối còn có hứng thú với máy bay hơn. Lúc học lái ô tô, hắn không hề hưng phấn như thế. Mời hai vị lên xe, Caceli lái một chiếc xe bán tải qua. Hai người đàn ông mặc âu phục khiêng bộ đồ phí hành ra của Tống Thư Hàng đặt ra sau xe. Tống Thư Hàng ra ghế sau của xe ngồi rồi duỗi lưng thư giãn. Bạch tiền bối lên sau, nhưng trước lúc lên, hắn nhìn liếc qua bộ đồ phi hành ra, sau đó vẻ mặt như sực tỉnh. Bạch tiền bối nghĩ thầm. Đây chẳng phải là đồ phi hành ra sao, chẳng nhẽ tống thư hàng tiểu hữu muốn vào vũ trụ chơi à? Nói thế nào nhỉ? Từ cái lần lái xe vượt tốc độ lần trước, khiến cho phanh không nhạy, vô lăng bị bẻ gấy, giờ bạch tiền bối đang cố gắng sửa chữa những sai lầm trước đây. Vậy nên, khi lần này có cơ hội học lái máy bay, lòng hắn liền hạ quyết tâm nhất định phải ngoan ngoãn học lý thuyết lái máy bay, sau đó thì học được cách lái máy bay. Lần này, hắn nhất định sẽ không khắc trận pháp gì lên máy bay. Trong lúc bay, hắn sẽ cố kìm cái khao khát dỡ từng bộ phận của máy bay xuống. Tóm lại, hắn nhất định sẽ không làm tống thư hàng gặp phải rắc rối. Cùng lắm thì, đợi đến khi học lái xong, tự hắn mua một cái máy bay, sau đó thì khắc đủ có thứ trận pháp, phù văn để có thể bay lượn tự do trên không. Ấy chính là cái quyết tâm mà Bạch Tiền Bối đã tự nói với mình suốt mấy ngày nay. Dựa vào tu vi của Bạch Tiền Bối, chỉ cần quyết tâm làm gì, thì vẫn có thể kiểm soát và kìm nén những thú vui của bản thân. Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ đồ phi hành ra kia, Bạch Tiền Bối chấp chấp mắt thư hàng muốn bay vào vũ trụ để chơi hả. Sau khi Bạch Tiền Bối lên xe, Kaseli khởi động chiếc bán tải, lái về trung tâm đào tạo hàng không dân dụng Giang Thủy. Trên đường đi, Tống Thư Hàng ngồi ngay ngắn trong xe, thầm sử dụng chân ngã minh tưởng kinh để khiến bản thân đạt tới trạng thái tốt nhất. Bên cạnh đó, hắn cũng đeo phong hồn băng châu để tâm trí luôn tỉnh táo. Hắn muốn điều chỉnh sẵn mọi thứ, để sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào, để lỡ có gì thì đừng nói là việc lao khỏi trái đất, dù bạch tiền bối có lái máy bay đáp thẳng xuống mặt trăng thì hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Bây giờ, bạch tiền bối thử hỏi. Thư hàng, phía sau xe là đồ phi hành ra đúng không? Người muốn dùng à? Ha ha ha, đúng thế. Tống Thư Hàng gắng giữ nụ cười, bộ đồ đó ta nhờ Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị giúp, bởi hồi bé, ta rất hâm mộ những phi hành gia. Lần này đi học lái máy bay, không hiểu sao ta lại nhớ đến chuyện này. Vậy nên mới nhờ Hoàng Sơn tiền bối chuẩn bị một bộ cho thỏa ước nguyện. Tống Thư Hàng đành phải nói dối như vậy, dù sao thì với cái tính cách hiền lành của hắn, chẳng thể nói thẳng cái lý do khiến người ta đau đớn rằng, bạch tiền bối, ta sợ người lái máy bay thẳng vào vũ trụ, nên ta mới chuẩn bị bộ đồ phi hành ấy để phòng trừ. Ô, bạch tiền bối thầm gật đầu, ra từ hồi bé, thư hàng tiểu hữu đã thích du hành vũ trụ. Cũng phải, trái đất rộng lớn đã đủ thần bí, huống chi là nơi minh mang vô hạn như vũ trụ, thứ ấy càng khiến con người tò mò và dậy lên khao khát tìm hiểu. Thư hàng tiểu hữu thích vũ trụ không? Bạch tiền bối hỏi chuyện này nếu phải nói thì đương nhiên là thích rồi tống thư hàng nghĩ một chốc rồi đáp hắn luôn thấy hứng thú trước vũ trụ thần bí hố đen thiên thạch sao trổi rồi mặt trăng nếu có cơ hội người có muốn đi vào vũ trụ để chơi không bạch tiền bối hỏi dò trong lòng hắn cũng có chút dục dịch tống thư hàng sửng sốt chết rồi cái câu này có gì đó không ổn sao lại hỏi như thể ta muốn vào vũ trụ chơi lắm không được phải khéo léo nói cho Bạch Tiền Bối biết rằng, hiện tại ta chưa muốn vào vũ trụ chơi. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Để sau đi, nếu có cơ hội, vào vũ trụ xem cũng tuyệt. Nhưng giờ ta không đi được, cho dù có đồ phi hành ra, thì ta cũng chẳng tồn tại trong vũ trụ được bao lâu. Cũng có lý, Bạch Tiền Bối gật đầu. Thấy phản ứng ấy của Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem chừng, Bạch Tiền Bối đã bỏ cái suy nghĩ đi vào vũ trụ rồi nhỉ. Có vẻ như mình né được chuyện đó rồi. Bây giờ, Casely ngồi ở ghế trước thoáng thở dài. Mấy kẻ giàu có đúng là khác thường, trong lúc người thường nghĩ rằng lái máy bay chơi chơi chút, thì họ đã nghĩ tới chuyện vào vũ trụ chơi chơi chút. Đúng là khiến người ta hâm mộ. Trong lúc suy tư, cô thầm đưa mắt nhìn bạch tiền bối một cái, nhìn coi mới thấy, cái người đàn ông tên Tống Bạch này đúng là tuấn tú. Dù gu thẩm mỹ của người phương Đông và phương Tây có những điểm khác nhau, nhưng độ tuấn tú của Tống Bạch đã vượt qua hết thảy những khác biệt ấy. Nếu được làm bạn gái của hắn thì tuyệt lắm nhỉ? Casely thầm nuốt nước miếng. A, à, không được, mình mê trai như thế từ bao giờ vậy? Chỉ vừa mới gặp, còn chưa nói với nhau câu nào mà đã khiến cô có cả cảm giác quái lạ như đụng tiếng xét ái tình là sao? Không đúng, nhất định là cách rời giường sáng nay của mình không đúng. Casely kiềm nén cái luồng suy nghĩ quái lạ đó của mình nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn kính chiếu hậu để ngắm bạch tôn giả thực ra thì kaseli đã khá may mắn rồi bởi dạo gần đây bạch tiền bối đã có thể kiểm soát khí thức và sức cuốn hút của bản thân nếu như là bạch chân quân hồi mới xuất quan thì chỉ cần dạo một vòng là sẽ lôi được hàng tá cô nương vì người mà để tóc dài đợi người tới buộc tóc không gả cho người thì chẳng gả cho ai nữa một số nữ tu có ý chí yếu ớt cũng không thể cưỡng lại nổi sức cuốn hút đó Trung tâm đào tạo hàng không dân dụng Giang Thủy nằm ở ngoại thành, có diện tích rất lớn. Caseli dẫn Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối vào trung tâm huấn luyện. Điều đầu tiên họ nhìn thấy là một sân bay cực lớn. Đây chính là một trong những sân bay của trung tâm đào tạo hàng không dân dụng Giang Thủy, có 6 chiếc máy bay trực thăng tư nhân loại nhỏ đang đậu ở đó. Trước tiên, tôi sẽ dẫn hai vị đi học lý thuyết, rồi hai vị có thể sử dụng khoang mô phỏng để thực hiện việc huấn luyện lái máy bay. Đợi đến khi đã quen với các thao tác rồi, hai vị có thể chọn loại máy bay ưa thích, chúng ta sẽ dọn sạch đường băng để hai người sử dụng. Caseli mỉm cười giải thích. Chương 214, quán quân thích đua phi kiếm của cuộc thi ngự kiếm. Máy bay và phi kiếm có sự khác biệt. Phi kiếm gọn gàng và mau lẹ hơn nhiều, chỉ cần chuẩn bị một cây phi kiếm, rồi bắt bí quyết ngự kiếm để phi kiếm hóa thành độn quang, sau đó, đặt chân lên là muốn bay thế nào cũng được. Bay ngang bay dọc, bay lộn ngược, bay lùi đều được. Hơn nữa, dù ngoài trời có mưa gió, sấm sét rồi tuyết rơi thế nào thì cũng chẳng khiến việc phi kiếm gặp phải ảnh hưởng gì. Nhưng máy bay thì khác. Máy bay chịu ảnh hưởng từ rất nhiều những nhân tố bên ngoài, bên cạnh đó, những quy tắc của con người cũng giới hạn sự tự do của bay lượn. Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối ngồi trong phòng học, nghe giáo viên giảng về những tri thức căn bản của việc lái máy bay. Ví dụ như dữ liệu cất cánh và hạ cánh, Trọng lượng và cân bằng, nhận biết thời tiết và phân tích, rồi còn cả luật hàng không, phân tích không vực ở khu huấn luyện và sân bay, rồi các loại đèn chỉ thị ở sân bay. Rồi vân vân, có rất nhiều kiến thức căn bản cần phải học. Nội dung kiến thức mà người thường phải học dàn trải trong mấy ngày, được các giáo viên nén lại, dạy cho tống thư hàng và bạch tiền bối với tốc độ nhanh nhất. Hơn một tiếng sau, giáo viên dạy xong, uống một ngụm nước rồi bảo. Những kiến thức lý thuyết đại khái là thế. Thú thực, chỉ trong hơn một giờ mà dạy từng ấy nội dung, đến chính hắn còn thấy choáng váng. Hắn không cho rằng Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối có thể nắm được những lý thuyết ấy. Thôi, dù sao cũng chỉ là dạy cho có, hai vị này đã nhận được bằng lái máy bay rồi cơ à. Ừm, nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng lắm quy tắc ràng buộc quá. Bạch Tiền Bối gấp mấy cuốn sách lý thuyết lại, gật đầu bảo. Ràng buộc là điều cần phải làm, trên bầu trời có nhiều máy bay như thế, nếu không quản lý rạch ròi thì rất dễ xảy ra sự có. Mà khi có sự cố, liền ăn chắc cửu tử nhất sinh. Nhưng lý thuyết đúng là đơn giản, mấy thứ như điều luật phi hành cứ nhớ kỹ là được. Tống Thư Hàng cười đáp. Cũng phải, Bạch Tiền Bối gật đầu. Giáo viên nghe Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối nói chuyện với nhau như vậy, lặng lẽ nhấp một ngụm nước trà, khóe miệng con lên nụ cười lạnh, mẹ nó chứ, hai thằng còn cố tỏ ra nguy hiểm. Hơn một tiếng học lý thuyết này, đến người giảng như hắn còn thấy choáng váng nữa là, hai kẻ này nghe hiểu được thì đúng là lạ. Những thủ tục sau đó đều được giản lược hết sức có thể, dù sao thì tống thư hàng với bạch tiền bối qua đây đâu phải để thi bằng, mà là để học cách bay một vòng trên không. Vậy nên, hết thảy những thủ tục dườm già đều được bỏ qua. Dưới sự sắp xếp của Caselli, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối sẽ được giáo viên dạy một đối một, ban đầu sẽ ở khoang mô phỏng để học một vài thao tác cơ bản của lái máy bay, nhận biết cách dùng của bản đồ bay và radar. Sau đó, Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối sẽ cùng một vị huấn luyện viên, không sợ chết, dám liều chết vì được trọng thưởng, leo lên máy bay trực thăng. Tống Thư Hàng sẽ bay trước, Bạch Tiền Bối ngồi sau quan sát, học tập. Lúc cất cánh, Tống Thư Hàng căng thẳng vô cùng, máy bay đâu giống ô tô, lỡ có trục trặc gì là tiêu đời luôn ấy chứ. Huấn luyện viên ngồi bên chỉ dậy, mới bắt đầu thì cũng khá dễ, chỉ cần không vượt qua cái giới hạn 1.000m thì những thao tác khác đều tùy ý. Thực ra, không chỉ có mình tống thư hàng căng thẳng, mà đến cả huấn luyện viên cũng căng thẳng. Bởi hắn biết, hai cái người này là hai tên nhà giàu thích đùa với lửa, mới học lái máy bay hôm nay mà đã muốn lái luôn rồi. Nếu không phải vì hắn đang cần tiền, thì ai mà muốn chơi mạo hiểm với hai kẻ này chứ? Nhưng, khi máy bay cất cánh, huấn luyện viên có chút ngạc nhiên, dù thoạt trông tống thư hàng có vẻ vô cùng cứng ngắc, Nhìn đã biết đây là lần đầu hắn đụng vào máy bay trực thăng. Nhưng lúc thao tác chẳng hề có chút sai lầm nào, dù có bối rối và lo sợ, nhưng mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Sau khi điều khiển máy bay, bay một vòng trên không, huấn luyện viên chẳng thể tìm được bất cứ thao tác sai nào của Tống Thư Hàng. Chẳng nhẽ cái cậu này từng học lái rồi, giờ qua đùa mình đó hả? Huấn luyện viên lặng lẽ liếc nhìn Tống Thư Hàng một cái. Giống như là tuyển thủ đua xe lại đi học bằng lái phổ thông cấp ấy cũng phải dù giàu đến mấy thích mạo hiểm đến mấy thì ai mà dám lôi mạng sống của mình ra đùa chứ có lẽ cậu thanh niên tống thư hàng này và người đàn ông tên tống bạch kia đều từng lái loại máy bay khác rồi lần này qua đây chỉ là muốn học cách lái của nhiều loại máy bay khác nhau nghĩ đến thế huấn luyện viên cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều nếu thế thực thì mình và lão lưu đúng là vớ bở rồi nhỉ lão lưu chính là một vị huấn luyện viên dám liều chết vì được trọng thưởng khác sau khi lượn trên không thêm vòng nữa, huấn luyện viên ra chỉ lệnh cho Tống Thư Hàng hạ cánh. Tống Thư Hàng điều khiển chiếc máy bay một cách vô cùng cẩn thận, rồi hạ cánh. Dù máy bay trực thăng bất tiện hơn nhiều so với phi kiếm, nhưng lại khá hơn ở khoản đem đến cảm giác an toàn nha. Tống Thư Hàng nhận ra mình rất thích cảm giác này, tuyệt chết mất. Sau khi máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng, huấn luyện viên nhảy xuống, chạy chậm tới bên một vị huấn luyện viên không sợ chết khác. Lão Lưu, bên tôi lái xong rồi, lát tôi dẫn một học sinh khác lái thêm lần nữa. Hai học sinh này cho qua chỗ ông để thử loại máy bay công vụ, chuẩn bị tinh thần xong chưa? Trong lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ đi tới bên lão Lưu. "Lão Lưu, tôi bảo này, hai học sinh này khéo từng lái những loại máy bay khác rồi, không phải gà thật đâu, lúc thao tác thuần thục lắm. Lần này tôi với ông vớ bở rồi." "Ờ ờ," lão Lưu chỉ đáp lại hai tiếng đầy gượng gạo như thể tâm trí đã đi về phương xa. "Lão Lưu, ông sao thế?" Huấn luyện viên dạy lái máy bay trực thăng hỏi. "À, tiểu Lý à, không sao, tôi không sao." Lão Lưu trở về trạng thái tỉnh táo, nói với điệu khổ sở. "Ban nãy, hắn một mình dạy Bạch Tôn giả trong khoang mô phỏng, đứng một mình cạnh Bạch Tôn giả lâu quá, nên bị ảnh hưởng, thành thử ra đang tự thấy nghi ngờ nhân sinh quan của bản thân." "Lão Lưu, đừng ngơ ra đó nữa, nguy hiểm lắm." tôi dẫn một học sinh khác đi đây ông phải điều chỉnh trạng thái lại đi tiểu lý khuyên lão lưu vài câu rồi quay đầu chuẩn bị dẫn bạch tiền bối bay một vòng trên không sau đó khi huấn luyện viên tiểu lý trở lại bên chiếc máy bay trực thăng hắn bỗng nhiên thấy cậu học sinh tên tống thư hàng đang mặc bộ đồ phi hành ra cổng cành lên người trời ơi sao thế này tôi dạy lái máy bay trực thăng chứ có phải lái tàu con thoi đâu làm quái gì mà lái vào vũ trụ được cậu mặc đồ phi hành ra là có ý gì hơn nữa, trời nóng thế này, cái cậu thanh niên này ẩm IC à? Hay là ẩm IC? Hay là ẩm IC? Tống Thư Hàng cảm nhận được ánh nhìn của huấn luyện viên bèn cười gượng. Ừm, um, ha ha ha, huấn luyện viên đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ định trải nghiệm cảm giác mặc đồ phi hành ra thôi, muốn nhịn cũng không nhịn nổi, mọi người đừng để ý tới tôi là được. Tuy nhiên, khi huấn luyện viên tiểu lý nhìn cái bộ đồ ấy của Tống Thư Hàng, hắn cứ thấy bồn chồn bất an thế nào. Phía đằng kia, Bạch Tiền Bối nhìn chằm chằm bộ đồ phi hành gia của Tống Thư Hàng với vẻ ngạc nhiên, mặt lộ rõ ý nghĩ ta cũng muốn mặc thử. Máy bay kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì, có thể bay. Bây giờ, nhân viên kiểm tra máy bay trước khi cất cánh hô lên. Bạch Tiền Bối vội vàng chui vào trong. Dù Tống Thư Hàng mặc bộ đồ khá cồng kềnh, nhưng vẫn nhanh chóng chui vào ghế sau của máy bay được. Cái khổ người hiện tại của hắn đã choán hết vị trí này. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười ngượng ngùng, may mà có phong hồn băng châu, không thì nóng chết mất. Huấn luyện viên tiểu lý lại nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng hồi lâu, sau khi lên máy bay, nỗi bất an trong lòng hắn lại dậy lên, cất cánh đi, bay như Tống Thư Hàng ban nãy ấy, lưu ý là không được bay lên trên 1.000 mét. Được, Bạch Tiền Bối nói. So với Tống Thư Hàng, tay nghề của Bạch Tiền Bối còn ổn định hơn nhiều, dù chưa từng lái máy bay, nhưng bạch tiền bối đã tung hoành trên trời bao năm này, thành thử, hắn vô cùng quen thuộc với nơi này. Do đó, khi bạch tiền bối lái, hắn chẳng giống như kẻ mới lái lần đầu, mà lại như những tay lái giả dặn từng lái máy bay chừng mấy chục năm. Huấn luyện viên tiểu lý liếc nhìn bạch tiền bối một cái, an tâm hẳn. Ha ha ha, lần này đúng là vỡ bấm rồi. Hắn cực mười tệ, cái người tên Tống Bạch này trăm phần trăm là tay chuyên trong việc lái máy bay, chứ chẳng phải người mới. Bên trung tâm ra giá cao để hắn và lão lý coi sóc hai người mới này, còn mua cho họ một món bảo kiểm cách xù. Vốn tưởng phải liều cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không ngờ, còn nhẹ nhàng hơn việc chỉ dạy những học viên bình thường gấp trăm lần. Nếu nhiệm vụ kiểu này mà cũng được xếp vào mức nguy hiểm, thì hãy thêm nhiều nhiệm vụ nữa đi, hắn đồng ý trải nghiệm nguy hiểm đến cực điểm. Ừm, đương nhiên, cũng có một điều khiến huấn luyện viên tiểu Lý cảm thấy không ổn chính là cái đống to hình đằng sau, cậu trai trẻ tống thư hàng trong bộ đồ phi hành ra. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Vì nguyên nhân gì mà cái cậu tống thư hàng này phải mặc đồ phi hành ra chứ? Dù thế giới của tu sĩ ẩn giấu với thế giới thực, nhưng giữa những tu sĩ với nhau, không hề có sự ngăn cách, họ vẫn thường xuyên giao lưu, trao đổi. Người thường có thế vận hội Olympic, rồi thì lại á vận hội gì gì đó, đủ các trận thi đấu thể dục thể thao. Giới tu sĩ cũng có những hạng mục thi đấu của mình. Ví dụ như cuộc thi ngự kiếm phi hành được tổ chức 10 năm một lần tại một địa điểm bất kỳ nào đó. Nó vô cùng nổi tiếng trong giới tu sĩ. Thi đấu phi kiếm, đúng như cái tên của mình, cuộc thi này là sự so tài giữa tốc độ và kỹ xảo. Trên đường đua sẽ có những cạm bẫy, chướng ngại vật rồi trận pháp ngáng đường, ai tới đích nhanh nhất sẽ là người thắng. Dựa theo cấp bậc tu sĩ, mà cuộc thi này được chia làm 3 cấp. Tứ phẩm có cuộc thi ngự kiếm, ngũ phẩm có cuộc thi phi kiếm, lục phẩm có cuộc thi độn kiếm. Còn những tu sĩ thuộc hàng linh tôn thất phẩm trở nên, ấy đều là những bậc đại năng của cả một phương, số lượng thưa thất, hơn nữa, mỗi lần bế quan đều ngồi tận mấy trăm năm, nên chẳng thể tham gia cuộc thi này được. Cuồng phong kiếm, dương vũ tường của lạc nguyệt kiếm phái cũng có chút danh tiếng trong giới tu sĩ. Hắn đã giành ngôi vô địch trong suốt ba lần liền của cuộc thi ngự kiếm bậc tứ phẩm riêng về việc so về tốc độ thì tốc độ của hắn thậm chí còn vượt xa những linh hoàng ngũ phẩm bình thường. Cuồng phong kiếm dương vũ tường đã liên tục giành quán quân của ba mùa cuộc thi ngự kiếm, mục tiêu của hắn là trước khi thăng lên linh hoàng ngũ phẩm, sẽ giật thêm một lần quán quân nữa, để có được thành tựu hoành tráng, bốn lần liên tiếp làm quán quân. Vì cái mục tiêu ấy mà hiện tại, hắn đang khổ luyện phi kiếm độn pháp. Ba ngày trước, cuồng phong kiếm dương vũ tường bay từ phía đông hoa hạ bay liên tù tì về phía tây hoa hạ, sau đó lại bay ngược lại theo đường cũ. Trên đường đi, hắn không ngừng tìm những sân bay, hoặc căn cứ không quân. Lý do vì sao hắn tìm mấy địa điểm ấy thì là bởi cuồng phương kiếm dương vũ tường có một sở thích lớn lao là đua phi kiếm. Hơn nữa, hắn thích đua với đủ các loại hình máy bay. Lần nào cũng thế, hắn sẽ bay cùng máy bay, rồi dồn lực để vượt mặt nó cái cảm giác thỏa mãn khi ấy là điều khiến hắn thích thú nhất. Dù sao thì phàm nhân cũng không nhìn thấy hắn, nên hắn đua vui lắm. Hôm nay, hắn lại tìm được một căn chứ phi hành. Trung tâm đào tạo hàng không dân dụng giang thủy. Ồ, ra không phải căn cứ không quân à. Nếu là bọn học sinh thì lái chậm lắm. Mà thôi, muối cũng là thịt, đoạn ban nãy cả một cái máy bay cũng tìm không ra. Cuồng phong kiếm dương vũ tường thở dài. Hắn đứng trên phi trường đợi hồi lâu, cuối cùng, cũng có một chiếc trực thăng từ từ bay lên. Cuối cùng cũng đến rồi hả? Cuồng phong kiếm dương vũ tường cười ha ha, tiếc rằng chỉ là loại máy bay trực thăng tư nhân loại nhỏ, tốc độ chẳng được là bao, chỉ có thể tráng miệng cho đỡ thèm vậy. Đợi đến khi máy bay đã lên trên không, hoàn thành bước tăng tốc ban đầu, cuồng phong kiếm dưỡng vũ liệu liền ngửa kiếm, vèo một cái đã bay tới bên cạnh máy bay, rồi duy trì tốc độ để bay song song với nó. Đây là thói quen của hắn, ban đầu sẽ bay song song với máy bay rồi mới đồn sức để tăng tốc vượt mặt nó một quãng xa xa đến độ chẳng thấy được bóng dáng cảm giác sung sướng khi ấy chẳng thể diễn tả thành lời hở tống thư hàng ngồi ở ghế sau quay sang nhìn cửa sổ thì bỗng nhiên thấy một bóng người bóng người trên không sao ơ ờ, đừng bảo là đụng phải tu sĩ ngự kiếm phi hành nhé tống thư hàng đã mở nhãn khiếu nên có thể thấy những điều người thường không thấy được ví dụ như quỷ hồn Yêu quái hay tu sĩ ngự kiếm phi hành. Nhưng những thứ đó rất hiếm gặp ở vùng đô thị, ngoại trừ đậu đậu, Tống thư Hàng chưa từng thấy con yêu thú nào khác. Tu sĩ ngự kiếm phi hành cũng rất ít gặp, thường thì chúng tu sĩ thường bay rất cao, mắt thường không thể thấy được. Hôm nay lại gặp được cái tình cảnh hiếm hoi này, được chứng kiến một vị tiền bối bay cùng máy bay. Tống thư Hàng đang suy tư, bỗng nhiên, hắn thấy vị tu sĩ đang bay song song kia làm mặt hề với đám người trong này. Sau đó, hắn thấy vị tu sĩ này tạo dáng, chuẩn bị xuất phát của vận động viên chạy bộ, gập người, mông uốn éo. Miệng còn hô theo nhịp. Sẵn sàng, một, hai, ba. Tiếng, ba, vừa thốt khỏi miệng, kiếm quang liền bay vèo về trước, nhanh như điện xẹt. Cái tiếng đếm, ba, ấy như còn vang vọng bên tai tống thư hàng, nhưng tu sĩ ngự kiếm phi hành giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Thế này là sao? Tống thư hàng ngơ ra. Ha ha, đang khiêu khích đây. Bạch tiền bối cười ha hả, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Khiêu khích, đợi chút, lòng tống thư hàng chợt dậy lên cảm giác bất an, hắn vội nói, tiền bối, hay là ngươi hiểu lầm rồi, có khi người ta chỉ đi ngang qua thôi. chương 215, máy bay trực thăng tốc độ siêu âm nha. Bây giờ, huấn luyện viên tiểu lý mới cảm thấy có chút quái quái, hình như, mình và hai học sinh này sống ở hai thế giới khác biệt vậy lối suy nghĩ của đôi bên không nằm trên một quỹ đạo thư hàng ánh mắt bạch tôn giả trở nên sắc bén hắn đáp lại vô cùng nghiêm túc có khiêu khích hay không không quan trọng đường tu hành muôn trùng gian khó như lội ngược dòng không tiến ắt sẽ lùi vậy nên đi trên đường này chúng ta không thể tụt hậu so với người khác bất cứ giá nào cũng không được tụt lại phía sau tiền bối ngài nói rất đúng rất có lý nhưng đấy chẳng phải là đạo lý khi tu hành sao liên quan gì tới chuyện người kia đua kiếm, vượt mặt chúng ta chứ? Hơn nữa, huấn luyện viên còn đang ngồi cạnh, chúng ta nhắc tới những chuyện về tu sĩ thì không sao thật chứ? Đang nghĩ thế, Tống Thư Hàng đã thấy huấn luyện viên tiểu lý đưa mắt nhìn bạch tiền bối với vẻ mê mang. thi thoảng còn ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt tái bạch đi. À, Tống Thư Hàng bỗng hiểu ra, huấn luyện viên tiểu lý bị bạch tiền bối cách âm rồi. Lúc này, dẫu huấn luyện viên tiểu lý thấy miệng bạch tiền bối đang mấp máy, nhưng tai lại chẳng nghe được gì không không chỉ không nghe được tiếng học viên nói chuyện mà cả tiếng cánh quạt của máy bay hắn cũng chẳng nghe được có chuyện gì xảy ra thế sao thế này huấn luyện viên tiểu lý luống cuống hắn cố gắng ngoáy lỗ tai nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì hắn đưa tay vỗ mặt mình nhưng ngay cả tiếng vỗ mặt cũng chẳng nghe được mình điếc rồi sao sao lại thế rõ ràng một phút trước còn bình thường sao lại đột nhiên điếc được tiểu lý cố gắng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra nhưng chẳng nghĩ được nguyên do gì đừng hoảng phải bình tĩnh thân là một huấn luyện viên ưu tú tiểu lý là người rất gan dạ hay là mình đang mơ nhỉ hắn véo mạnh vào đùi một cái đau quá không phải đang mơ mặt tiểu lý bệch đi một lúc lâu sau hắn mới thở dài tạ ơn trời phật từ nay về sau mình sẽ không bao giờ phải nghe tiếng cánh quạt quay nữa bởi mình điếc đặc nó rồi Biết rồi, không làm huấn luyện viên lái máy bay nữa. Hắn đành phải giã từ cái công việc lương cao là huấn luyện viên lái máy bay để tìm đường sống khác. Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là trước chuyến bay này mình có nhận được khoản thù lao hậu hĩnh nhỉ? Nhưng giờ thì chẳng thể nào vui nổi. Đang lúc huấn luyện viên tiểu lý nghĩ nguyên man, bạch tiền bối đã bắt đầu ra tay. Lúc này hắn vừa dùng một tay để điều khiển máy bay, tay kia lại cầm bút bắt đầu khắc một trận pháp vô cùng phức tạp lên chiếc máy bay này, còn cao cấp hơn cả cái trận pháp được khắc trên ô tô mấy bữa trước. Càng là thế, Tống Thư Hàng càng thấy bất an. Hắn biết, giờ chẳng còn cách nào mà khuyên nhủ Bạch Tiền Bối nữa. Bạch Tiền Bối, lái đua máy bay, mong ngài nhẹ tay chút. Hơn nữa, đừng quên rằng bên cạnh này còn có một người thường. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn huấn luyện viên tiểu lý một cái, huấn luyện viên, tôi chỉ giúp anh được đến đây thôi. Yên tâm, dù máy bay có nát thì vị huấn luyện viên này cũng không sao đâu. Ta đảm bảo rằng hắn sẽ không có việc gì, ta là linh tôn thất phẩm cơ mà. Bạch tiền bối cười sang sảng, hắn giơ ngón cái lên, sau khi chuyện này xong xuôi, ta sẽ dọn sách ký ức của hắn, hắn sẽ không nhớ được bất cứ chuyện gì. Đến tâm lý cũng không bị ảnh hưởng, chắc chắn là không sao đâu. Tống thư hàng lặng lẽ sờ tim mình, mạnh nhỉ, đập thình thì thế này cơ mà. Nhưng lần này, Tìm hắn không đập thình thịch do bị ảnh hưởng bởi sức cuốn hút của bạch tiền bối, mà bởi vì cái câu, máy bay có nát, của bạch tiền bối khiến hắn liên tưởng tới đủ các cảnh tượng tai nạn máy bay. Đừng bảo là, cái máy bay này sẽ nát thật đó nhé. Ha ha, xong rồi, đây chính là trận pháp mà ta mới nghiên cứu được, là loại trận pháp mà tổng hợp hết thảy những trận pháp như, ẩn hình, cách âm, chống dò dỉ năng lượng, phản trinh sát. Có nó, chiếc máy bay này sẽ không bị phàm nhân trông thấy, cũng không bị ra đa dò ra. Ha ha ha, bạch tiền bối cười đắc ý. Đáng sợ thật, bạch tiền bối lặng lẽ nghiên cứu loại trận pháp này từ bao giờ vậy? Sau đó, bạch tiền bối lại tiếp tục khắc một trận pháp khác lên máy bay. Vừa khắc, hắn vừa giải thích. Cái trận pháp tiếp theo này là trận pháp tăng tốc siêu cấp. Nó là phiên bản thăng cấp của cái dây truyền thanh phong gia tốc của ngươi. Sau khi cải tiến, trận pháp này có thể khiến tốc độ tăng lên gấp 10 lần, tuyệt không? gấp 10 lần. Bạch tiền bối, ngài nghiên cứu mấy thứ nguy hiểm gì thế? Tống thư hàng tính nhẩm trong lòng, tốc độ của chiếc máy bay là huấn luyện viên dùng không nhanh, chừng 150 đến 170 km h Nếu nhân 10 lên thì là chừng 1500 đến 1700 km h Vận tốc của âm thanh là khoảng 1224 km h Tức là, nếu bạch tiền bối đẩy hiệu quả của trận pháp lên tới cực hạn, khiếp vận tốc tăng lên gấp 10 lần, thì chiếc máy bay bình thường này sẽ vượt qua giới hạn âm thanh đi tới ngưỡng tốc độ siêu âm đấy là với trường hợp vỏ của chiếc máy bay đáng thương này đủ cứng đủ sức chống chịu nhỉ hình như kết cục cuối cùng của nó chỉ có thể là nát tan tành trừ phi bạch tiền bối khác thêm một cái trận pháp khiến cơ thể nó cứng hơn tuy nhiên dường như bạch tiền bối chẳng có ý ra cố chiếc máy bay này chút nào sau khi vẽ xong trận pháp cải tiến của thanh phong gia tốc hắn liền buông tay, chấm dứt việc khắc họa. Chuẩn bị tăng tốc, sau đó, bạch tiền bối khởi động, đẩy tốc độ của máy bay lên ngưỡng cao nhất một cách vô cùng thuộc thục. Huấn luyện viên tiểu lý bên cạnh vô cùng luống cuống, dù tai không nghe được, nhưng mắt hắn đâu có mù. Dựa vào mặt đồng hồ, hắn thấy được tốc độ của máy bay đang tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đạt tới 170 km h Cánh quạt vù vù, thân máy bay như chẳng thể chịu nổi sức éo, kêu lên kéo kẹt không được, cậu Tống Bạch, lúc bay thử không được chỉnh tốc độ lên cao như vậy, mau dừng lại ngay. Hơn nữa, chúng ta không được bay tiếp, mau quay về. Nếu bay lung tung, lỡ như chúng ta xông vào khu vực cấm thì sẽ tiêu đời. Huấn luyện viên tiểu lý hét lớn. Ai mà biết vào khu vực cấm rồi sẽ gặp phải chuyện gì. Khéo lại bị ăn đạn đạo phòng không miễn phí, tiễn mình đi đầu thai chuyển kiếp. Yên tâm đi, không sao đâu. Bạch tiền bối quay lại, giơ ngón cái với huấn luyện viên tiểu lý. Có hắn ở đây, không ai có thể phát hiện chiếc máy bay này. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tiền Bối bắt đầu rót linh lực vào trận pháp trên máy bay. Sau khi trận pháp 3 trong một được kích hoạt, chiếc máy bay trực thăng bình thường bỗng trở thành loại máy bay tàng hình vô cùng cao cấp. Ẩn hình đích thực là khi mắt thường không nhìn thấy nó, cũng không nghe được tiếng động nó phát ra, dù là radar hay những thiết bị dò xét công nghệ cao đều chẳng thể phát hiện được nó sau đó, bạch tiền bối liền rót linh lực vào trận pháp thanh phong ra tốc bản nâng cấp. Tăng tốc gấp đôi. Vốn tốc độ của chiếc máy bay này đã dâng tới cực hạn, ấy vậy mà tốc độ lại tăng thêm nữa. Tiếng kéo kẹt càng lúc càng rõ. Huấn luyện viên tiểu lý không nghe được tiếng gì, nhưng nhìn cái dáng máy bay thế này là đủ để biết rằng tốc độ đã đi quá giới hạn. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được rằng tốc độ của máy bay càng lúc càng tăng lên. Sao thế này, chuyện gì đang xảy ra? hắn nhìn đăm đăm vào bạch tôn giả với vẻ nghi hoặc nhưng vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh ngoài việc trong đáy mắt ẩn chứa vẻ hưng phấn thì chẳng thấy được gì nữa sau đó hắn quay lại nhìn tống thư hàng trong bộ đồ phi hành gia qua lớp kính chắn trước mặt hắn thấy được nụ cười khổ của tống thư hàng sau đó cậu ta nhún vai với mình quả nhiên là có chuyện gì xảy ra thật à cậu tống thư hàng này mặc sẵn bộ đồ phi hành gia là để chuẩn bị cho tình huống này sao anh tống bạch Chúng ta phải quay về." Huấn luyện viên Tiểu Lý xoay đầu lại, hô với Bạch Tôn Giả. Dù chuyện gì đang xảy ra thì giờ quay về vẫn kịp. Tóm lại là, cứ hạ cánh xuống sân bay của trung tâm rồi tính sau. Bạch Tiền Bối lắc đầu, từ chối yêu cầu đó. Khốn thật chứ, huấn luyện viên Tiểu Lý nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị cưỡng chế đoạt lại quyền điều khiển máy bay để tự mình lái xuống. Nhưng lúc này, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng búng về phía hắn một cái sau đó huấn luyện viên tiểu lý liền ngã hoạt xuống ghế giống như bị điểm huyệt vậy những bộ phận dưới gối không nhúc nhích nổi hắn chỉ đành ngơ ngác nhìn chiếc máy bay và khung cảnh ngoài cửa sổ a à, có thể xoay đầu lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của bạch tiền bối nữa nhỉ thế này là sao chuyện gì đang xảy ra đầu óc của huấn luyện viên tiểu lý bắt đầu lơ mơ dù hắn có to gan thế nào thì khi gặp phải cái cảnh siêu nhiên chỉ xuất hiện trong phim võ hiệp thế này cũng chỉ biết ngơ ra chậm quá, chậm quá, bạch tiền bối lầm bẩm cứ thế này thì sao có thể đuổi kịp tên nhãi đang phi kiếm kia chứ, nếu như bị cắt đuôi thì đúng là mất mặt. Thư hàng, chuẩn bị tinh thần đi, sẽ thăng lên gấp 10 ngay đây. Bạch tôn giả nói. Tống thư hàng vội vàng túm chặt lấy máy bay, người cứng ngắc. Cùng lúc ấy, hắn cũng quay sang nhìn huấn luyện viên tiểu lý để lỡ có chuyện gì thì mình có thể ra tay giúp đỡ. Bây giờ, bạch tiền bối truyền thẳng lượng linh lực lớn vào trong trận pháp, khiến tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ trong một thoáng, tốc độ của máy bay giật lên tới 1.500 km h vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Sau đó, một đám mây trắng khổng lồ hình thành từ cú nổ siêu thanh hình thành chung quanh máy bay. Đám mây to thật đó, huấn luyện viên tiểu lý thầm cảm thán. Đợi chút, mây nổ siêu thanh. Cái gì thế này, mình hoa mắt à. Huấn luyện viên ngơ ngác ngắm nhìn cái cảnh chỉ được thấy trong các video vượt qua giới hạn âm thanh, thực hiện chuyến bay siêu thanh, đây chính là giấc mộng của bất cứ vị phi công đam mê tốc độ nào. Tiểu Lý còn trẻ, nên hiển nhiên là hắn cũng từng mơ tới ngày chiếc máy bay mình lái vượt qua giới hạn âm thanh, để bay với vận tốc siêu thanh. Nay, ước mơ của hắn đã trở thành hiện thực. Nhưng sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Bay với tốc độ siêu thanh đó, một chiếc máy bay trực thăng sao có thể bay với tốc độ siêu thanh? Chuyện này không có khoa học chắc là mình nhìn thấy ảo giác đúng không nhỉ? Hơn nữa, nếu một chiếc trực thăng bình thường vượt qua giới hạn âm thanh thì sẽ gặp phải chuyện vô cùng đáng sợ. chương 216 cho rằng ngồi máy bay là có thể lên được vũ trụ à? Ha ha! Nếu như có một ngày, mình có thể lái được máy bay siêu tốc lên không chung một chuyến thì dù mình có chết cũng không còn gì hối tiếc. Đây đã từng là nguyện vọng của tiểu lý. Hôm nay hình như tâm trạng của ông trời rất tốt, nên chuẩn bị thỏa mãn hai nguyện vọng của hắn một lần luôn. Nguyện vọng đầu tiên là ngồi ghế phụ lái của máy bay trực thăng một lần. Nguyện vọng thứ hai là có chết cũng không hối tiếc, hắn đã sắp nghèo tới nơi rồi. Hai mắt tiểu lý rưng dưng. Trong tầm mắt của hắn, ngay khi cánh trực thăng bị gãy, kính của máy bay không chịu nổi áp lực của tốc độ siêu âm, bắt đầu vỡ nát. Trên thân máy bay cũng bắt đầu liên tục bung ra, bay khắp nơi. Đó là những gì tiểu lý nhìn thấy ở góc độ của hắn, Lúc hắn không thể nào quay đầu lại nhìn về phía đuôi máy bay thì ở đó đã trình diễn một màn sự cố trực thăng hệt như trong phim, toàn bộ đuôi máy bay đều rã ra, lửa văng khắp nơi, khói bốc mịt mù. Bây giờ, máy bay trực thăng chỉ còn lại có một nửa. Hơn nữa, trên thân máy bay đã bắt đầu bong ra rất nhiều rồi. Vì thân máy bay bị tổn hại quá nặng, máy bay mất đi động lực, đang thoát khỏi trạng thái tốc độ siêu âm. Mà trước đó, tốc độ của máy bay quá nhanh, chỉ nháy mắt thôi, mấy thứ mới bung ra đã rơi mất từ lúc nào chẳng thấy bóng dáng nữa tiểu lý đau đớn nhắm tịt mắt lại tuy rằng trước khi lên máy bay cậu đã ký một tờ bảo hiểm rồi một khi gặp phải chuyện gì thì người nhà của cậu sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn thậm chí trước khi lên máy bay trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để hy sinh bất kỳ lúc nào nhưng lúc cái chết thật sự sắp sáng xuống thì trong lòng của tiểu lý chỉ có mỗi sợ hãi mà thôi hắn phát hiện mình hoàn toàn không kiên cường như mình vẫn nghĩ can đảm đối mặt với cái chết kia chỉ được thành lập ở điều kiện tiên quyết là vẫn còn cơ hội sống sót khi hắn thật sự đối mặt với tình huống chết chắc thế này thì sự can đảm của hắn cũng biến mất tâm tiểu lý gào lên khóc mẹ ơi con không muốn chết hu hu con còn trẻ con không muốn chết sớm như thế đàn ông không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới lúc rơi mà thôi còn bây giờ thì đã sắp rơi máy bay chết tới nơi rồi, sợ gì mất mặt nữa, cứ khóc cho đã đi. Cho nên, tiểu lý cũng khóc hụ hụ rất đối thương tâm. Chật, máy bay này còn yếu hơn mình tưởng nhiều quá. Bạch tiền bối lẩm bẩm, sau đó cũng chẳng thấy hắn có động tác gì, nhưng lại có mấy đạo kiếm khí vô ảnh bắn ra từ trên người hắn. Kiếm khí trực tiếp hòa tan thủy tinh đã bị nứt kia, đúng vậy, là hòa tan chứ không phải đánh nát. Ngay cả một mảnh vụn nhỏ cũng không sót lại sau đó, kiếm khí lan ra bốn phương tám hướng. Ở một góc mà Tống Thư Hàng và Tiểu Lý không nhìn tới, như cánh quạt, đuôi máy bay. Tất cả đều bị kiếm khí kia đánh trúng, vỡ nát tan tành ở giữa không chung. Làm thế sẽ tránh cho những thứ này rơi xuống đất, tạo thành tổn hại cho người hoặc vật ở bên dưới. Cùng lúc đó, trên người bạch tiền bối có một tầng hộ thuẫn được kích hoạt, bao bọc bảo vệ phần còn sót lại của máy bay. Có tác dụng như vỏ ngoài của máy bay. Cũng cùng lúc đó, Tống Thư Hàng kịp thời tháo cái mũ của bộ đồ du hành vũ trụ của mình ra chụp lên đầu của tiểu lý đáng thương, cũng mở thiết bị cung cấp oxy lên, tránh cho tiểu lý chết vì thiếu dưỡng khí. Tiểu lý cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ cảm kích, đồng thời lại thầm thở dài, đội cái mũ phi hành ra này cho hắn thì có được tích sự gì đâu. Máy bay đã vỡ thành như thế, sắp rơi xuống rồi đây thôi. Bà nội ơi, con sẽ gặp bà ở thiên đường. Sau cùng, tiểu lý kêu to một tiếng, Đầu nghiêng qua một bên, ngất xỉu. Tống thư hàng bị tiểu lý làm cho dở khóc dở cười. Thôi thì ngất đi cũng được, tỉnh lại thì cứ xem như vừa trải qua một cơn ác mộng đi. Tống thư hàng nghĩ thầm. Sau đó, hắn nhìn chiếc máy bay đã bị nát bét dưới chân, trong lòng lặng lẽ thở dài, máy bay đã hỏng thành như thế rồi, căn bản không thể nào bay được nữa. Nên chắc là kế hoạch đua máy bay của Bạch Tiền Bối cũng phải tạm dừng ấy nhỉ? Tống Thư Hàng lên tiếng khuyên nhủ, tiền bối à, cánh quạt bị hỏng rồi, chúng ta bỏ đi nhé. Bạch tiền bối im lặng không nói gì, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Tống Thư Hàng phát huy bản lĩnh mồm mép của mình, khuyên tiếp, chất lượng máy bay lần này kém quá, cho dù chúng ta không đuổi kịp tên tu sĩ đua phi kiếm ban nãy thì cũng không sao cả. Nếu như chất lượng máy bay của chúng ta mà tốt hơn thì nhất định có thể vượt mặt tên kia ngay ấy mà. Ừ, chất lượng của chiếc máy bay này thật sự quá kém, Sớm biết như thế thì chúng ta phải lái máy bay chiến đấu tới mới đúng." Bạch Tiền Bối cảm thán. "Không sao cả, lần sau chúng ta có thể học lái máy bay chiến đấu. Lần này bỏ đi nhé, chúng ta bỏ chiếc máy bay này đi được không?" Tống Thư Hàng thầm siết chặt bàn tay, thành công đã ở ngay trước mắt rồi. "Ừ, nhưng chưa tới giây phút sau cùng thì chúng ta không nên từ bỏ." Bạch Tiền Bối đột nhiên hừng hực chiến ý. Tống Thư Hàng vội vàng khuyên nhủ, "Không nên, Tiền Bối." đôi lúc từ bỏ cũng là một loại can đảm đấy. Không sao đâu, chúng ta còn chưa tới mức phải bỏ cuộc mà. Bạch tiền bối đứng dậy từ trên ghế lái, ngồi xổm xuống, giơ tay vẽ trận pháp trên thân máy bay. Tống Thư Hàng cảm giác nhìn cái trận pháp này quen quen. Sau khi trận pháp hoàn thiện thì Tống Thư Hàng lập tức nhận ra, đây không phải phù văn trận pháp trên phi kiếm dùng một lần bản 004 mà Bạch Tiền Bối vẫn luôn lấy làm tự hào đây sao. Trước kia, Bạch tiền bối tiện tay bẻ hai nhánh cây xuống khắc lên, rót linh lực vào là có thể biến vật thường thành thần vật, biến nhánh cây thành phi kiếm. Chẳng lẽ bạch tiền bối chuẩn bị biến khung máy bay này thành phi kiếm dùng một lần bản 004? Có phải là hơi khoa trương rồi không? Có thể làm được như thế á? À? Dùng kiếm gỗ biến thành phi kiếm dùng một lần 004 cũng đã quá sức tưởng tượng rồi, nếu như cái xác máy bay tạo hình này mà cũng có thể biến thành phi kiếm dùng một lần được thì mẹ ơi, đúng là không tưởng mà. Nói biến là biến, chỉ dựa vào tâm tình của bạch tiền bối. Chỉ thấy bạch tiền bối khắc nốt phù văn sau cùng, thỏa mãn phủi tay, lại rót linh lực vào trong trận pháp, hoàn thành phi kiếm dùng một lần bản 004. Toàn bộ xác máy bay phát ra tiếng u u, tựa như tiếng kiếm vang. Giống hệt như ta vẫn nghĩ, dễ quá. Bạch tiền bối thỏa mãn phủi tay, thư hàng, ngồi cho vững, chúng ta sắp xuất phát rồi. Tống Thư Hàng vội vàng túm lấy ghế ngồi. Bạch tiền bối bấm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, đi thôi. Vèo. Máy bay trực thăng lao ra cái vèo. Cho dù đã mất cánh quạt, thiếu đủ thứ phụ tùng cần thiết. Nhưng khung máy bay đã bị bạch tiền bối cải tiến này lại lên đường lần nữa. Còn tốc độ thì nhanh hết đường nói. Ha 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 ha, đã quá. Bạch tiền bối dương dương đắc ý, sau đó lại cho thêm một cái trận pháp thanh phong ra tốc bản cải tiến, rồi rót linh lực vào, nhanh gấp 10. Phi kiếm dùng một lần bản máy bay lại tăng tốc thêm lần nữa. Nhanh chóng đột phá vận tốc âm thanh. Tống thư hàng thầm thở dài, thôi để cho bạch tiền bối chơi cho đã đi cũng được. Cuồng phong kiếm dương vũ tường đang dần giảm tốc độ ngự kiếm phi hành của mình lại, tuy rằng khi nãy đã vượt qua chiếc máy bay kia rồi, nhưng tốc độ của máy bay kia giảm nhanh quá, khiến hắn không có chút cảm giác vui sướng khi thắng lợi gì cả. Thất vọng quá đi mất, cho dù là máy bay trực thăng thì ít nhất cũng phải bay được tới tốc độ 150 km một giờ chứ. Mà cái người ở trong chiếc máy bay kia cũng thú vị lắm, đặc biệt là cái người ngồi ở đằng sau, còn mặc nguyên bộ đồ phi hành vũ trụ, trông ngố chết đi được. Chẳng lẽ hắn cho rằng ngồi máy bay trực thăng cũng có thể bay lên vũ trụ chắc? Ha 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 ha, buồn cười quá. Thôi vậy, lát nữa đi tìm một sân bay nào thử. Lần trước đua với máy bay chiến đấu xong, cảm giác đã không tả nổi. Dương Vũ Tường đang chuẩn bị tăng tốc đi tìm mục tiêu tiếp theo để đua. Đột nhiên, Dương Vũ Tường cảm giác sau lưng có sự chuyển động. Hắn quay phát lại, sau đó, hắn nhìn thấy một hình ảnh mà cả đời này hắn cũng khó mà quên được. Một cái máy bay, à mà không, chắc là máy bay trực thăng mới đúng. Đang lao tới gần chỗ hắn. Tạm thời không bàn tới tốc độ, trọng tâm ở đây là tạo hình của cái máy bay này. Cánh quạt, đuôi máy bay, khung đáp đều bị mất cả rồi, chỉ còn độc mỗi một cái thân, hơn nữa ngay cả kính chắn cũng không có. Ở sau đuôi thậm chí còn bốc khói nữa. Thứ này mà vẫn có thể bay được à. Hơn nữa, tốc độ vẫn cực nhanh, tốc độ kia đã xem xem hai mã lực tới nơi rồi. Cuồng phong kiếm dương vũ tường há hốc mồm, thật muốn hỏi chiếc máy bay này một câu, xin hỏi ngài bay trên không ai vệ nhường ấy, rốt cuộc là dựa vào vật lý học hay là động lực học thế hả? Nói thì chậm, nhưng diễn ra thì nhanh, máy bay càng lúc càng gần, Cuồng Phong Kiếm Dương Vũ Tường há hốc mồm nhìn vào người trong máy bay. Đó là một nam tử tuấn mỹ, đang giữ tư thế lái máy bay. Nhưng làm thế được cái quần gì, mấy công tác dụng cụ trên máy bay đều hỏng cả rồi, cỡ bản chả làm được gì. Gã trai trên ghế phụ lái thì không biết tại sao đã nằm ngất xỉu rồi. Còn ở sau cùng, cũng là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất, là cái tên mặc Đồ du hành vũ trụ kia. Nam nhân tuấn mỹ đưa mắt nhìn Cuồng Phong Kiếm Dương Vũ Tường sau đó cười hắc hắc, hai tay giao nhau, tạo thành thủ ấn của một tu sĩ. Tư thế này cuồng phong kiếm dương vũ tường rất quen thuộc, bởi vì hắn thường thích xài động tác này với người ta. Giải thích, động tác này là động tác dùng khi hai vị tu sĩ đua xe. À không, đua phi kiếm với nhau, không có tác dụng đặc biệt gì, chỉ nói cho đối phương biết chú mày gà quá, có ngon thì đua với anh này. Là động tác dùng để khiêu khích người mặc áo phi hành ra ở phía sau thì quay sang nhún vai với cuồng phong kiếm dương vũ tường hãy còn đang há hốc mồm sau đó cười gượng xế muốn đua với ta à đúng ý ta lắm cuồng phong kiếm dương vũ tường cười lạnh ta là ngựa kiếm đại hàn tam quan vương cuồng phong kiếm dương vũ tường đây cuồng phong kiếm dương vũ tường chuẩn bị tư thế xuất phát trên phi kiếm sau đó chở máy bay kia tới gần đợi khi chiếc máy bay kia tới sát bên cạnh đứng song song với hắn thì cuồng phong kiếm dương vũ tường hét to một tiếng, toàn lực thôi động phi kiếm. Để cho ngươi biết bản lĩnh của ngự kiếm đại hàn tam quan vương ta, tới lúc đó ngươi sẽ biết được tốc độ giữa ta và ngươi chênh lệch cỡ nào. chương 217, Thư Hàng, dạy cho ngươi một thuật quy tức này, muốn học không? Mà ủa, chuyện gì thế này? Đường đường là quán quân ba lần cuộc thi ngự kiếm, cuồng phong kiếm dương vũ tường đang đợi chiếc trực thăng kia song song với hắn, sau đó hắn sẽ thôi động phi kiếm toàn lực, muốn tranh hơn thua với chiếc trực thăng kỳ lạ này. Nhưng trong nháy mắt khi hai bên song song với nhau, chiếc trực thăng kia lại tăng tốc cái vèo, xoẹt một cái đã bỏ xa dương vũ tường một đoạn mấy trăm mét. Nháy mắt cái nữa, thì nó đã lao xa hơn vài cây số. Cảnh tượng này xem xong cứ thấy quen quen, hệt như chuyện xảy ra lúc cuồng phong kiếm dương vũ tường ngự kiếm bỏ xa máy bay trực thăng của bạch tôn giả. Dương Vũ Tường còn thấy loáng thoáng nam tử Tuấn Mỹ trên chiếc trực thăng kỳ lạ kia đắc ý ngoác tay với hắn. Thú vị lắm, thú vị lắm. Dương Vô Tường không tức giận, mà còn cười ha hả, như vậy mới thú vị chứ, nếu như ngươi chỉ có tốc độ giống như khi nãy thì cùng lắm chỉ có thể để cho ta làm nóng người tí thôi. Tốc độ thế này mới có thể khiến ta nghiêm túc một chút. Đang lúc nói chuyện, hắn bấm kiếm quyết, phi kiếm độn quang dưới chân xoáy lên tạo thành một vòi rồng nhỏ. Hắn được gọi là Cuồng Phong kiếm, dành các loại pháp thuật phong hệ. Thuộc tính phong hệ và lôi hệ là loại dùng để tăng tốc độ trong độn thuật bất quá lôi hệ thiên về bộc phát, còn phong hệ thì dùng cho tăng trưởng đường dài. Trên phi kiếm có gió lốc xoáy lên, đồng thời, cuồng phong kiếm dương vũ tường đạp phi kiếm với tư thế hệt như đang lướt sóng, kiếm quang lóe lên, hắn dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo bạch tôn giả. Trên không gió táp sát mặt, thổi tóc của cuồng phong kiếm dương vũ tường bay phấp phới, càng khiến hắn thêm oai. Chỉ chừng 5 giây sau, hắn đã đuổi kịp chiếc máy bay trực thăng kỳ lạ kia. Trong máy bay, Tống Thư Hàng nhìn cuồng phong kiếm dương vũ tường ở phía xa, trong lòng hâm mộ vô cùng, đây mới là cách ngự kiếm phi hành đúng chuẩn chứ. Tu sĩ cưỡi phi kiếm, hoặc khoanh tay ôm ngực ra vẻ cao nhân, hoặc là làm tư thế lướt sóng tinh thần hừng ngực thế này, sau đó để cho gió thổi qua mặt, mái tóc tung bay theo gió, quần áo bay bay. Trông mới ngầu làm sao? Đây là hình tượng ngự kiếm phi hành mà Tống Thư Hàng vẫn hằng mơ tới, nhưng đáng tiếc chính là mỗi lần hắn có cơ hội tiếp xúc với ngự kiếm phi hành thì toàn bằng mấy kiểu trời ơi đất hỡi mà thôi. Đặc biệt là lần mà bạch tiền bối dùng phi kiếm truyền nhân kia, tống thư hàng nằm sát dạp trên thân kiếm, cho dù là tu sĩ đẹp trai tới đâu đi chăng nữa, mà nằm úp sấp trên thân kiếm như thế thì chẳng đẹp đẽ chút nào, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nơ như một vết nhơ trong đời rồi. Tống Thư Hàng đang hâm mộ đủ kiểu, thì cuồng phong kiếm dương vũ tường đã đuổi kịp máy bay trực thăng rồi. Ha ha, cũng có bản lĩnh đấy. Bạch tiền bối tán dương gật đầu, thế nhưng hãy còn non lắm. Bạch tiền bối giơ tay kết ấn, tùy ý thi triển một chiêu kiếm độn thiên bàng độn pháp. Thiên bàng độn pháp là cách dùng kiếm độn rất phổ biến trong giới tu sĩ, cơ hồ mỗi tu sĩ biết kiếm độn thì ai cũng phải có một bản. Nhưng cũng đừng vì nó được lưu truyền rộng rãi mà khinh thường hiệu quả của nó. Thiên bàng độn pháp đại bàng trên trời là một loại độn pháp trong thần thú cửu độn diệu pháp nổi tiếng của thời cổ đấy, cho dù bản thiên bàng độn pháp lưu truyền bên ngoài cũng không phải bản đầy đủ, nhưng ở trong các loại độn pháp tứ phẩm thì gần như không có mấy loại độn pháp có thể so được với nó. Khuyết điểm duy nhất của nó chính là khó tu luyện quá, tuy rằng người trong giới tu sĩ gần như ai cũng giữ một bản kiếm đột, nhưng người luyện thành thì lại không quá ba người. Hắn vừa dùng thới thiên bàng độn pháp này thì hai bên vỏ ngoài của máy bay trực thẳng xuất hiện một đôi cánh thiên bằng khổng lồ màu vàng, thiên bàng dương cánh, vỗ nhẹ một cái, tốc độ của máy bay trực thăng lập tức tăng lên lần nữa, vèo 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 mấy cái, đã cho cuồng phong kiếm dương vũ tưởng hít bụi lần nữa. Mẹ nó, đây là thiên bàng độn pháp á. Cuồng phong kiếm dương vũ Tường đầu tiên là bị độn pháp này làm cho sợ hết hồn, sau đó hắn lại nghĩ tới một việc khác, thiên bàng độn pháp này là kiếm đột nói vậy, chiếc máy bay trực thăng đó chính là phi kiếm sao. Tam quan vỡ nát cả rồi, làm gì có thanh phi kiếm nào trông như thế này. Nhưng mặc kệ nó có phải phi kiếm hay không, đã dùng cả thiên bàng độn pháp thế này thì xứng đáng để mình dốc hết toàn lực. Cổm Phong kiếm Dương Vũ Tường cảm giác như toàn thân mình đều hừng hực chiến ý. Nếu như mình có thể thắng được thiên bàng độn pháp thì quán quân của lần thi ngự kiếm tiếp theo chắc chắn sẽ là mình rồi. Nhiệt huyết của ta đã sôi sục lên rồi. Ha ha ha, Dương Vũ Tường giơ hai tay lên cao, bộc phát toàn bộ chân nguyên, hãy xem nguyệt diệu độn pháp của ta đây. Nguyệt Diệu Độn Pháp này chính là kiếm độn chi pháp đỉnh cao của Lạc Nguyện kiếm phái. Phàm là nơi nào ánh trăng có thể chiếu rọi tới thì đều là nơi kiếm độn của bọn ta tới được. Đây chính là tinh túy của Nguyệt Diệu Độn Pháp, đáng tiếc, bây giờ là ban ngày, nếu như là lúc trời đêm trăng sáng thì Nguyệt Diệu Độn Pháp của hắn có thể phát huy được tốc độ nhanh hơn nữa. Cuồng Phong Kiếm Dương Vũ Tường đắc ý cười lớn, thi triển Nguyệt Diệu Độn thuật ra thì phi kiếm dưới chân hắn vốn có một vòi rồng, nay lại biến thành một vầng trăng cong, giống như một đôi cánh nhỏ. Ngay sau đó, thân thể của cuồng phong kiếm dương vũ tường bắn cái vèo về phía trước như một tia chớp. Lần này thời gian hơi lâu một chút, chừng 15 giây sau cuồng phong kiếm dương vũ tường mới dần dần đuổi kịp chiếc máy bay trực thăng của bạch tôn giả. Tiền bối, cái tên ở đằng sau lại đuổi kịp rồi kìa. Tống thư hàng quay đầu lại nhìn, thấy tốc độ của tên tu sĩ ngự kiếm kia ngày càng nhanh hơn, đã từ một đốm đen biến thành to cỡ bàn tay rồi ha ha, đúng là một tiểu tử lợi hại. Bạch tiền bối cũng nhịn không được mà buông lời khen ngợi, mặc dù để tăng thêm tính kích thích của cuộc đua phi kiếm này, hắn đã áp chế tốc độ của thiên bàng độn pháp xuống chỉ còn chừng cảnh giới tứ phẩm mà thôi. Nhưng đối phương có thể đuổi kịp nhanh như thế, tốc độ này đã nhanh hơn phần lớn linh hoàng ngũ phẩm rồi. Vèo vèo vèo, cuồng phong kiếm dương vũ tường nhanh chóng đuổi kịp, song song với bạch tôn giả lần nữa. Sau đó, hắn dương dương đắc ý nói với bạch tôn giả, đạo hiếu, ta vẫn có thể đi nhanh hơn nữa đấy, ngươi thì sao, không phải là hết nước rồi đấy chứ. Bạch tôn giả lắc đầu, đáp không phải, ta đang chờ ngươi đuổi kịp. Ha ha ha, thú vị lắm, ý của ngươi là ngươi vẫn có thể nhanh hơn được nữa chứ gì. Vậy thì làm thử đi, xem hai chúng ta ai nhanh hơn. Cùng phong kiếm dương vũ tường nói với vẻ vô cùng tự tin. Ngay cả thiên bàng độn pháp mà cũng bị hắn đuổi kịp, Bây giờ hắn đang tự tin dâng chào đây. Ừ, ngươi là hậu bối có tốc độ nhanh nhất mà ta gặp gần đây, cho nên ta chuẩn bị thưởng cho ngươi một thứ, cho ngươi biết tốc độ chân chính mà đua phi kiếm nên có." Bạch Tôn giả nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia tựa như tập trung hết toàn bộ vẻ đẹp trên thế giới này vậy, Cuồng Phong kiếm dương Vũ Tường không khỏi ngây người một lúc. Sau đó, hắn nhìn thấy khung máy bay trực thăng kia lại động lần nữa. Tốc độ nhanh cực kỳ đã tới mức cực hạn, nhanh tới mức không thể nào tả nổi. Nếu như nói tốc độ mà hắn dốc toàn lực để thể hiện là nhanh như chớp thì tốc độ của chiếc máy bay trực thăng kỳ lạ này đã đột phá giới hạn của không gian, tựa như nhảy vọt trong không gian vậy. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở khoảng cách cực hạn của tầm nhìn mà hắn đạt được hiện tại. Sau khi lóe lên cái nữa thì nó đã biến mất không còn tâm hơi. Đã đi xa tới mức hắn không thể nào đuổi theo kịp rồi điều này khiến hắn hiểu được tốc độ tuyệt đối là thế nào. Sự tranh lệch giữa mình và đối phương quả thật là một trời một vực. Tốc độ chân chính mà đua phi kiếm nên có, cuồng phong kiếm dương vũ tường đứng ngây ra trên phi kiếm của mình, hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích. Khoảng chừng 10 phút sau, cuồng phong kiếm dương vũ tường thở dài, đúng là một vị tiền bối lợi hại. So với tốc độ của đối phương thì cái tốc độ mà mình vẫn hằng kiêu ngạo kia chẳng khác nào ốc sen nhưng cuồng phong kiếm dương vũ tường cũng không hề tức giận. Mà sâu trong đáy lòng của hắn còn dấy lên một ngọn lửa chiến ý hừng hực. Tiền bối, nhất định sẽ có một ngày, ta cũng đạt tới tốc độ của ngươi. Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, dùng toàn bộ khí lực toàn thân hét lên thật to. Tiếp theo, phải về thôi, sau đó chuẩn bị bế quan để còn đột phá tới cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Mình đã dừng lại ở cảnh giới tứ phẩm này lâu quá rồi, thậm chí vì để hoàn thành nguyện vọng vô địch 4 lần mà mấy năm nay hắn vẫn cố gắng khắc chế tốc độ tấn cấp của mình. Nhưng hôm nay không cần phải khắc chế nữa rồi. Vô địch 4 lần đã chẳng còn nghĩa lý gì với hắn nữa rồi, hắn có một mục tiêu lớn hơn rồi. Đó chính là đạt tới tốc độ đáng sợ mà ban nãy vị tiền bối kia đã thể hiện, sau đó, nếu như có hy vọng thì hy vọng mình có thể đua phi kiếm với vị tiền bối kia thêm lần nữa. A, à, cuối cùng vị tiền bối kia cười lên trông đẹp quá đi mất, cảm giác tất cả sự tỉ sư tỷ sư muội xinh đẹp mà hắn từng gặp cộng lại cũng không bằng một ngón út của vị tiền bối khi nãy. Mẹ ơi, mình mời nghĩ cái khỉ gì thế này, cuồng phong kiếm dương vũ tường lắc đầu người nguệ, vội vàng vứt hết mấy suy nghĩ hoang đường khi nãy ra khỏi đầu. Về nhà tấn cấp thôi, sau đó tu luyện độn pháp mạnh hơn. Đuổi kịp tốc độ khi nãy, ta muốn hoàn thành giấc mộng xưng phá cuộc thi phi kiếm của ngũ phẩm. Cùng phong kiếm dương vũ tường lập mục tiêu mới cho mình. Mà lúc này, bên trong phi kiếm dùng một lần phiên bản máy bay trực thăng. a à, 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 một tiếng kêu la thảm thiết đinh tai nhức óc vang lên. Không phải của Tống Thư Hàng đâu. Mặc dù Tống Thư Hàng có hơi sợ độ cao cộng với chứng sợ tốc độ ban nãy mới bị một chút, nhưng ở điều kiện tiên quyết là thân máy bay vẫn được bảo vệ an toàn thì hắn sẽ không sợ nữa. Người đang hét chính là giáo viên dạy bay tiểu lý đáng thương kia lúc nãy tiểu lý còn đang hôn mê nhưng cứ có cảm giác không trọng lực kỳ kỳ nên hắn tỉnh lại tiếp theo hắn nhìn thấy phong cảnh hai bên đang trôi cái vèo với tốc độ vô cùng đáng sợ cảm giác lơ lửng kỳ lạ kia thật ra là vì máy bay đang lao đi quá nhanh mà thôi đương nhiên bay quá nhanh chỉ là một trong số các nguyên nhân còn một nguyên nhân khác thì chính là máy bay trực thăng bây giờ đang dựng đứng rồi bay thẳng lên trời đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu tạo nên cảm giác không trọng lực cho tiểu lý Bạch tiền bối bất mãn nhíu mày, sau đó đánh cho tiểu lý một trưởng hôn mê bất tỉnh. Tiền bối, chúng ta quay về được rồi ấy nhỉ? Tống thư hàng vội hỏi, giờ cũng đã bỏ xa tên tu sĩ phi kiếm kia rồi, chắc đối phương cũng không đuổi kịp đâu. Ừ, bạch tiền bối gật đầu. Tống thư hàng vui mừng nói, thế chúng ta tìm chỗ nào đó đáp xuống nhé. Bạch tiền bối không trả lời tống thư hàng ngay, sau một lúc, hắn mới hỏi ngược lại, thư hàng này, ta đột nhiên muốn dạy một pháp thuật nhỏ cho ngươi này, ngươi có muốn học không? Pháp thuật gì thế? Tuy rằng Tống Thư Hàng cũng không hiểu vì cái khỉ gì mà tiền bối đột nhiên lại muốn dạy pháp thuật cho hắn, nhưng nếu như là pháp thuật thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mấy thứ có thể học thì hắn sẽ không từ chối đâu. Ừ, là quy thức thuật đấy mà, Bạch tiền bối nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tống Thư Hàng, chương 218, sắp đụng nữa rồi, ôi mẹ ơi, tiền bối thất thần rồi quy thức thuật là một pháp thuật rất dễ hiểu, nghe tên là đoán ra được công dụng của nó rồi, đây là loại pháp thuật có thể khiến cho tu sĩ giảm bớt số lần hít thở. Ở trong giới tu sĩ này, có rất nhiều loại công pháp để giảm bớt số lần hít thở, số lần tim đập. Ngay cả quy Tức thuật cũng chia ra làm hai loại quy Tức thuật thời gian ngắn và quy thức công thời gian dài. Đại sư huynh lưu nhất kiếm kia của Vũ Nhu Tử bởi vì là một kẻ máu lười ăn sâu vào xương, cũng vì lười hít thở quá, cho nên mới vất vả tu luyện quy thức công, bây giờ đã đạt tới cảnh giới một tháng chỉ cần hít thở hai ba lần. Còn quy tức thuật thì dùng trong thời gian ngắn, dùng năng lực của pháp thuật để thay thế chức năng hít thở, thực lực của tu sĩ càng mạnh thì hiệu quả của pháp thuật này cũng càng mạnh. Pháp thuật này có tính thích ứng khá rộng, sau khi tu sĩ cấp thấp nắm giữ thì cũng có thể đi xuống mấy ơi thiếu dưỡng khí như dưới nước hay sâu trong lòng đất để thám hiểm. Điều duy nhất khiến nó không hoàn mỹ chính là pháp thuật này tu sĩ chỉ có thể tự mình dùng, không thể dùng trên người khác. Được rồi, mấy thứ này không quan trọng. Vấn đề quan trọng chính là, vì sao bạch tôn giả đột nhiên chọn dạy quy thức thuật cho hắn đúng lúc này? Tống thư hàng nghĩ mà sợ hết cả hồn. Bạch tiền bối thì vẫn cứ bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói, sao hả, có muốn học không? Tiền bối, tống thư hàng nhăn nhó, ngài có gì thì cứ nói thẳng ra đi, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch tôn giả quay đầu qua chỗ khác, mỉm cười, ừ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta sẽ bay mãi bay mãi như thế, bay ra khỏi tầng khí quyển, bay vô vũ trụ luôn. Sẽ bay ra khỏi tầng khí quyển, sau đó bay vô vũ trụ luôn. Đúng là sợ cái gì thì có cái đó mà. Bạch tiền bối, không thể dừng phi kiếm lại được à. Với thực lực của ngài thì khiến phi kiếm dừng lại chắc không thành vấn đề gì chứ. Tống thư hàng rè giặt hỏi lại thật ra thì nếu như chỉ có mỗi mình Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả thôi thì có ra ngoài vũ trụ luôn hắn cũng chấp nhận. Dù sao thì hắn cũng đã chuẩn bị xong đồ du hành vũ trụ rồi, cùng lắm thì coi như tham gia hoạt động cảm giác mạnh, Bạch Tiền Bối mang ngươi đi du lịch vòng quanh vũ trụ một ngày thôi. Nhưng lúc này, ở cạnh họ vẫn còn tiểu lý nữa. Đồ du hành vũ trụ chỉ có mỗi một bộ mà thôi, đợi đã. Mẹ nó, vì thế nên bạch tiền bối mới bảo mình học quy tức thuật à chẳng lẽ muốn ta cởi bộ đồ du hành vũ trụ đưa cho tiểu lý, sau đó để ta dùng quy tức thuật à? Tống Thư Hàng dưng dưng nước mắt. Người đoán đúng rồi, cứ đưa đồ du hành cho tiểu lý đi. Bạch Tôn giả biết thuật đọc tâm nên gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi roi rói như cũ, sau đó gió ngón cái lên, giải thích nói thế nào nhỉ, lúc trước đua phi kiếm với tên tiểu tử kia, bay nhanh quá nên bây giờ không dừng lại được nữa rồi. Đương nhiên, với thực lực của ta thì cưỡng chế nó dừng lại cũng được thôi nhưng khung máy bay trực thăng này không chịu nổi áp lực mạnh như thế có nguy cơ phát nổ đấy ta thì không sao hết nhưng ngươi và tiểu lý thì khó mà nói trước khóe miệng của tống thư hàng co giật ta và tiểu lý thì khó nói khó nói tức là có nguy cơ ngủm củ tỏi chứ gì ta hiểu rồi tiền bối tống thư hàng nói xin ngài dạy quy thức thuật cho ta đồng thời hắn cởi đồ du hành trên người mình ra mặc vào cho tiểu lý đáng thương lần này gặp tai bay vạ gió lại liên lụy cả tiểu lý vào, khiến hắn cảm thấy khá cắn rứt. Hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, Bạch Tiền Bối dùng pháp thuật tẩy não xong thì có thể khiến hắn quên được đoạn ký ức đáng sợ này, sau đó có thể tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc như cũ. Không có chuyện gì đâu, có ta ở đây, có đi ra vũ trụ cũng không có nguy hiểm gì đâu. Ta là linh tôn thất phẩm đấy nhé, Bạch Tiền Bối cam đoan. Thật ra thì, Bạch Tiền Bối đang nói dối thôi, ừ, đây là lời nói dối thiện ý lấy thực lực của hắn, cho dù tốc độ của phi kiếm dùng một lần bản máy bay trực thăng này có nhanh hơn nữa thì hắn chỉ cần dùng một ý niệm thôi là có thể dừng nó lại ngay. Hơn nữa, nhất định có thể dừng lại một cách nhẹ nhàng ổn định. Chẳng qua Bạch Tôn giả nhớ tới bộ đồ du hành vũ trụ trên người Tống Thư Hàng, cùng với đoạn đối thoại của mình với Tống Thư Hàng trước khi lên máy bay. Tống Thư Hàng thật sự rất mong muốn được ra ngoài vũ trụ một lần đúng không? Hơn nữa, vì vô cùng ngưỡng mộ các phi hành gia, mà lúc lên máy bay hắn cũng nhịn không được mà mặc luôn bộ đồ du hành vũ trụ thế này, chắc là muốn thử cảm giác của phi hành ra đây mà. Tuy rằng không biết sốt cuộc Tống Thư Hàng đang sợ hãi điều gì, nhưng Bạch Tiền Bối tự thấy mình đã được Tống Thư Hàng chăm sóc bấy lâu nay, bây giờ đã có cơ hội thì phải thỏa mãn nguyện vọng này của hắn mới phải chứ. Tuy rằng không thể đi được xa quá, nhưng đi dạo một vòng quanh trái đất, tìm một viên thiên thạch to to một chút hoặc thứ gì đó làm nơi đặt chân, chụp tấm hình kỷ niệm cũng được. Bạch tiền bối là một người rất quan tâm hậu bối. Có đôi khi cũng chăm sóc rất tỉ mỉ. Có lẽ là vì cảm giác nguy cơ vì sắp phải đối mặt với vũ trụ, kích thích tống thư hàng, cho nên hắn học quy tức thuật rất nhanh. Quy tức thuật chỉ phức tạp hơn trưởng tâm lôi một chút thôi, nó cũng cần dùng khí huyết chi lực, tạo thành một cái quy tức phù văn ở giữa lòng bàn tay. Sau đó lại dùng tinh thần lực để kích hoạt sức mạnh ở bên trong quy tức phù văn, hai tay có thể kết pháp ấn huyền quy, thế là đã kích hoạt được pháp thuật, khiến mình tiến vào trạng thái quy tức. Ngoài ra, quy tức phù văn chỉ dùng có 6 nét bút đơn giản mà thôi. Nói như thế nào nhỉ, cứ cảm giác như cách dùng của mấy loại pháp thuật mà Bạch Tôn giả dạy cho hắn cứ hao hao như nhau. đều là tạo thành phù văn ở lòng bàn tay, lại dùng tinh thần lực để kích hoạt, hoặc là quát khẽ tên của pháp thuật một tiếng, hoặc là kết thủ ấn pháp thuật là có thể thi triển ngay mấy thứ này không phải là pháp thuật độc môn của Bạch, hệ do Bạch Tôn giả cải tiến lại đấy chứ. Có Bạch tiền bối tự mình chỉ đạo, Tống Thư Hàng thử kích hoạt quy tức thuật để mình tiến vào trạng thái quy tức. Hai tay kết huyền quy ấn, kích hoạt pháp thuật. Sau một khắc, hắn cảm giác như nhịp tim đập của mình trở nên chậm hơn, hô hấp. Đã ngừng. Hô hấp vốn là bản năng của con người, con người căn bản không cần phải cố gắng khống chế làm gì, hô hấp cũng sẽ tiến hành như một bản năng nhưng bây giờ hắn lại ngừng thở, thân thể lại không cảm thấy khó chịu hay khác lạ gì, quả thực cứ như bản thân mình trời sinh không cần phải hít thở vậy. Loại cảm giác này thật sự rất quỷ dị, cứ cảm thấy đây không phải quy thức thuật mà là quy thiên thuật ấy. Khá lắm, với thực lực của ngươi bây giờ thì dùng quy thức thuật có thể kéo dài được chừng một canh giờ, cũng chính là hai tiếng đồng hồ. Chờ sau khi pháp thuật của ngươi sắp mất hiệu quả thì ta sẽ nhắc người bổ sung thêm một quy thức thuật, như vậy thì vấn đề hít thở của ngươi ở ngoài vũ trụ sẽ được giải quyết ngay bạch tiền bối cười nói nhưng chỉ giải quyết vấn đề hít thở thôi thì vẫn không đủ để sống sót trong vũ trụ nếu như không có quần áo du hành vũ trụ thì ở trong hoàn cảnh chân không ngoài vũ trụ nhiệt độ tăng cao phóng xạ từ mặt trời lẫn sao băng đều có thể gây hại cho cơ thể con người ví như ở trong hoàn cảnh chân không thì máu toàn thân sẽ biến thành thể khí khiến cơ thể phình to ra nếu như không mặc đồ du hành vũ trụ thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Đối với bạch tôn giả mà nói, mấy vấn đề này chẳng là gì hết. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần là linh hoàng ngũ phẩm đã ngưng tụ được kim đan, cường độ thân thể đều đủ để sống sót trong vũ trụ. Nếu như có thể giải quyết vấn đề hít thở một cách triệt để thì linh hoàng ngũ phẩm cũng có thể an cư lạc nghiệp ở ngoài vũ trụ luôn cũng được. Nhưng Tống thư hàng mới chỉ là một tu sĩ nhất phẩm cường độ thân thể chỉ mạnh hơn người thường có một chút thôi, không đủ để ngăn chặn mấy nhân tố nguy hiểm ở trong vũ trụ. Ừ, nếu như không có đồ du hành vũ trụ thì tiếp theo chúng ta phải làm chút phòng hộ cho ngươi mới được. Bạch Tôn giả nói, sau đó lấy một quyển sổ tay nhỏ từ trong túi ra. Nó là một quyển sổ nhỏ lớn cỡ lòng bàn tay. Sau đó, Bạch Tôn giả mở cuốn sổ ra, vươn tay vẽ vẽ gì đó trên quyển sổ. Bạch tiền bối, người đang làm gì thế? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tôn giả trả lời, vẽ một lá bùa cho ngươi phòng ngự, không để ngươi ngỏng khi bay vào trong vũ trụ ấy mà. Đáng tiếc, nếu như lần này mà ngươi chuẩn bị đủ hai bộ đồ du hành vũ trụ thì ngươi có thể trải nghiệm cuộc sống của phi hành gia một cách trọn vẹn và chân thực nhất rồi. Ha 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 ha, Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, thật ra ta không muốn trải nghiệm cuộc sống của phi hành gia chút nào. Mà còn nữa, hóa ra có thể dùng sổ tay để vẽ bảo phù à kể từ sau khi thấy bạch tiền bối biến nhánh cây thành phi kiếm, bây giờ ngài ấy lại thay đổi nhận thức của Tống Thư Hàng đối với bảo phù. Xong rồi đây, bạch tôn giả xé một tờ, gấp lại đưa cho Tống Thư Hàng, đặt ở trong túi đi, lát nữa lao ra khỏi tầng khí quyển của trái đất xong thì nó có thể bảo vệ ngươi như khi mặc đồ du hành vũ trụ đấy. Tuy rằng rất muốn khinh bỉ chuyện bạch tiền bối dùng sổ tay vẽ bảo phù, nhưng thứ này lại liên quan tới an toàn mạng sống của mình, tống thư hàng vẫn nhận lấy nó sau đó nhét nó vào trong túi trong lúc nói chuyện hình như phi kiếm dùng một lần bản máy bay đã vượt qua hạn chế nào đó trước mắt tống thư hàng đột nhiên tối sầm lại sau đó một bầu trời sao sáng ngời xuất hiện trước mặt hắn đã bay ra khỏi tầng khí quyển tiến vào vũ trụ rồi hà mình còn chưa cảm nhận kỹ càng quá trình này nữa mà nhưng đúng là đẹp thật đấy tống thư hàng mở to hai mắt nhìn Cảm giác không biết phải ngắm nơi nào mới đúng, mọi nơi đều rất đẹp, khiến người ta hận không thể khắc sâu hình ảnh của nó vào trong đầu có của mình. Bây giờ hắn vẫn còn ở trong vỏ của máy bay trực thăng, bên ngoài có một tầng phòng ngự mà Bạch Tôn Giả đã dựng nên, nhân dịp bây giờ vẫn còn có thể cảm thán thì phải nói cho đủ, đợi lát nữa rời khỏi vỏ ngoài của máy bay này, tiến vào trong vũ trụ rồi thì không thể nào phát ra âm thanh được. Đẹp lắm đúng không? Trước kia ta cũng rất thích bay ra ngoài này ngắm cảnh thật ra ta từng rất muốn tìm một hành tinh nào đó trong vũ trụ làm chỗ bế quan tu luyện. Nhưng vì có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết được, nên chỉ có thể từ bỏ. Bạch tiền bối cười nói. Cười rồi lại cười, sau đó, bạch tiền bối đột nhiên ngẩn người. Vũ trụ có vô số tinh không bao la, dẫn tới một khoảng ký ức xưa cũ trong đầu hắn, khiến hắn lâm vào hồi ức. Bạch tiền bối thất thần. Dù bạch tiền bối thất thần thì, phi kiếm dùng một lần bản máy bay trực thăng, thì vẫn không ngừng, vẫn bay mãi không ngừng, bay như nhảy vọt xuyên qua không gian vậy. Lúc này, Tống Thư Hàng tinh mắt đột nhiên phát hiện ở phía trước ngay hướng mà họ đang đi tới có một thứ gì đó cực to đang từ từ bay tới. A, à, Bạch Tiền Bối, hình như phía trước có cái gì đó. A, à, Bạch Tiền Bối mau quay đầu lại đi, sắp đụng rồi kìa. Tống Thư Hàng hét lớn, nhưng Bạch Tôn giả vẫn không trả lời hắn chương 219, Bạch Tiền Bối, để ta sửa cái lỗ thủng này. Bạch Tiền Bối thất thần là một chuyện cực kỳ kinh khủng, bởi vì mỗi khi Bạch Tiền Bối thất thần thì sẽ có 8 trên 10 phần dùng tới kỹ năng, ngã lún đất. Kỹ năng này thì khủng bố quá rồi, dù đưa vào thế giới ma pháp thì cũng phải vào hàng cấm chú luôn ấy chứ. Đáng sợ hơn chính là, Bạch Tiền Bối thất thần chẳng có quy luật nào cả, nói không chừng một giây trước hắn còn đang nói chuyện cười đùa với ngươi. Nhưng một giây hắn sẽ đột nhiên thất thần ngay, giống như khi nãy vậy vừa mới cười cười nói nói xong đột nhiên lại ngẩn người sắp đụng rồi kìa bạch tiền bối ơi sắp đụng tới nơi rồi mau tỉnh lại quay đầu lại đi a a a a không tránh kịp nữa rồi tống thư hàng muốn khóc quá đi mất đồng thời hắn cũng đã thấy rõ thứ sắp đâm vào bọn họ là gì rồi đó là một vật thể bằng kim loại hình trụ ở bốn phía có thứ gì đó trông như cánh quạt nhìn rất hoành tráng là vệ tinh nhân tạo à không, vệ tinh nhân tạo không thể nào to như thế được. Thứ ở trước mặt dài chắc khoảng hơn 50 mét, rộng chừng 100 mét. Tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng, đây là kiệt tác của con người thời này. Chẳng lẽ nó là trạm không gian? Trong đầu tống thư hàng lóe lên một suy nghĩ. Toi rồi! Nếu như nó là vệ tinh nhân tạo, dù có bị đụng hỏng thì cùng lắm để bạch tiền bối hủy thi diệt tích, đưa nó đi xa xa một chút là được có lẽ mất đi một cái vệ tinh nhân tạo thì sẽ ảnh hưởng đến việc dự báo thời tiết hay là liên lạc điện thoại gì đó ở trái đất thôi nhưng không có nguy cơ chết người nhưng trạm không gian thì lại khác trên trạm không gian này vẫn luôn có người chú đóng nghiên cứu khoa học phụ trách cập nhật thông tin mỗi ngày nếu như đụng hỏng rồi lỡ có phi hành ra nghiên cứu khoa học nào ở trong đó thì phải làm sao bây giờ bạch tiền bối vẫn còn đang thất thần âm um, phi kiếm đâm sầm vào trên trạm không gian Đập ra một lỗ thủng cực to ở bên phải của trạm không gian, cái tiếng nổ đó là do tống thư hàng tự tưởng tượng ra, trong môi trường chân không thì âm thanh không thể nào phát ra được. Ở ngoài không gian, mấy loại va chạm đều có hậu quả rất nặng nề. Dù chỉ là một mảnh rác vũ trụ nhỏ như viên thuốc mà đập lên vệ tinh thì cũng đủ để một cái vệ tinh bị hỏng ngay. Bây giờ, cái xác máy bay ở dưới chân mình còn đang lao đi với tốc độ cực nhanh, đụng thật mạnh lên trên trạm không gian. Tuyệt đối sẽ giống như viên đạn bắn xuyên qua bình nước có ga vậy, bắn nổ toàn bộ trạm không gian này. Trong lúc Tống Thư Hàng đang lo lắng thì tầng hộ thuẫn bao bọc bên ngoài của phi kiếm dùng một lần bản máy bay trực thăng ơ đô bạch tôn giả lập ra trước đó lại chủ động bắn ra. Tầng hộ thuẫn này đã trở thành tầng giảm sóc cú đụng mạnh giữa trạm không gian và phi kiếm dùng một lần bản máy bay trực thăng. Sau khi khung máy bay này đâm sầm vào, tạo thành một lỗ thủng lớn trên trạm không gian xong thì cũng ngừng lại không đụng tiếp vào trạm không gian nữa. Sau đó, có vẻ như phi kiếm đã tiêu hết động lực nên dần ngừng lại. Xong rồi à? Trạm không gian không bị hủy hoàn toàn. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Tống Thư Hàng lại nhìn về phía cái lỗ hổng to tướng trên thân của trạm không gian, hắn ôm mặt, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? nếu như vì lỗ thủng này mà chảm không gian này bị hỏng thì đây nhất định sẽ là cái giá lớn nhất do sự cố giao thông gây ra trong lịch sử. Ở bên kia, 20 phút trước, bên trong chạm không gian đó, một người đàn ông đầu chọc, mặc bộ đồ du hành vũ trụ dày cui, cảm thán nói, Anthony này, chúng ta đã ở trong chạm không gian này bao lâu rồi nhỉ? À, Aquero, hai người chúng ta đã ở cái nơi chết tiệt này 5 tháng rồi nhưng may là hôm nay rốt cuộc cũng được đi về rồi. Một người đàn ông đầu tóc hoa dâm mặc dù tuổi tác không lớn lắm mỉm cười trả lời, chúng ta đã hoàn thành gần 60 thí nghiệm khác nhau ở đây rồi, xem như hoàn thành nghĩa vụ. Tôi rốt cuộc có thể không cần phải đối mặt với tên đầu chọc như cậu mỗi ngày rồi. Tôi cũng thế, cứ phải ngồi đối mặt với kẻ tóc bạc như anh suốt năm tháng trời, tôi cũng chán muốn chết đây, Akuero cười ha hả nói. Hai người bọn họ vừa trêu chọc nhau, Vừa mặc đồ du hành vũ trụ vào. Tiếp theo là chờ chiếc tàu con thoi kia quay lại đón bọn họ quay về trái đất là được. Ngây người, người ở cái nơi chết tiệt này suốt năm tháng, ngay cả kẻ cuồng nghiên cứu khoa học như Anthony mà cũng cảm thấy không chịu nổi. Cũng may là sắp kết thúc chuỗi ngày cực khổ ấy rồi. Hai người bọn họ ngồi trong trạm không gian chờ mãi, mà chẳng thấy tàu con thoi tới. Đột nhiên, trạm không gian tự nhiên rung chuyển thật mạnh, giống như bị thứ gì đó va vào. Ôi chúa ơi, chết tiệt, xảy ra chuyện gì thế này? Anthony kêu to, là phi thuyền đưa người tới à, nhưng sao không có tín hiệu thông báo gì cả thế này? Người hói đầu tên Akuero lớn giọng nói, hay là bị thứ gì va phải rồi? Mau đi xem thử, Anthony gào to, đây là đang ở ngoài vũ trụ đấy, lỡ có chuyện gì thì hai người bọn họ sẽ chết ở đây mất. Chấm, cú va chạm cực mạnh khiến cho bạch tiền bối khôi phục lại từ trong trạng thái thất thần, Ồ, sao lại thất thần thế này? Bạch tiền bối ngượng ngừng vỗ vỗ mặt mình, nói, ừ, khi nãy nói đến đâu ấy nhỉ? À, đã vào vũ trụ rồi đấy à, thế thì chúng ta phải tìm thử xem nơi này có tiểu thiên thạch hoặc vật thể bay nào đó để chúng ta làm chỗ dừng chân hay không? Không cần đâu, tiền bối. Tống Thư Hàng cười gược, nói chúng ta va phải một thứ, nếu như ta đoán không lầm thì chắc là chúng ta đã đâm vào trạm không gian rồi. À, đụng phải thứ gì đó à? có đụng vỡ không? Bạch tiền bối mơ hồ hỏi lại. Tống thư hàng đáp, không đụng vỡ, chắc là vì thể tích của mục tiêu to quá. Hơn nữa lúc chúng ta va phải thì hộ thuẫn cũng đã kích hoạt, hơn nữa cũng chẳng còn bao nhiêu động lực nữa, nên chỉ đụng vỡ một vết nhỏ thôi. À, may quá, không đụng vỡ là được rồi. Bạch tiền bối thở phào nhẹ nhõm. Đúng đó, may mà không vỡ. Tống thư hàng thở dài trong lòng. Lúc này, Tiểu Lý ngồi trên ghế phụ lái lại mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh dậy thì hắn lập tức phát hiện mình bị chùm một bộ đồ du hành vũ trụ. Sau đó, hình như thính lực của anh ta cũng đã khôi phục. Có thể nghe thấy được hô hấp của bản thân mình. Bất quá, nửa người dưới thì vẫn không thể nào cục cựa được. Đây là đâu thế? Giọng của Tiểu Lý nghẹn ngào, nhưng hình như lời anh nói ra không thể nào phát ra từ trong bộ đồ du hành vũ trụ này được. Chỉ có mỗi mình anh ta là nghe thấy giọng của mình. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói xuất hiện trong đầu của anh ta, không thông qua lỗ tai, mà trực tiếp vang lên trong đầu của anh ta luôn, là ngoài vũ trụ đấy. Tiếng nói trong đầu, tiểu lý lại càng hoảng sợ hơn, anh vội vàng nhìn khắp bốn phía. Sau đó, anh nhìn thấy vũ trụ tối đen và vô số ánh sao lấp lánh chung quanh. Thật sự đang ở trong vũ trụ sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Không được, để mình bình tĩnh lại cái đã. Tiểu Lý nhớ lại, hôm nay mình dạy cho hai học viên đặc biệt, dẫn bọn họ lái máy bay trực thăng. Đây là chuyện rất bình thường. Sau đó, vị học viên đầu tiên, tên là Tống Thư Hàng lái máy bay rất ngon lành, bay một vòng trên trời mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, đây là chuyện đáng mừng. Tiếp theo, vị học viên thứ hai tên Tống Bạch cũng lái máy bay. Sau đó, không biết tại sao, chiếc máy bay trực thăng thân yêu của mình hình như đột phá vận tốc âm thanh thì phải. Cảnh tượng kinh hoàng khi ấy hãy còn rành rành trước mắt. Sau đó, mình đã làm gì ấy nhỉ? Mình choáng váng, sau đó ngất xỉu luôn. Tới khi mình tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong vũ trụ là sao? Tình tiết phát triển kiểu khỉ gió gì đây? Cho dù là biên kịch hạng bét viết kịch bản chương trình hạng 3 thì cũng đâu tới mức viết ra cái nội dung 3 chấm như thế chứ. Sau một hồi, tiểu lý quay đầu lại, nhìn bạch tôn giả đứng bên cạnh, khóc lóc năn nỉ, tống bạch tiên sinh, anh thả cho tôi về nhà đi được không? Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi chuyện nhất định có dính dáng tới vị tống bạch này. Ừ, ta sẽ đưa ngươi về mà, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch tôn giả trả lời. Hu hu hu, không biết tại sao, trong lòng tiểu lý lại cảm thấy tủi thân, khóc giống lên. Tống thư hàng hỏi, bạch tiền bối, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Ừ, trước tiên để ta xử lý trí nhớ của tiểu lý trước đó sau đó để hắn ở lại trên máy bay tiếp theo ta sẽ nghĩ cách sửa lại cái lỗ mà chúng ta đã tạo nên trên trạm không gian bạch tôn giả trả lời không biết có phải tống thư hàng bị ảo giác hay không nhưng sao trong giọng nói của bạch tiền bối lại mang theo vẻ hưng phấn dữ dội thế kia đợi đã khi nãy bạch tiền bối mới nói cái gì hắn định sửa trạm không gian á không được tuyệt đối không được Bạch tiền bối dỡ một cái điều hòa thôi mà cũng hỏng, không, không chỉ riêng gì điều hòa, tất cả đồ điện trong nhà đều bị bạch tiền bối dỡ sạch một lần rồi, nhưng không có cái nào, không có bất kỳ món đồ điện nào có thể bình an sống sót. Điểm ấy, dựa vào việc toàn bộ đồ trong nhà của dược sư đã bị đổi mới hết là có thể thấy được ngay. Bạch tiền bối là chuyên gia tháo máy, nhưng ráp máy thì lại không có chút năng khiếu nào. Vậy nên, Tống Thư Hàng đề nghị vô cùng thành khẩn, bạch tiền bối à, chuyện sửa chữa này, cứ để đấy cho các thành viên trên trạm không gian tự làm là được rồi, ta cảm thấy hay là chúng ta cứ lặng lẽ chuồn trước đi thì hơn. Không được, là do chúng ta đụng phải, thì chúng ta phải xử lý mới đúng chứ. Bạch tôn giả giữ nguyên ý kiến của mình, lại nói ta biết rõ người đang lo cái gì, nhưng người không cần lo lắng nhiều như thế đâu. Ta bây giờ đã không còn là ta của một tuần trước nữa rồi, sau khi hủy đi vô số món đồ điện và máy móc khác thì ta đã hiểu rất rõ về các loại đồ điện tử và sản phẩm hiện đại hóa rồi chỉ là một cái lỗ trên trạm không gian thì ta thừa sức sửa nó mà cho dù không thể nào sửa được cũng không sao ta vẫn còn pháp thuật đây thôi cùng lắm thì dùng chút pháp thuật lấp lại lỗ thủng mà chúng ta tạo ra lại là được bạch tôn giả ra vẻ ất tự tin cũng đúng dù không sửa được thì bạch tiền bối vẫn có thể dùng pháp thuật để chặn lỗ thủng đó lại trước sau đó, đợi nhân viên trên trạm không gian này tự mình sửa lại cũng được. Tống thư Hàng thầm gật đầu, nghĩ vậy, hắn cũng thấy an tâm hơn phần nào. Tiếp theo, Bạch Tiền Bối lại bắt đầu dùng pháp thuật với Tiểu Lý, xóa đi đoạn trí nhớ gần đây nhất của hắn. "Đừng giết tôi, xin đừng giết tôi mà." Tiểu Lý kêu la thảm thiết. "Đừng có làm ồn, còn la bậy la bạ nữa, trí nhớ bị xóa bỏ nhiều quá thì cũng đừng có mà trách ta." Bạch Tôn giả đe dọa mặt mày tiểu lý tái mét, xóa trí nhớ. Thế là anh ta lập tức tưởng tượng ra đủ loại, ví như nhân vật chính bị người ngoài hành tinh bắt cóc, phải chịu đủ loại thí nghiệm đáng sợ. Sau khi thí nghiệm xong, nhân vật chính bị tẩy não xóa trí nhớ, trả cho về lại trái đất sống tiếp. Thế nhưng, bởi vì đã phải chịu vô số loại thí nghiệm đáng sợ, nên nhân vật chính thường xuyên nổi điên hóa thân thành quái vật, ăn thịt con người. chương 220, ơ kìa, giáo viên tiểu lý bay đi đâu rồi? tôi không muốn bị tẩy não. Tiểu Lý rất hai hàng lệ nóng. Bộp, bạch tiền bối vỗ nhẹ một cái lên mũ bảo hiểm của Tiểu Lý, Tiểu Lý lại nhắm tịt mắt ngất lịm đi. Xong rồi, pháp thuật xóa bỏ ký ức đúng là phiền thật, ta cắt ký ức của hắn tới lúc hắn gặp chúng ta hồi sáng rồi. Nếu không phải hắn cứ dẫy loạn lên thì ta còn có thể để hắn giữ nhiều ký ức hơn một chút. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng nhìn giáo viên tiểu lý, trong lòng rất băn khoăn. Sau đó, bạch tôn giả cởi dây an toàn ở chỗ ngồi hào hứng nói giờ chúng ta đi vá lỗ thủng của trạm không gian đi chúng ta cùng đi á tống thư hàng chỉ vào chính mình ta cũng phải đi à đương nhiên cái lỗ này lớn như thế có người bên cạnh có thể giúp ta được ít nhiều bạch tiền bối đáp được rồi tống thư hàng nghe theo hắn chẳng biết tí gì về việc sửa chữa trạm không gian cả thế nhưng ít ra hắn có thể trông chừng bạch tiền bối không để cho ngài ấy làm ẩu làm can. Đi nào, bạch tiền bối túm lấy tống thư hàng, mở vòng bảo hộ bên ngoài phi kiếm bản máy bay rồi nhảy nhẹ một cái, thả người xuống chạm không gian. Sau khi vòng bảo hộ biến mất, tiểu lý đang ngồi trong máy bay trực thăng bay thẳng lên, may mà trên người hắn có dây an toàn của máy bay nên mới đảm bảo không trôi ra ngoài được. Một vài linh kiện trong máy bay cũng bay ra, nếu không xử lý tử tế thì chắc chắn những linh kiện nhỏ ấy sẽ biến thành rác vũ trụ. Lúc này, bạch tiền bối túm tống thư hàng nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh lỗ thủng của trạm không gian. Trên người cả hai đều có pháp thuật bảo hộ, duy trì trạng thái tàng hình. Sau đó bạch tiền bối vươn tay ra vẫy một cái, toàn bộ những linh kiện hỏng hóc bay ra khỏi xác máy bay đều bị một sức mạnh vô hình kéo tới bên cạnh bạch tiền bối. Bạch tiền bối nghĩ rằng những linh kiện đó có thể vá được lỗ thủng ư. Tiếp đó, bạch tiền bối làm kiếm quyết, xác máy bay chậm rãi lùi ra khỏi lỗ hổng của trạm không gian. Tống Thư Hàng nhìn vào chỗ bị đâm thủng cả buổi trời mà vẫn không biết phần đó là bộ phận nào của trạm không gian này. Dù sao thì vỏ tàu rất dày cũng đã bị đâm thủng một lỗ to, để lộ ra một loạt dây dợ và một số thiết bị ống dẫn. Tuy Tống Thư Hàng học thiết kế và chế tạo máy móc nhưng làm sao mà xem hiểu được thiết kế của trạm không gian này cơ chứ? Hắn nhìn mãi vẫn chẳng thấy được gì. Phải sửa thế nào đây nhỉ? Bạch Tôn Giả ngồi xổm xuống cạnh lỗ thủng, thả trước một pháp thuật hộ thuẫn ra bên ngoài nó để tránh cho các linh kiện bị đâm vỡ bay ra. Tiền bối có pháp thuật khôi phục không? Cái pháp thuật mà chỉ cần thi triển một cái là có thể quay ngược thời gian, làm cho mấy thứ bị phá hỏng này trở lại nguyên dạng ấy. Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tôn giả trợn mắt. Người nghĩ trên thế gian có thể xuất hiện loại pháp thuật kiểu đó à? Cũng đúng, nếu có cái pháp thuật đó thì chắc Bạch Tôn giả đã học đầu tiên rồi. Cơ mà, theo kinh nghiệm phá hủy một đống đồ điện, đồ điện tử và ô tô của ta thì phàm là cái gì hỏng ấy cứ đứt dây thì nối lại dây đứt ống thì gắn lại ống không sai được đâu sau đó vỏ tàu hỏng thì vá vỏ tàu thế là được bạch tiền bối tự tin nói tống thư hàng gật đầu nói vậy tiền bối thử xem đi ngựa chết chữa như ngựa sống thôi chữa được là tốt nhất nếu mà không chữa được thì nhờ tiền bối thi triển pháp thuật hộ thuẫn bịt lỗ thủng lại rồi để cho nhân viên trong trạm không gian này tự nghĩ cách sửa đi. Cứ giao cho ta, bạch tiền bối bắt đầu mân mê trong lỗ thủng, thì thoảng lại nhờ tống thư hàng tìm trong đống linh kiện trôi nổi bồng bình một vài thứ này kia. Dần dần, những dây dẫn phức tạp bị đứt được bạch tiền bối nối lại từng cái một, những đường ống bị gãy cũng được gắn lại đàng hoàng. Tuy không biết là sửa có đúng hay không, thế nhưng đứng ngoài nhìn vào thì ngon lành lắm. Hơn 30 phút sau. Ha ha ha, biết ngay là ta chỉ cần nghiêm túc lên thì sẽ không thành vấn đề mà sửa xong rồi bạch tiền bối duỗi lưng sau đó nói với tống thư hàng nào qua chụp cho ta cái ảnh bao giờ về địa cầu thì thả vào nhóm lấy tiêu đề là sửa lỗ hổng chạm không gian trong vũ trụ tống thư hàng thế nhưng hắn vẫn lấy di động ra chỉnh góc thật đẹp chụp cho bạch tiền bối mấy tấm ảnh liền rồi xong rồi chỉ còn vỏ tàu nữa thôi hay là chúng ta cắt vỏ máy bay trực thăng ra vá vào trước nhỉ? Bạch tiền bối đề nghị. Không được đâu, chưa nói tới độ chịu lực của vỏ tàu, riêng cái xác máy bay kia đã có dấu hiệu rõ ràng lắm rồi. Nếu sau này người ta tìm hiểu ra mà thấy vỏ máy bay trực thăng bay vào vũ trụ vá vỏ chạm không gian, thì phải giải thích thế nào đây? Tống Thư Hàng lập tức bác bỏ. Cũng phải, thế thì ta vẽ một trận pháp, bố trí hộ thuẫn cho họ chống đỡ một thời gian trước vậy. Nếu một tuần sau mà họ còn chưa sửa được cái lỗ thủng này thì ta sẽ tìm một tấm thép ở địa cầu, rồi lên vá cho bọn họ. Bạch tiền bối gật đầu, đoạn dùng linh lực vẽ một trận pháp nhỏ cạnh lỗ thủng rồi rót linh lực vào trong nó. Như vậy có thể tạo ra một hộ thuẫn phòng ngự bên ngoài lỗ thủng, hộ thuẫn ấy có thể chống đỡ được tầm trên dưới một tuần. Xong, chúng ta đi thôi, bạch tiền bối mỹ mãn nói. Sau đó hắn kéo theo tống thư hàng, nhảy nhẹ một cái, lại về trong cái xác máy bay của họ bạch tiền bối đề nghị giờ chúng ta đi tìm một thiên thạch đi chơi sau đó về địa cầu nhé được tống thư hàng vỗ về trái tim bé bỏng của mình trải nghiệm hôm nay quá kích thích rồi giờ hắn chỉ muốn về nhà cho nhanh thôi thế nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng của bạch tiền bối thì tống thư hàng không thể làm ngài mất hứng được thôi được rồi nếu đã tới tận đây thì đi chơi vòng quanh vũ trụ với bạch tiền bối thôi sau khi ngồi xuống trong xác trực thăng, Tống Thư Hàng đột nhiên sửng sốt. Hắn ngẩng phát đầu nhìn sang ghế phó lái. Bạch tiền bối, giáo viên tiểu lý đi đâu mất rồi. Ghế phó lái trống không một vật, giáo viên tiểu lý không rõ tung tích. Bạch tiền bối cũng ngẩn ra. Ủa, đi đâu rồi nhỉ? Tiền bối, có khi nào anh ta đột nhiên tỉnh dậy chạy mất rồi không? Tống Thư Hàng suy đoán. Bạch tôn giả lắc đầu. Không thể nào, pháp thuật ta dùng trên người hắn đủ để hắn hôn mê một ngày một đêm cơ mà. Vậy sao lại không thấy hắn nhỉ? Chẳng lẽ là trôi ra ngoài mất rồi? Tống Thư Hàng cẩn thận tìm kiếm quanh ghế phó lái, mồ hôi lạnh tức khắc đổ ròng ròng. Khi hắn đi sửa lỗ thủng trạm không gian với bạch tiền bối còn thắt chặt lại dây an toàn của giáo viên tiểu lý, thế nhưng bây giờ dây an toàn trên ghế phó lái đã bị cắt đứt. Đứt rồi. Không xong rồi, tiền bối, giáo viên tiểu lý bay vào vũ trụ thật rồi. Tống Thư Hàng vội la lên. Đừng nóng vội, thời gian chúng ta đi sửa lỗ hổng không dài, hắn trôi chưa được bao xa. Ta dùng tinh thần lực tìm là thấy ngay, nói đoạn, bạch tôn giả thi triển tinh thần lực quét khắp bốn phương tám hướng. Thời gian lùi về khoảng 10 phút trước. Trong trạm không gian, Aquero, hệ thống quan sát quỷ tha ma bắt kia có phát hiện ra cái gì không? Anthony tóc trắng hỏi. Trạm không gian pha xuất hiện một lỗ thủng lớn, không biết là đâm phải thứ gì. Đờ mờ không hề có báo động, cái lỗ thủng này rốt cuộc ở đâu ra. Akuero đầu chọc chửi ầm lên. Đừng chửi nữa, cái lỗ kia có ảnh hưởng đến việc vận hành của cả trạm không gian không? Anthony lại chú ý đến phương diện khác, Phụ này liên quan đến việc sống còn của bọn họ đó. Cái đó thì không, đó là một robot nhánh di động, không có nguy hại gì với hệ thống vận hành của cả trạm cả. Akuero đáp, khi họ đang nói chuyện thì trên màn hình theo dõi có một vật thể màu trắng bay xẹt qua. Cái gì thế kia, Anthony bị vật thể màu trắng dọa tái mặt, giữa vũ trụ mà có cái gì đó bay qua là đáng sợ lắm biết không hả? Thấy thế, thế Akuero lập tức điều chỉnh màn ảnh phóng đại lên, và rồi bọn họ mau chóng nhìn rõ vật thể màu trắng ấy. Đó là một bóng người mặc trang phục du hành vũ trụ. Là nhân viên trên tàu vũ trụ, Akuero thốt lên với vẻ khó tin chẳng lẽ vụ va chạm vừa rồi có liên quan tới hắn? Mau mau kéo hắn vào đây, Anthony kêu lên. Xem tôi đây, hy vọng là anh chàng này còn chưa chết. Akuero nói, 5 phút trước, cuối cùng thì hai nhân viên trong trạm không gian cũng kéo được vị đồng nghiệp bay lơ lửng giữa vũ trụ vào trong trạm, sau đó đưa vào trong khoang phục vụ. Là người phương đông, còn sống, chật chật, đúng là mạng lớn đấy. Akuero nói, cứu tỉnh hắn đi, hỏi xem xảy ra chuyện gì rồi bốn phút trước, hai nhân viên chạm không gian làm đủ mọi cách mà vẫn không thể lay tỉnh được bạn đồng nghiệp phương đông. đúng lúc này, đột nhiên hai mắt Anthony sáng lên, cởi đồ du hành vũ trụ của hắn ra. tôi biết loại trang phục phi hành gia này, trên mũ của nó có chức năng quay phim, lưu trữ và truyền phát video. tôi phải chui vào xem xem trước khi người này hôn mê đã xảy ra chuyện gì. hai phút trước hai nhân viên chạm không gian 3 chân bốn cẳng cởi đồ du hành vũ trụ của đồng nghiệp Phương Đông ra, sau đó thay cho anh ta một bộ đồ phi hành ra dự bị trong chạm. Tiếp đó, Anthony có vóc dáng thân thể khá tương tự với người Phương Đông bèn chui vào trong bộ trang phục của người kia, bắt đầu tiến hành thao tác bên trong nó. Mũ bảo hiểm trong suốt của bộ đồ bỗng phủ một lớp phủ màu đen, che kín mặt Anthony, đồng thời giúp cho chiếc mũ có chức năng truyền phát video và các chức năng khác. Đây là công năng mới được nghiên cứu phát triển trên trang phục phi hành gia vào năm 2019. Thế nhưng nó vừa không mấy tác dụng lại còn tiềm ẩn nhiều tai họa ngầm, cho nên không có mấy người dùng loại này. Quái lạ, người này không bật chức năng ghi hình à? Sao tất cả đều là màn đen vậy? Anthony bất mãn nói, hắn loay hoay hồi lâu mà chẳng tìm được tư liệu gì có tác dụng. Đúng lúc ấy, cửa khoang phục vụ mở toang, Anthony và Aquero nhất tề quay lại nhìn về phía cửa khoang, thế nhưng nơi đó chẳng có gì cả. Khi cả hai còn đang nghi ngờ thì cảm giác choáng váng mơ hồ tràn lên. Không chống cự lại được cảm giác mê man ấy, cả hai cùng ngất lịm. Ba người mặc đồ du hành vũ trụ cứ thể trôi lơ lửng trong khoang phục vụ. Được rồi, không ngờ giáo viên tiểu Lý lại bị lôi vào trong trạm không gian. Tống thư Hàng xuất hiện trong khoang phục vụ, miệng cười hì hì chương 221, có con kinh ba đang lái máy bay. Tống Thư Hàng kéo giáo viên tiểu lý rời khỏi trạm không gian một cách thuận lợi. Bên ngoài trạm không gian, Bạch Tôn giả sách trong tay một bộ đồ phi hành ra ngoắc tay với hắn. Vừa rồi Bạch Tiền bối cách khoảng không thi triển pháp thuật đánh ngất mấy người trong trạm không gian, để Tống Thư Hàng có thể thuận lợi đi vào đem giáo viên tiểu lý ra. Còn bản thân ngài thì chia binh hai đường với hắn, bảo là phải đi xử lý vài chuyện trước đã. Tống Thư Hàng nhìn bộ đồ phi hành ra trong tay Bạch Tôn Giả. Chuyện mà Bạch Tiền Bối đi xử lý không phải là thuận tay nhặt một bộ đồ phi hành ra đấy chứ. Đưa được người về rồi thì chúng ta đi thôi, ở đây không tiện. Bạch Tôn Giả truyền âm nhập mật, dù sao cũng là họ đâm vào người ta, còn đâm thủng một lỗ trên trạm không gian của người ta nữa chứ. Nói đoạn, Bạch Tiền Bối thôi động kiếm quyết, chiếc phi kiếm dùng một lần bản máy bay trực thăng, kia bay vèo tới, dừng lại vững vàng trước mặt Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng kéo giáo viên tiểu lý vào trong xác máy bay, sau đó dùng một sợi thừng buộc chặt hắn ta lại. Không thể để hắn lại bay ra ngoài lần nữa được. Tiếp đó, hắn chui vào ghế sau của máy bay trực thăng rồi hỏi: "Đúng rồi, Bạch Tiền Bối à, có cần cắt bỏ nội dung trong camera của trạm không gian này không?" Âm thanh không thể truyền trong vũ trụ. Xong, khi Tống Thư Hàng nói chuyện, Bạch Tiền Bối có thể cảm ứng được nội dung câu nói của hắn qua tinh thần mà giọng nói của Bạch Tiền Bối thì có thể truyền thẳng vào đầu óc của Tống Thư Hàng qua truyền âm nhập mật. Cho nên hai người trao đổi trong vũ trụ vẫn tự nhiên như thường. Trên người Tống Thư Hàng và Bạch Tôn Giả có pháp thuật bảo vệ nên sẽ không bị bất cứ cái camera nào quay được. Thế nhưng giáo viên Tiểu Lý thì không giống họ, hắn không được bảo vệ bởi trận pháp, cho nên toàn bộ quá trình bay đến bên cạnh trạm không gian rồi bị hai nhân viên của trạm kéo vào bên trong đều bị ghi lại ha ha ta đã cắt bỏ đoạn camera dõi của trạm không gian từ một tiếng trước trở đi rồi có điều không biết chu kỳ liên lạc của trạm này với mặt đất là bao lâu nếu họ vẫn luôn duy trì liên hệ thì có khả năng là những gì xảy ra trong một tiếng đó đã bị gửi xuống mặt đất rồi ây thực ra cho dù có bị camera quay lại cũng không sao đâu bạch tiền bối cười nói vừa rồi khi thôi miên người bên trong khoang tàu ta đã thuận tay thả thêm pháp thuật xóa trí nhớ rồi ký ức trong hai tiếng đồng hồ gần nhất sẽ bị xóa sạch, khi họ tỉnh lại cũng sẽ không nhớ được việc mình từng tiếp xúc với giáo viên tiểu lý. Đến lúc đó cho dù ở mặt đất có đoạn camera theo dõi nhưng hai nhân viên lại không nhớ gì, thì việc này chỉ có thể trở thành một chuyện lạ trong vũ trụ mà thôi. Sau đó cứ để bọn họ tha hồ mà tưởng tượng những chuyện đã xảy ra đi. Chuyện lạ trong vũ trụ nhiều vô số kể cơ mà. Ví dụ như mấy năm trước có vụ chụp được bóng người trên sao hỏa, nhân viên trên tàu vũ trụ nhìn thấy thứ gì đó như phi thuyền của người ngoài hành tinh xẹt qua trước mắt, rồi thì nghi ngờ có kiến trúc nhân tạo ở trên mặt trăng, xôn xao dư luận cả một thời. Bao nhiêu chuyện quái lạ ấy đều có ảnh chụp và video làm chứng cả, cơ mà thế thì đã sao? Ở trái đất ai sẽ tin đây? Những câu chuyện ấy lưu truyền một thời gian sẽ bị thế nhân coi là trò cười. Có lẽ sẽ có một vài quốc gia hoặc một vài người không cam lòng, đổ tiền đổ của đi điều tra ra lẽ, thế nhưng bọn họ đã định trước là chẳng thể tìm ra bất cứ thông tin gì có giá trị. thôi, chúng ta đi tìm chỗ nào chơi đi. à, cho người quần áo này, mặc nó vào thì giấc mộng phi hành gia của ngươi sẽ thực sự trở thành sự thật rồi. rớt lời, bạch tiền bối cầm bộ đồ phi hành gia tiện tay nhặt được kia cho tống thư hàng. giấc mộng phi hành gia của ta ư? tống thư hàng nhận lấy bộ đồ phi hành gia, trong lòng vừa cảm kích lại vừa ái náy. Cảm kích là bởi bạch tiền bối vẫn còn nhớ giấc mộng phi hành gia của hắn. Còn ấy nấy là vì giấc mộng phi hành gia ấy chỉ là một lời nói dối mà thôi. Được rồi, cũng không thể coi là nói dối được. Bởi vì ở sâu thẳm trong nội tâm hắn vẫn luôn mong muốn được mặc đồ phi hành gia rồi đi vào vũ trụ một lần. Đã thế thì cứ chơi đùa cho thỏa thích đi. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng cảm động nói. Không cần cảm ơn ta đâu, bạch tiền bối nheo nheo mắt có vẻ tâm trạng tốt vô cùng. Tống Thư Hàng mặc đồ phi hành ra lên người, tuy rằng béo ú nhưng rất thoải mái. Bạch tiền bối ngự kiếm lao đi trong vũ trụ. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng họ cũng tìm thấy một mảnh thiên thạch có diện tích thích hợp. Xác máy bay đậu xuống thiên thạch, Tống Thư Hàng mặc đồ phi hành ra cổng kênh, một tay bám chặt thiên thạch, tạo đủ các loại dáng, Bạch tiền bối chụp cho hắn rất nhiều ảnh chụp. Sau đó Bạch tiền bối lên trên thiên thạch khoanh chân ngồi xuống, chống cầm tạo vẻ suy tư tống thư hàng cũng chụp cho bạch tiền bối một đống ảnh loáng một cá họ đã chơi trên khối thiên thạch này cả tiếng đồng hồ cuối cùng bạch tiền bối cười híp mắt hỏi chơi có vui không đương nhiên là vui rồi tống thư hàng cười nói thế thì tốt chúng ta về thôi bạch tiền bối mỉm cười nhưng ánh mắt lại hơi ủ rũ thâm thoát hắn đã ở bên cạnh tống thư hàng được một thời gian kha khá, khá cũng đã nắm giữ được cơ bản về tri thức của thế giới hiện đại này. Tiếp theo, sau khi chỉ dạy Tống Thư Hàng thêm một số vấn đề về tu luyện thì hắn phải chuẩn bị tạm biệt cậu ta thôi. Thiên Hạ không có bữa tiệc nào không tàn, lần du hành vũ trụ này coi như là món quà để cảm ơn Tống Thư Hàng đã chiếu cố hắn mấy ngày vừa qua đi. Được, chúng ta về thôi, Tống Thư Hàng vươn vai một cái. Thực ra du hành vũ trụ thế này chỉ cần hòa mình vào mà thôi. Không phải lo lắng bất cứ điều gì, đúng là một trải nghiệm siêu siêu tuyệt. Khi họ chui vào xác máy bay trực thăng một lần nữa, Bạch Tôn giả khởi động một vòng bảo hộ xung quanh nó. Sau đó, hắn khởi động phi kiếm dùng một lần bản máy bay trực thăng, kiếm khí tung hoành, phóng về phía địa cầu xanh biếc. Giữa kiếm khí dọc ngang trời đất ấy, khối thiên thạch ban nãy bọn họ dạo chơi bị bổ thành hai nửa. Một nửa tiếp tục lang thang giữa vũ trụ bao la, một nửa lại bay ra khỏi quỹ đạo ban đầu thảnh thơi trôi về hướng trái đất. Nói không chừng sẽ có một ngày nào đó nó bị lực hút trái đất bắt được, hóa thành một vệt sao băng. Hoa hạ, động phủ của Hoàng Sơn chân Quân. Lệ chi tiên tử vẫn tươi cười như hoa. Tiên bối, tạm biệt nhé. Hoàng Sơn chân Quân ở phía sau cười to sang sảng, tay áo phất khẽ. Đi đường cẩn thận, ha ha ha. Lệ chi tiên tử cười ngượng ngùng, sau đó ngửa kiếm đằng không, chỉ một loáng sau đã biến mất trong tầm mắt của Hoàng Sơn chân Quân. Sau khi lệ chi tiên tử đã đi xa, nụ cười tươi giói trên mặt Hoàng Sơn chân Quân méo xệu đi. Đậu đậu, ngươi chết chắc rồi, chờ ta bắt được ngươi về thì không ai cứu được ngươi đâu. Hoàng Sơn Trân Quân đang nghiến răng nghiến lợi thì điện thoại di động của hắn kêu vang. Hoàng Sơn chân quân mở máy ra xem thì thấy là Kaseli ở trung tâm huấn luyện máy bay dân dụng Giang Thủy gọi tới. Caselli gọi cho mình làm gì nhỉ? Đừng nói là tống thư hàng tiểu hữu và bạch tiền bối xảy ra chuyện gì rồi nhé. Hoàng Sơn Trân Quân nghe máy. Alo, chào tiểu thư Caselli, cô tìm tôi có chuyện gì không? Chào ngài, Hoàng Văn Trung Tiên Sinh. Trong giọng nói của Caselli còn pha chút âm thanh nức nở, có một vài chuyện về tống thư hàng tiên sinh và tống bạch tiên sinh, tôi nghĩ phải báo cáo cho ông một chút. Hai người họ không gây ra phiền toái gì đấy chứ có phải đã phá hỏng chiếc máy bay nào rồi không? Không sao đâu, bọn họ phá bao nhiêu cái máy bay thì sau khi xong việc tôi sẽ bổ sung cho trung tâm của các cô bấy nhiêu cái mới. Hoàng Sơn Trân Quân nói với khí thế hào hùng vạn trượng. Không, không phải chuyện này, Caseli sốt ruột nói, là thế này, ba tiếng trước giáo viên tiểu lý của trung tâm chúng tôi đưa Tống Bạch Tiên Sinh và Tống Thư Hàng Tiên Sinh lái máy bay ra ngoài bay thử. Thế nhưng khi họ đi đến nửa đường thì máy bay đột nhiên mất tín hiệu, đến tận bây giờ vẫn không thấy có chút hồi âm nào cả. Tôi hơi lo lắng không biết có phải họ đã gặp sự cố ngoài ý muốn gì rồi không. Mặt khác, có cần phải mở rộng phạm vi tìm kiếm cứu hộ không? Khóe miệng Hoàng Sơn chân quân giật giật, ba tiếng chưa về. Mất luôn tín hiệu. Không phải là ứng đúng lời của Tống Thư Hàng Tiểu Hiếu, Bạch Tôn giả lái máy bay lao vào vũ trụ luôn rồi đó chứ. Chắc là không đến mức ấy đâu, trung quy chỉ là máy bay trực thăng thôi mà làm sao mà bay vào vũ trụ được trừ khi bạch tôn giả sửa lại máy bay khụ khụ không cần phải lo cho bọn họ đâu chốc nữa tôi sẽ liên hệ với họ yên tâm đi dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không bắt bên cô chịu trách nhiệm cứ giao hết cho tôi hoàng sơn chân quân cam đoan chắc nịch có được câu cam đoan như đinh đóng cột của chân quân kaseli mới yên tâm được phần nào mặt khác hoàng văn trung tiên sinh à? tôi nghĩ còn một chuyện nữa có lẽ nên báo với ông một tiếng. Kaseli lại lắp bắp nói. Còn việc gì nữa, trừ tống thư hàng và bạch tôn giả ra, trên sân bay còn có thể có hỗn loạn gì? Là thế này, 10 phút trước vừa có một chiếc máy bay bay lên khỏi sân bay của chúng tôi. Nhưng trong máy bay không có giáo viên bay nào cả. Khi nói tới đây, Kaseli hơi khựng lại. Nghe đến đó, Hoàng Sơn Trân Quân đột nhiên có dự cảm không lành. Có lẽ ngài sẽ không tin nội dung mà tôi sắp nói, thực ra nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì tôi cũng không tin đâu. Thế nhưng tôi vẫn muốn nói với ngài một tiếng, trong máy bay không có ai cả, chỉ có một con chó Bắc Kinh. Hoàng văn Trung tiên sinh, xin ngài nhất định phải tin chúng tôi, không phải chúng tôi cố ý phá hỏng máy bay để bắt ngài đền tiền đâu. Thực tế là bây giờ con chó Bắc Kinh đó vẫn đang lái máy bay bay trên trời ấy, tôi có thể quay video chứng minh mình không nói dối nửa lời. Casely sắp khóc tới nơi. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì đậu má, ai mà tin một con chó Bắc Kinh biết lái máy bay trực thăng phi lên trời, lại còn lượn vòng trên không cơ chứ. Hoàng Sơn chân quân nghiến răng ken két, đậu đậu, ông phải lột ra mày y. Trên không trung, đậu đậu đắc ý dùng hai móng vuốt điều khiển máy bay lượn vòng trên trời, hết vòng này qua vòng khác, mỗi lúc một thuần thục hơn. Há há há, Hoàng Sơn bây giờ chắc chắn là ngu ra luôn rồi ai bảo ngươi không cho ta lái ô tô ta lái máy bay luôn cho ngươi xem há 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 đậu đậu dương dương tự đắc nói sợi lông chó nó đưa cho tống thư hàng mới là bản chính còn đậu đậu đưa lông chỉ là phân thân mà thôi đậu đậu biến thành cọng lông chó nằm trong túi tống thư hàng nghe đủ các loại kiến thức lý luận sau đó lại vào phòng mô phỏng xem tống thư hàng điều khiển máy bay khi giáo viên tiểu lý giảng dạy tống thư hàng nó cũng lặng lẽ học hỏi rất nhiều đợi đến khi tống thư hàng mặc trang phục du hành vũ trụ vào, đậu đậu lẳng lặng rời khỏi hắn, sau đó chấp thời cơ leo lên một chiếc máy bay trực thăng. chương 222, Hoàng Sơn Trân Quân vô cùng phiền não. Sau khi nghiến răng ken kết, Hoàng Sơn Trân Quân mới trầm giọng nói. Mọi người trông chừng con chó Bắc Kinh trong máy bay kia cho tôi, đừng cho nó cơ hội tiếp xúc với bất cứ cái máy bay nào khác. Chờ nó bay xong chuyến này thì canh thật chặt, bắt nó ở yên một chỗ không được di chuyển. Tôi sẽ cho người tới xử lý vụ này. Hy vọng lần này đậu đậu sẽ không gây ra hỗn loạn gì quá lớn. Hoàng Sơn Trân Quân không lo lắng việc giáo viên trong trung tâm sẽ quay video phát lên mạng. Bởi vì có quay video cho chó Bắc Kinh lái máy bay tung lên mạng, thì người ta cũng chỉ nghĩ là kỹ xảo điện tử hoặc là quảng cáo cho bộ phim nào đó sắp quay mà thôi. Hơn nữa dù nó có gây ra náo loạn thì Hoàng Sơn Trân Quân cũng có cách để thu xếp. Các người nghĩ đây là lần đầu tiên đậu đậu gây sự à ngây thơ quá rồi, trước nay đậu đậu đã gây ra không biết bao nhiêu là họa, lần nào mà Hoàng Sơn Trân Quân chẳng phải theo sau dẹp loạn cho nó. Hoàng Sơn Trân Quân từ lâu đã có kinh nghiệm phong phú lắm rồi. Kaseli ở trung tâm nghe thấy câu nói của Hoàng Sơn Trân Quân thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu hành động y theo mệnh lệnh của hắn. Sau khi gác máy, Hoàng Sơn chân Quân lập tức gọi điện cho Tống Thư Hàng. Trong điện thoại nhanh chóng truyền tới giọng nói máy móc. Nằm ngoài vùng phủ sóng vào vũ trụ thật à. Thư hàng tiểu hữu và bạch tiền bối đều không có ở đó, phải làm thế nào mới lôi cổ được đậu đậu xuống khỏi máy bay trực thăng đây. Trong tay hắn có một tiểu đội chuyên đi xử lý những vụ lộn xộn mà đậu đậu gây ra, thế nhưng bây giờ vị trí của đậu đậu lại ở xa hắn quá. Hoàng Sơn chân quân dầu nấu cả lòng. 20 phút sau, bạch tiền bối điều khiển thanh phi kiếm tạo thành từ xác máy bay, xuyên qua tầng khí quyển, về lại tới địa cầu. Tuy rằng vũ trụ bao la vô cùng đẹp đẽ, khiến cho người ta thoải mái vui vẻ, thế nhưng quả nhiên địa cầu vẫn làm cho người ta yên tâm hơn. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Tiền bối, chúng ta tới đâu rồi? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Với thị lực của hắn hiện tại thì chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ của những tòa nhà cao tầng và ánh đèn trải dài một giải mà thôi. Với lại, dưới kia đã là ban đêm rồi à? Hắn nhớ lúc mình và Bạch Tiền Bối đi học lái máy bay mới là sáng sớm cơ mà nhỉ. Không biết, ta nhìn thấy địa cầu thì tìm bừa một chỗ để chui vào trước. Chờ chúng ta xuống thêm chút nữa thì biết là chỗ nào ngay thôi. Bạch tiền bối cũng thuận miệng đáp. Một lúc sau, hai người đã xuống đến một độ cao tương đối. Tống Thư Hàng mau chóng thấy được một tòa kiến trúc rất dễ khiến người ta chú ý. Đó là một bức tượng nữ thần, trên người khoác trang phục Hy Lạp cổ xưa. Trên đầu bức tượng nữ thần đội chiếc mũ miệng bảy mũi gai nhọn, tay phải dơ cao bó đuốc, tay trái cầm một quyển pháp địa y, dưới chân bà là còng tay và xiềng xích vỡ vụn. Tượng nữ thần tự do, Tống Thư Hàng toát mồ hôi lạnh, sao lại bay sang tận Mỹ rồi? Bạch tiền bối ổn định phi kiếm bản sắc máy bay, đánh giá bức tượng nữ thần này một chút rồi nói. Ồ, đây chính là tượng nữ thần tự do nổi tiếng trên mạng đấy à? Xấu thế, xấu á, đâu có, ta thấy bức tượng nữ thần này đẹp mà. Tống Thư Hàng xoa cầm hắn hoàn toàn là người ngoài nghề trong lĩnh vực thưởng thức tác phẩm điêu khắc, thế nhưng trong mắt hắn thì quả thực không thể nói bức tượng này xấu được. Vừa nói chuyện, Tống Thư Hàng vừa quay sang nhìn Bạch Tôn Giả. Đờ mơ, chờ tí, đừng nói Bạch Tôn Giả lấy bản thân làm tiêu chuẩn để phân chia xấu đẹp đó nhé. Nếu thế thật thì bức tượng nữ thần tự do này đúng là xấu thậm tệ rồi. Nghĩ thế, Tống Thư Hàng đột nhiên thò mặt qua hỏi. Bạch tiền bối nè, ngài thấy ta có đẹp trai không? Bạch tiền bối ngẩn ra, sau đó bật cười ha ha. Thư hàng, người tưởng mắt thẩm mỹ của ta cao lắm à? Không đâu, mắt thẩm mỹ của ta cũng tương đương với người bình thường, có cao cũng chỉ cao hơn một chút thôi. Ừm, nhìn từ góc độ của ta thì thư hàng người coi như nhìn được, không xấu. Thế à, chỉ không xấu thôi hả, thực ra gần đây ta thấy mình hơi hơi đẹp trai đó chứ. Tống thư hàng xoa cầm. Bạch tôn giả. Gạch nối. Ha ha ha. Nhưng khi biết đây là nước Mỹ thì mình về nhà dễ hơn rồi. Chúng ta đi thẳng theo hướng kia là về đến Hoa Hạ đó." Tống thư Hàng chỉ về hướng Trung Quốc rồi cười sang sảng mà nói. "Hiểu rồi, thế thì chúng ta xuất phát thôi." Bạch Tiền Bối lại bắt kiếm quyết, xác máy bay khởi động, lao thẳng về phía trước. Trên đường bay về, Tống thư Hàng không có việc gì làm bèn lấy điện thoại ra lên mạng có cả ngàn vạn đồng tiền điện thoại trong tay thì dung lượng 3G quốc tế chỉ là tôm tép mà thôi. Tiếp đó, hắn gửi mấy tấm ảnh vào nhóm cửu châu số 1. Đầu tiên là ảnh chụp bạch tiền bối sửa chữa lỗ thủng trạm không gian, bạch tôn giả trong ảnh cực kỳ nghiêm túc, vừa núi dây vừa gắn ống, bận rộn đến mức chẳng quản thứ gì. Tiêu đề, bạch tiền bối vất vả sửa chữa lỗ thủng trạm không gian. Mấy tấm ảnh này vừa được phát lên, Tống Thư Hàng còn chưa kịp đi lốt tin tức mới trong nhóm thì các tiền bối đã spam bình luận âm ầm. Hoàng Sơn Trân Quân, Thư Hàng Tiểu hữu, hai người vào vũ trụ thật đấy à? Bảo sao ban nãy ta gọi cho ngươi không liên lạc được? Bình luận của bác Hà Tán Nhân nối ngay sau đó. Việc mà ta muốn biết hơn là sao Tống Thư Hàng Tiểu hữu và Bạch Tiền Bối tự nhiên lại chạy đi sửa chạm không gian vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Phủ chủ thất sinh phù giải thích. À à, ta nhớ ra rồi, hôm nay là ngày thư hàng tiểu hữu và bạch tiền bối đi học lái máy bay. Cuồng đao tam lãng, dám đi học lái máy bay với bạch tiền bối cơ á. Chật chật chật, đúng là tự tìm đường chết mà, lái máy bay trực thăng bình thường vào trong vũ trụ, cả thế giới này còn ai ngoài bạch tiền bối nữa. Thư hàng tiểu hữu đề nghị ngươi đi mua bảo hiểm đi, sẽ có lúc dùng đến đấy. Túy Nguyệt cư sĩ, thì ra là thế, Người đi học lái máy bay với bạch tiền bối rồi bay vào vũ trụ luôn à? Mặt khác, tam lãng huynh, ta cảm thấy người tự tìm đường chết không phải tống thư hàng tiểu hữu mà chính là người đấy. Chẳng lẽ ngươi không biết bạch tiền bối cũng gia nhập nhóm cửu châu số một rồi sao? A a a, sược sư a a a, đồng quái tiên sư a a a, tô thị a à thất a a a, a cái đầu người ấy cuồng đao tam lãng phát rồ, bạch tiền bối vào nhóm rồi. Bạch tiền bối sẽ nhìn thấy câu bình luận của ta. Đậu xanh, giờ làm thế nào để xóa bình luận? Đừng mà, mau dạy ta xóa bình luận đi. Tạo hóa pháp vương. A à, a à, a. À, tuy rằng ta không biết xóa thế nào nhưng ta có thể dạy ngươi. Ngươi lên mạng tìm cách xóa thử xem. Tuyết lang động chủ. A a a. Tuy rằng biết phải xóa thế nào nhưng ta không muốn nói cho ngươi. Cuồng đao tam lãng. Đám khốn kiếp các ngươi, đừng có để cho ta gặp được nếu không ta nhất định sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại của 72 lộ khoái đao. Bắc Hà Tán Nhân, ta nói này, hình như trọng tâm của đám mình sai rồi thì phải. Xem ảnh chụp kia, ta phát hiện ra một vấn đề lớn lắm. Cái lỗ thủng trên trạm không gian kia làm sao mà có nhỉ? Trời đậu, đúng vậy, rốt của cái lỗ kia ở đâu ra? Phủ chủ thất sinh phù thả một ai cần há hốc miệng. Sược sư, A à, còng thư sơn áp lực đại, thắc mắc cộng một lúc này có một ai đi đột nhiên sáng lên bạch tôn giả là ta bất cần lái máy bay đâm vào nó ha ha nhưng mà ta sửa xong rồi bạch tiền bối uy vũ cuồng đao tam lãng lập tức lao vào nịnh ngọt hắn khó khăn lắm mới có thể xóa sạch bình luận ban nãy bây giờ thấy bản tôn của bạch tiền bối ở đây thì bèn tuôn lời ngon tiếng ngọt ngay ừm tam lãng này ta nhìn thấy bình luận của ngươi rồi bạch tiền bối thả ai cần cười e thẹn thấy ngay trước khi ngươi xóa mất ấy cuồng đao tam lãng gạch nối hoàng sơn chân quân thò mặt lên đổi hướng đề tài khụ bạch tôn giả bây giờ ngài và tống thư hàng tiểu hữu đang ở đâu ta tìm cậu ấy có việc một chút thư sơn áp lực đại chắc là đang ở mỹ chúng ta đang về hoa hạ đây hoàng sơn tiền bối tìm ta có việc gì sao ừm hoàng sơn chân quân thở dài nếu có thể thì ta muốn nhờ ngươi và bạch tiền bối mau mau về trung tâm hàng không một chuyến bạch tôn giả có chuyện gì rồi? Đậu đậu, nó đang lái máy bay. Tuy chỉ là một câu bảy chữ nhẹ tinh, thế nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được muộn phiền nặng chịu. Không thể nào, rõ ràng đậu đậu đang ở nhà mà. Tống Thư Hàng đáp theo phản xạ. Thế nhưng vừa nói xong thì hắn lập tức nghĩ tới một việc. Hắn sờ sờ túi mình, trong ấy vốn có một cọng lông chó của đậu đậu, thế nhưng bây giờ nó đã biến mất. Đậu đậu, Tống Thư Hàng dở khóc giờ cười chắc chắn đậu đậu đã dùng pháp thuật nào đó để lén đi theo cạnh ngươi rồi. Ais, nói tóm lại là đậu đậu lại gây thêm phiền toái cho hai người. Tí nữa bắt được nó về thì đánh mắng gì tùy ngươi, phải dạy cho nó một bài học. Hoàng Sơn chân quân căm hờn nói. Muốn đánh muốn mắng tùy ngươi, nhưng vấn đề ở đây là ta đánh lại đậu đậu sao? Ta hiểu rồi, ta và Bạch Tiền Bối sẽ trở về nhanh nhất có thể. Tống Thư Hàng trả lời. Tắt trang chat nhóm, Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả cười sang sảng. Đã thế thì, ngồi cho vững đi. Thiên bằng độn pháp. Vỏ trực thăng vươn ra một đôi cánh thiên bằng. Đôi cánh ấy vỗ nhẹ, cả chiếc máy bay tiến vào vận tốc siêu âm, lao vọt về phía hoa hạ. Ở một phía khác, trong trạm không gian. Phi thuyền số hiệu liên minh thuận lợi nối tiếp với trạm không gian, chuẩn bị đón hai nhân viên Aquero và Anthony trở về địa cầu. Anthony và Aquero đâu? Vì sao họ không đáp lại chúng ta nhỉ? Vào xem đi, không phải hai tên này vẫn đang làm thí nghiệm đấy chứ? Lần trước khi tôi đón Anthony thì hắn cũng đột nhiên nhớ ra có thực nghiệm chưa làm, thế là cứ ở mãi trong phòng thí nghiệm không chịu ra. Một lát sau, tìm được rồi, trời ơi, Aquero và Anthony ngất xỉu. Sao lại thế này? Quỷ tha ma bắt, trong trạm không gian xảy ra chuyện gì? Mau xem camera băng giám sát bị người ta cắt mất rồi, không có ghi hình mấy tiếng gần đây, sao lại thế? Ôi, trời ơi, chám không gian bị thủng một lỗ lớn. Ơ, ờ, hình như cái lỗ đã được ai đó sửa rồi. Đừng nói nữa, đưa Anthony và Aquero về địa câu đá, chờ họ tỉnh lại là biết đã xảy ra chuyện gì thôi. chương 223, Anthony, nhì nhằng mãi chẳng chịu cởi mũ ra. Bạch tôn giả triển khai thiên bàng độn pháp, đã gần với tốc độ của teleport luôn rồi. Ước chừng chỉ cần hơn một giờ là có thể quay về hoa hạ. Đây cũng là do chất liệu của cái phi kiếm sát máy bay trực thăng, gây hạn chế tốc độ. Nếu như bạch tiền bối mà dùng lưu tinh kiếm của hắn thì tốc độ tuyệt đối sẽ thể nhanh hơn gấp mấy chục lần. Trên đường quay về, Tống Thư Hàng dùng điện thoại di động lên mạng, kiểm tra các tin tức về trạm không gian. Dù sao thì cũng vừa mới đụng thủng đồ của nhà người ta xong khi hắn nhập ba chữ chạm không gian vào thì lập tức cho ra mấy tin tức mới nhất. Tin mới nhất, phi thuyền liên minh số XX đã thành công tiến vào quỹ đạo của trạm không gian quốc tế, chuẩn bị kết nối với trạm không gian, đón hai vị phi hành ra quay về tin này đăng tầm 6 giờ trước. Tin mới nhất, phi thuyền liên minh số XX đã phóng ra thành công, lần này có đưa theo nam vị phi hành ra chuẩn bị lên trạm không gian quốc tế, bọn họ sẽ thay thế hai vị phi hành ra trong trạm không gian một thời gian ngắn, cũng sẽ tiến hành 70 loại thí nghiệm vũ trụ ở trạm không gian này, tin này đưa lên ngày hôm qua. Lên trạm không gian, nghênh đón hai vị phi hành gia quay về. Không sai đi đằng nào được, đây đúng là cái trạm không gian mà mình và Bạch Tiền Bối đã đâm thủng một lỗ to đây mà. Hơn nữa, 6 giờ trước, phi thuyền liên minh số XX đã tiến vào quỹ đạo bay của trạm không gian, bây giờ không phải là đã lên đó chuẩn bị đón người rồi đấy chứ. Tống thư hàng thầm lau mồ hôi, may mà mình và bạch tiền bối nhanh chân, không thì nhất định sẽ đụng mặt với người trên phi thuyền kia mất rồi. Nửa giờ sau, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả thuận lợi quay về Hoa Hạ, gần khu Giang Nam. Chúng ta đến trung tâm dậy bay luôn à? Bạch Tôn giả hỏi dò. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Bạch tiền bối này, hay là chúng ta thương lượng sẵn câu trả lời đi đã, sau đó lại sắp xếp đâu vào đấy, làm cái hiện trường giả, coi như máy bay gặp sự cố rơi xuống, sau đó lại xử lý giáo viên tiểu lý ổn thỏa. Dù sao thì cái máy bay trực thăng cũng hỏng thành thế này rồi, nếu như còn bay thẳng về trung tâm dậy bay thì người bên đó sẽ sợ tè ra quần luôn mất. Đừng nên gây thêm phiền toái, bắt Hoàng Sơn chân quân đi giải quyết cho bọn họ thì hơn. Nói đúng lắm, Bạch Tôn giả gật đầu nói. Sau đó, Bạch Tiền bối tìm một khu ngoại ô có vẻ vắng, ném xác máy bay ở đó. Tống Thư Hàng thì đỡ giáo viên tiểu lý ra. Bạch Tôn giả lại xóa đi trận pháp đã khắc trên thân máy bay, sau đó nhấc chân dẫm mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu ở bên cạnh xác máy bay, rồi lại đạp xác máy bay rơi xuống đó. Địa điểm xảy ra sự cố làm đại cho có là được rồi, vì kiểu gì Hoàng Sơn chân quân cũng sẽ phái người tới dọn dẹp chỗ này mà thôi. Tống Thư Hàng đặt giáo viên tiểu lý nằm xuống đất, sau đó vói tay cởi quần áo du hành và mũ trên người anh ta ra, vừa cởi vừa nói, bạch tiền bối, có thể để cho giáo viên tiểu lý tỉnh lại được chưa? Ừ, bạch tiền bối gật đầu đáp, đang chuẩn bị hóa giải pháp thuật thôi miên. Lúc này, Tống Thư Hàng đẩy cái mũ du hành vũ trụ lên, mà lạ thật, hắn nhớ rõ mặt kính của mũ du hành này trong suốt cơ mà, sao bây giờ lại có một lớp màu đen rũ xuống, che mặt của giáo viên tiểu lý lại thế này? Hắn chậm rãi cởi mũ ra. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng mở to hai mắt ra nhìn, toàn thân cứng đờ. Tiền bối, đợi một lát đã, Tống Thư Hàng vội kêu to, ngăn động tác hóa giải thuật thôi miên của Bạch Tiền Bối lại. Sao thế? Bạch Tiền Bối tò mò hỏi lại. Tống Thư Hàng rũi mắt thật mạnh, đợi lát đã, để ta rũi mắt lại cho rõ, ta nghi ngờ ta nhìn lâu quá nên mỏi mắt, thành thử bị hoa mắt mất rồi. Bạch Tiền Bối chẳng hiểu mô tê gì. Tống Thư Hàng lại giơ tay, dùng sức đẩy mạnh cái mũ du hành vũ trụ ra. Mũ bị sốc lên, để lộ ra gương mặt thật của người đàn ông bên trong đó là một người đàn ông tuổi chừng 40, bảo dưỡng khá tốt, nhưng có lẽ vì dùng đầu óc suy nghĩ nhiều quá, nên tóc đã bạc nhiều, thoạt nhìn có cảm giác như chưa già mà đã yếu. Thôi chết dở rồi, đây là, Tống Thư Hàng thật sự muốn lật bàn. Ra ó viên tiểu lý đâu? Bộ đồ này rõ ràng đúng là bộ mà hắn đã mặc cho giáo viên tiểu lý, bên trên còn in hình quốc kỳ hoa hạ cơm mà. Ai nói cho hắn biết, vì sao người bên trong lại biến thành một ông Tây thế này? Giáo viên tiểu lý đâu?" Bạch Tôn Giả cũng tò mò hỏi thêm. "Ta cũng muốn biết lắm chứ." Tâm trạng của Tống thư hàng lúc này rất phức tạp, khóc không ra nước mắt, tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể là ta đã túm nhầm người rồi. "Chắc là giáo viên tiểu lý vẫn còn ở trong trạm không gian kia đấy." Bạch Tôn Giả, bộ đồ du hành này vốn là bộ ta tự mình mặc cho giáo viên tiểu lý, nhưng ai mà biết xảy ra chuyện gì sao tự dưng ông Tây này lại chui vào trong bộ đồ du hành vũ trụ của giáo viên tiểu lý. Hơn nữa, ông ta còn thả cái lớp màu đen gì đó ở trong mũ xuống, che mặt đi mất rồi. Tống Thư Hàng nói, lần này nhầm nhò to rồi. Đừng lo, Bạch Tôn Giả nói, ngẫm nghĩ một lúc, Bạch Tôn Giả lại nói, để ta tạo thêm một thanh phi kiếm dùng một lần bản 004, đưa vào về lại trạm không gian nhé. Bạch tiền bối vừa mới nói xong thì trong đầu tống thư hàng lập tức xuất hiện cảnh tượng thế này. Bạch tiền bối chế tạo ra một thanh phi kiếm dùng một lần bản 004, vừa mới bấm kiếm quyết xong thì thanh phi kiếm dùng một lần kia sẽ mang theo ông Tây không biết tên này bay cái vèo lên trời. Sau đó, chạm không gian vốn đã bị đâm thủng một lỗ trong vũ trụ đột nhiên sẽ nổ tung thành một đám lửa hình nấm, nguyên nhân phát nổ chính là do bị phi kiếm dùng một lần bắn chúng. Nghĩ tới hình ảnh đáng sợ đó, Tống Thư Hàng vội lắc đầu nguề nguệ tiền bối, hay là chúng ta nghĩ cách khác, tự mình đưa ông ta về trạm không gian đi. Hơn nữa, giáo viên tiểu lý còn đang ở trong trạm không gian đó. Chúng ta chẳng những phải đưa ông Tây này về, mà còn phải đón cả giáo viên tiểu lý về nữa. Tống Thư Hàng nói, nói cũng đúng, Bạch Tôn giả gật đầu. Bây giờ chúng ta đi đón đậu đậu về trước, sau đó lại ra vũ trụ thêm lần nữa. Tống Thư Hàng thở dài, bây giờ hắn chỉ mong tốc độ của phi hành ra trên con phi thuyền kia chậm một chút, để cho hắn và Bạch Tiền Bối còn kịp đổi ông Tây này với giáo viên Tiểu Lý lại. Bởi vì giáo viên Tiểu Lý vẫn còn đang ở trong trạm không gian, cho nên Tống Thư Hàng và Bạch Tiền Bối không quay về trường dạy bay, mà ngự kiếm phi hành đi tìm đậu đậu trước. Lúc này, đậu đậu nó đang lái máy bay chạy đi chơi vòng vòng. Hoa ha ha, chỉ là lái một chiếc máy bay trực thăng mà thôi, sao mà làm khó được ta chứ? Đừng nói là máy bay trực thăng nhé, sau này ta còn muốn lái cả tàu con thoi nữa. Hoàng Sơn ngươi làm gì được ta? Đậu Đậu hớn hở cười nói, đôi chân trước thi thoảng lại điều chỉnh cái bảng điều khiển của máy bay trực thăng, động tác vô cùng điêu luyện. Bay hoài bay mãi, đột nhiên nụ cười trên mặt của Đậu Đậu cứng đờ, bởi vì Bạch Tiền Bối đang mỉm cười điềm tĩnh, ngự kiếm phi hành chặn trước đầu máy bay trực thăng của nó. Ở sau lưng Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng vác một người mặc đồ du hành vũ trụ, nhe răng cười nói, Đậu Đậu, Đậu Đậu cười gượng, a à, ha ha thư hàng, các người về rồi đấy à? Hoan nghênh đã quay lại nhé. Theo ta về nhà, Tống thư hàng nói. Không, ta không muốn về, ta muốn lái máy bay tiếp, ta muốn lái chiếc máy bay kiểu khác nữa. Đậu đậu phản đối, khó khăn lắm nó mới tranh thủ được một lần lái máy bay đấy. Tiền bối, chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, cứ trực tiếp túm đậu đậu về thôi. Tống Thư Hàng đề nghị. Bạch tiền bối mỉm cười với đậu đậu, đậu đậu à, ngoan nào lái máy bay về, rồi chúng ta cùng về nhà. Ta không, xin lỗi, ta lập tức lái về. Đậu đậu còn định từ chối, nhưng nó nhìn thấy nụ cười trên mặt của bạch tiền bối càng lúc càng rực rỡ thì lập tức đồng ý. Thân là yêu thú, trực giác nói cho nó biết, nếu như dám cãi lời bạch tiền bối nữa thì nó sẽ có hậu quả rất thê thảm. Nói không chừng sẽ bị phi kiếm dùng một lần bản 004 của bạch tiền bối đưa lên mặt trăng luôn. Cuối cùng, đậu đậu khóc dòng lái máy bay trực thăng quay về trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Giang Thủy. Lúc này, ở bên trong trung tâm huấn luyện hành không dân dụng Giang Thủy, Kaseli đang thông qua radar định vị chiếc máy bay trực thăng mà đậu đậu lái, trong lòng nhấp nhỏm không yên như bị mèo cào. Lúc này, trong tai nghe của Kaseli truyền tới một giọng đàn ông Kaseli này, có tin tốt, chiếc máy bay mà con chó Bắc Kinh kia lái ra đã quay lại rồi. Người đàn ông này là do Caselli phái chạy xe ra đuổi theo giám thị chiếc máy bay trực thăng của đậu đậu. Ôi may quá, tiếp tục đuổi theo nó, nhất định đừng để xảy ra chuyện gì. Caselli thở phào nhẹ nhõm. Mấy giáo viên ngồi cạnh cũng thầm thở phào. Có người bật TV lên, tùy ý mở đại một kênh truyền hình để thư giãn. Trong trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng giang thủy này có rất nhiều kênh truyền hình, không chỉ riêng các kênh truyền hình của Trung Quốc, mà còn thông qua Internet, kết nối với rất nhiều kênh truyền hình của các hãng hàng không ở nước ngoài, để lúc các giáo viên nghỉ ngơi có thể cập nhật tin tức hàng không khắp thế giới. Vị giáo viên này tiện tay mở một kênh hàng không nước ngoài lên. Lúc này, một vị MC xinh đẹp, mắt xanh tóc vàng đang thông báo một tin tức mới, theo tin tức mới nhất được đưa về, phi thuyền liên minh số XX đã thành công đón hai vị phi hành gia ở trên trạm không gian quốc tế quay về, cũng đã quay lại quỹ đạo của trái đất. 10 phút trước, đã bung dù chính phi thuyền sắp đáp xuống. Để cho chúng ta đón chào hai vị phi hành gia vừa quay về từ vũ trụ. Anthony và Acuero Vừa dứt lời thì màn hình TV đã nhảy đến hiện trường hai phi hành gia đáp xuống mặt đất. Ba năm gần đây, kỹ thuật hàng không vũ trụ phát triển và hoàn thiện cực nhanh. Phi hành đoàn đáp xuống cũng nhanh và an toàn hơn. Trước kia, mỗi khi phi hành gia đáp xuống trái đất thì phải mất chừng một ngày mới được. Còn bây giờ, Quá trình này đã bị rút ngắn lại còn chừng 2 giờ. Hơn nữa, gần như không hề có nguy cơ thất bại. Hiện trường hạ cánh. Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Barbara có mặt trực tiếp tại hiện trường, phi thuyền liên minh số XX đã tiếp đất thành công, hai vị phi hành gia đã ngồi lên ghế, thể trạng của hai vị phi hành gia đều rất khỏe. Để chúng ta phỏng vấn hai vị anh hùng vừa mới quay về từ vũ trụ nhé, đầu tiên là ngài Acuero Acuero phối hợp tháo mũ du hành vũ trụ của mình ra, vẫy tay chào mọi người. Không bao lâu sau khi lên phi thuyền quay về thì thuật thôi miên của Bạch Tôn giả đã được giải trừ. Tuy là mất đi một phần trí nhớ, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới việc Acuero tiếp nhận sự hoan nghênh nồng nhiệt của mọi người dành cho ông, tiếp nhận niềm vinh dự thuộc về mình. Cùng với một vị anh hùng khác Anthony, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên lần nữa. Có vô số bạn bè và fan của Anthony trong đám người lớn tiếng hô vang tên của ông ta. Chương 224, ai cũng có bản lĩnh gây hỏa hơn người. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện toàn thân của ngài Anthony đang run rẩy nữa. Là do ngài Anthony kích động quá đây à. Tôi tên Lý Tây Hoa, là một giáo viên dạy bay trẻ tuổi của trung tâm, còn chưa lập gia đình. Nhân duyên của tôi rất tốt, ở trong trung tâm tất cả mọi người đều gọi tôi là tiểu lý rất đối thân thiết. Từ nhỏ tôi đã thích bầu trời cao vời vợi, khi còn bé, tôi còn muốn được biến thành một chú chim trời, bởi vì như thế thì tôi có thể bay lượn tự do trên bầu trời. Tôi yêu bầu trời như thế, còn có cả vũ trụ bao la, thần bí ở ngoài vòm trời kia nữa. Sau đó, tôi bắt đầu cố gắng phấn đấu vì mục tiêu của mình. Sau khi lớn lên, tôi đã trở thành một giáo viên hàng không, tôi biết lái máy bay, thường bay lượn trên bầu trời xanh. Tôi đã thực hiện được nguyện vọng khi còn bé của mình. Sau gió, tôi lại có một ước mơ mới, đó chính là Nếu như có cơ hội, tôi muốn được lái máy bay với tốc độ siêu âm, tung hoành ngang dọc trong trời xanh. Bởi vì khi làm giáo viên thế này, tôi không thể bay nhanh được, tuy rằng đã thực hiện được giấc mộng được bay trên trời xanh của mình, nhưng căn bản không có cơ hội để tôi được tự do bay lượn trên bầu trời. Hơn nữa, nói cho cùng, tốc độ mới là thứ khiến cho một người đàn ông nhiệt huyết sôi trào. Cứ nghĩ thử mà xem, máy bay đột phá tốc độ âm thanh, ầm một tiếng, bay với tốc độ siêu âm như thế, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh, chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngổ hết chỗ nói. Đương nhiên, nguyện vọng này căn bản không thể nào thực hiện được, dù sao thì tôi cũng chỉ là một giáo viên dạy bay bình thường mà thôi, nào có cơ hội được lái máy bay siêu âm chứ. Thật ra thì, tận sâu trong lòng tôi, vẫn luôn ôm một giấc mộng hoang đường hơn nữa tôi muốn được bước ra vũ trụ tự tay sờ vào thiên thạch tôi muốn đi xem thử trạm không gian có bộ dạng như thế nào tôi muốn đứng ở bên ngoài tầng khí quyển dùng mắt thường nhìn xem mặt trời trông ra sao những vì sao như thế nào mặt trăng có hình dạng gì và cả trái đất trông ra sao nữa giấc mộng này còn hoang đường hơn nữa nhưng đột nhiên có một ngày nọ tôi ngủ một giấc tỉnh dậy tự nhiên phát hiện mình đang ở bên trong một khung kim loại trên người còn đang mặc một bộ đồ du dành vũ trụ đang đáp xuống mặt đất. Chuyện gì thế này, sao tự nhiên tôi lại mặc đồ du hành vũ trụ thế? Tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về việc này. Khung kim loại kia đáp xuống thành công, toàn thân tôi dã rời. Sau đó, có hai người đi tới mở cửa khung kim loại này, kéo tôi và một phi hành ra khác dậy, sau đó dìu chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế. Trước mặt là một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, bọn họ cứ nói tiếng Anh, gieo hò tung hô liên tục, sau đó quay sang tôi gọi một cái tên anthony anthony như vậy xin chào mừng vị anh hùng đầu tiên quay về từ vũ trụ ngài akuero một cô nàng xinh đẹp lên tiếng quần chúng vây xem hoan hô dần dần người mặc đồ du hành vũ trụ ngồi kế bên tôi cởi mũ ra đó là một người bị hói chọc đầu ông ta mỉm cười giơ tay lên hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người ai làm ơn nói cho tôi biết đây chuyện gì được không để tôi nhớ lại đã tôi nhớ Gần đây bởi vì tôi hơi kẹt tiền, nên nhận một nhiệm vụ khá nguy hiểm của trung tâm, đó là dạy hai tên gà mờ học lái máy bay. Đó là hai tên gà mờ rất có tiền, nghe nói còn chưa sờ vào máy bay lần nào thì đã muốn lái máy bay luôn rồi. Nhận nhiệm vụ này thì sẽ kèm theo nguy cơ mất mạng như chơi. Sau đó, tôi nhớ là mình đã gặp hai tên gà mờ đó rồi. Một người là một cậu sinh viên cười đến là đần, một người là một anh chàng đẹp trai. Sau đó nữa Trí nhớ của tôi trống rỗng, cứ cảm giác như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng tôi không tài nào nhớ được, giống như chỉ ngủ một giấc dậy đã thành ra như thế. Khi tôi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt đã biến thành thế này rồi. Lúc này, cô nàng xinh đẹp kia lại nói tiếp, cùng với một vị anh hùng khác. Ngài Anthony. Anthony, Anthony, tiếng hô hào ủng hộ của quần chúng xung quanh còn vang dội hơn. Bọn họ đang gọi tôi à? Tôi là Anthony sao? không đúng tôi là lý tây hoa mà là giáo viên dạy bay lý tây hoa to chuyện rồi toàn thân tôi run lẩy bẩy nếu như tôi là lý tây hoa vậy thì anthony đang ở đâu nếu như tôi là anthony thì tại sao tôi chỉ có trí nhớ của lý tây hoa thế này mọi người đừng vội có lẽ là ngài anthony vẫn chưa quen được với môi trường trọng lực ở trái đất không sao cả mời nhân viên lên giúp ngài ấy mở mũ ra ạ vị đầu chọc akuero bên cạnh dùng tiếng anh nói đừng mà, đừng mở mũ của tôi ra, tôi gào thét ở trong lòng. Nhưng thân thể của tôi bủn rùn, căn bản không thể nào cục cựa được. Có hai nhân viên mỉm cười bước tới, giúp tôi tháo chỗ nối giữa đồ du hành và mũ, sau đó kéo mũ của tôi lên. Một khắc sau, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất. Người đàn ông chọc đầu tên Akuero kia há hốc mồm, chuyện gì thế này? người bên dưới chiếc mũ du hành không phải Anthony mà là một người đàn ông phương đông trẻ tuổi thế này là sao đây ông bạn già Anthony của ông đâu mất rồi Anthony đâu rốt cuộc ở lúc ở bên trong trạm không gian đã xảy ra chuyện gì vì sao ông chẳng nhớ nổi gì hết thế này quần chúng xung quanh cũng dụi mắt mạnh mắt của mình ôi chúa ơi ai có thể nói cho bọn họ biết chàng trai phương đông trẻ tuổi này ở đâu ra được không ngài Anthony đâu rồi Trạng thái im phăng phắc này kéo dài lâu ơi là lâu. Cả buổi trời luôn mà mọi người vẫn còn đơ ra. Chấm. Bên trong trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Giang Thủy. Phụt, một giáo viên dậy bay đang uống nước thì phun ra phèo phèo, sau đó bị sặc nước, ho sù sụ hẳn một chập. Vị giáo viên nọ chỉ tay vào gương mặt của chàng trai Phương Đông Trình ình trên tivi. Tiểu Lý, đây là Tiểu Lý đúng không? Không lẫn đi đằng nào được, đây nhất định là Tiểu Lý kiểu tóc này của cậu ta là hôm nọ mới đi cắt tóc chung với tôi đây mà vị giáo viên nọ la toáng lên thực ra thì chẳng cần anh ta gào lên thì những giáo viên quen biết với tiểu lý ngồi kế bên cũng đã sớm hết hồn ngây ra rồi bọn họ há hốc mồm to tới mức đủ để nhét cả nắm tay vào có chuyện gì thế này tại sao tiểu lý lại xuất hiện trong khoang phi thuyền quay về từ trạm không gian thế quay về từ vũ trụ á mấy giờ trước tiểu lý vừa mới lái máy bay trực thăng đi ra ngoài với hai tên nhà giàu kia mà có chuyện gì thế này có phải là bà con xa gì của tiểu lý không nhỉ khi nãy giới thiệu còn gọi tên là anthony mà không thể nào nếu như tiểu lý mà có họ hàng tầm cỡ ấy thì sao mà tôi không biết được tôi sắp trở thành anh rể của cậu ta đây nhà tiểu lý có bao nhiêu người họ hàng tôi đều biết rõ đây này đúng là tiểu lý đấy nhìn kia ở dưới tay trái của cậu ta có nốt ruồi đen kia dù là sinh đôi thì cũng không thể nào có chuyện mọc nốt ruồi ở nơi giống hệt nhau được đúng không? Trung tâm huấn luyện hàng không gian thủy thoáng cái đã trở nên ồn ào, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao lên bàn tán. Kaseli cũng nhìn chầm chầm vào tivi cô thì nghĩ sâu xa hơn mấy giáo viên này nhiều, cô nghĩ tới cậu trai trẻ tên Tống Thư Hàng kia. Trước khi lên máy bay, cậu ta cứ nhất định phải mặc đồ du hành vũ trụ vào cho bằng được. Hành động quái lạ như thế khiến cho Kaseli không thể không nghĩ nhiều. Trên bầu trời, chiếc máy bay trực thăng mà đậu đậu lái dần dần đáp xuống, lập tức có nhân viên chạy đến đón. Đậu đậu khoan thai nhảy xuống khỏi khoang máy bay, nhân viên ở bên cạnh không dám ngăn nó. Bởi vì cô Kaseli đã đặc biệt dặn dò, không được làm con chó Bắc Kinh này bị thương, chỉ cần cẩn thận, đừng cho nó nhảy lên mấy chiếc máy bay khác là được rồi. Tống Thư Hàng đứng ở trên phi kiếm của Bạch Tiền Bối, hai người giữ nguyên trạng thái ẩn thân. Tống Thư Hàng nhìn về phía màn hình TV đang phát hình của Trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng Giang Thủy. Nhìn thấy gương mặt cứng ngắc của giáo viên tiểu lý trình hình trên TV. Tống Thư Hàng lập tức giở khóc giở cười, rốt cuộc mình và bạch tiền bối vẫn chậm một bước, giáo viên tiểu lý đã bị đưa về trái đất mất rồi. Bạch Tôn giả chỉ vào giáo viên tiểu lý trên TV, hỏi bây giờ phải làm sao đây? Đi cứu hắn à? Còn làm gì được nữa bây giờ, lần này rắc rối to rồi. Tống Thư Hàng thầm thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Sơn Trân Quân. Hoàng Sơn Trân Quân nhanh chóng nghe máy. Tống Thư Hàng mở miệng nói, Trân Quân à, đã đón đậu đậu về rồi. Hoàng Sơn Trân Quân thở dài thườn thượt, vậy thì tốt quá, xem chừng nó kỹ vào, đừng có để nó gây hỏa thêm nữa. Chuyện còn lại ta sẽ phái người qua đó xử lý, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đâu, người cứ yên tâm đi. Còn nữa, Chiếc máy bay trực thăng mà ta và Bạch Tiền bối lái trước đó đã hỏng rồi, vừa mới ném ở một khu ngoại ô gần khu Giang Nam đấy ta gửi địa chỉ cho ngươi nhé. Tống Thư Hàng nói, không thành vấn đề, tới lúc đó người đi giải quyết vấn đề của đậu đậu cũng sẽ giải quyết nốt chuyện máy bay trực thăng luôn. Hoàng Sơn Trân Quân nói rất đỗi sảng khoái, mấy việc này chỉ là mũi thôi. Dựa vào bản lĩnh của Hoàng Sơn Trân Quân thì giơ tay một cái là xong ngay. Còn một chuyện cuối cùng, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, hôm nay là ngày chiếc phi thuyền ở nước Mỹ đi đón hai vị phi hành gia về từ trạm không gian ấy. Chính là cái trạm không gian bị các người đâm thủng ấy à? Đụng rồi thì thôi, không sao đâu. Trong nhóm chẳng có ai đổ tiền đầu tư cái trạm không gian đó, người cứ yên tâm. Hoàng Sơn Trân Quân đáp. Khụ, ý ta muốn nói không phải chuyện đó. Thật ra thì vì vài lý do, ta và Bạch Tiền Bối bất cần bỏ quên vị giáo viên tiểu lý phụ trách dạy bọn ta lái máy bay ở lại trên trạm không gian, sau đó khuân nhầm một vị phi hành gia tên Anthony về đây bây giờ tv đang trực tiếp giáo viên tiểu lý bị hiểu nhầm là phi hành gia nên bị đưa đến nước mỹ đang truyền hình trực tiếp kia tống thư hàng cười khan rồi nói đầu dây bên kia hoàng sơn chân quân dùng sức xoa mặt mình sao toàn là mấy kẻ giỏi gây họa không thế này không chỉ gây họa lên tận trạm không gian vũ trụ còn kéo thẳng về đến nước mỹ luôn mới chịu hắn cứ cảm giác bản lĩnh gây hỏa của các đạo hữu gần đây càng lúc càng cao ấy. Đầu ta đau quá, ruột gan cũng đau quá. Bây giờ giáo viên tiểu lý thế nào rồi? Hoàng Sơn chân quân thở dài, hỏi. Đang ngồi trên ghế ở tại hiện trường trực tiếp, sắp khóc đến nơi rồi. Ồ, hình như có người tới giải hắn đi kìa, không biết là FBI hay là CIA nữa, không thấy rõ lắm. Tống Thư Hàng Lý Nhí nói. Các ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ sai người qua đón các ngươi bây giờ cái người tên Anthony kia đang ở chỗ các ngươi đúng không? Ta sẽ đi liên hệ với người quen, đổi giáo viên tiểu lý kia về. Nhưng chắc là phải tốn vài ngày. Hoàng Sơn chân quân đáp. Làm phiền ngài quá, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Người cũng vất vả rồi. Hoàng Sơn chân quân cũng khích lệ. chương 225, Bạch Hạc chân quân tiểu hòa thượng, ta kiếm tiền trị trĩ sang. Anthony với mái tóc hoa dâm tỉnh lại từ trong cơn mê, Ông cảm giác mình đang ở một nơi khá sóc này, cảm giác y hệt lúc ngồi máy kéo hồi ông còn nhỏ vậy, cứ run run run, khó chịu muốn chết đi được. Chết tiệt, không thể để yên cho người ta ngủ được à? Anthony lẩm bẩm, sau đó ông từ từ mở mắt ra. Sáng, sáng quá, sáng chói cả mắt. Khi ông mở mắt ra thì phát hiện trước mắt sáng ngời, chỉ toàn một màu trắng. Hơn nữa, ánh sáng này lại không có góc khuất bóng nào, giống như được dùng đèn lân chiếu thẳng vào ấy ông có thể thấy loáng thoáng là mình đang ở trên một con thuyền lớn. Nhưng nếu như là thuyền, thì sao mình lại nhìn thấy mây trắng bay bay ở bên cạnh thuyền thế này? Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai ông, con trai, con tỉnh rồi à? Con trai, mẹ ơi, ông đây đã bốn người mấy gần 50 tuổi đời rồi, còn gọi ông đây là con trai. Khóe miệng của Anthony co giật, sau đó, ông quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ôn hòa kia chỉ nhìn thoáng qua một cái thôi ông thiếu chút nữa tè ra quần đó là một vật thể hình người hoàn mỹ không chút tỉ vết toàn thân trắng noãn như ngọc trên người còn phát ra ánh sáng trắng chói lòa. ở sau lưng của hắn tổng cộng có ba cặp cánh đang vỗ nhẹ càng tôn lên vẻ thần thánh bất khả xâm phạm của hắn thiên thiên sứ đây sao anthony há hốc mồm tại sao mình lại gặp được thiên sứ thế này chẳng lẽ mình đã chết rồi sao không phải chứ không thể nào như thế được sao mà mình chết được chứ? Xin hỏi, đây là nơi nào? Anthony miếu máu hỏi, ông còn trẻ lắm, ông vẫn muốn thí nghiệm rất nhiều thứ nữa, ông vẫn còn rất nhiều ước mơ chưa được thực hiện, ông cảm giác bản thân mình vẫn còn đường cứu. Đừng sợ, đừng lo gì cả. Con trai à, nơi này là thiên đường, thiên sứ với sáu chiếc cánh trắng nhoẻn môi mỉm cười rất đỗi tự ái, giọng nói dịu dàng, khiến cho người ta cảm thấy yên tâm thoải mái nhưng nụ cười có dịu dàng cỡ nào đi nữa cũng không thể hóa giải được nỗi tuyệt vọng của Anthony lúc này. Thiên đường, mình thật sự đã chết rồi sao? Ông chớp chớp mắt, sau đó xỉu luôn. Bạch hạc tiền bối, người đừng dọa hắn như thế, lỡ như dọa hắn sợ vỡ tim mà chết thì làm sao bây giờ? Chúng ta còn phải dùng hắn đổi giáo viên tiểu lý về đấy. Lúc này, có một bóng người mặc nguyên bộ đồ đen xuất hiện ở bên cạnh thiên sứ nọ, cười hì hì nói. Sao lại nói sự thật vậy? ta có dò hắn đâu cơ chứ, hơn nữa con thuyền này của ta tên là Thiên Đường thật mà, ta nói thật chứ có lừa ai đâu." Thiên sứ có cánh vẫn dùng ngữ khí dịu dàng như cũ, sau đó chỉ thấy hắn vẫy nhẹ một cái, ánh sáng thánh khiết bao phủ khắp nơi bị thu hồi, hiện ra chân thân. Đó là một con bạch hạc khổng lồ, toàn thân trắng muốt, hai bên mình có những ba cặp cánh, về phần thiên sứ khi nãy là hình thái con người do hắn huyễn hóa mà thành. Trùng hợp thay, trông lại khá giống với thiên sứ trong truyền thuyết của phương Tây không biết có phải vì hình thái con người của mình hay không, mà hắn cũng lăn lộn kiếm được địa vị không tệ ở thế giới phương Tây. Vị Bạch Hạc chân quân này là bạn tốt của Hoàng Sơn chân quân. Giáo viên Tiểu Lý có lẽ đã bị mấy tổ chức kiểu FBI của Mỹ đưa đi, có vị Bạch Hạc chân quân này ra tay giúp đỡ thì có thể dễ dàng đổi Anthony đưa giáo viên Tiểu Lý về thật ra thì hoàng sơn chân quân trực tiếp phái người ra tay cứu giáo viên tiểu lý về cũng không thành vấn đề nhưng nếu làm thế thì sẽ gây nên một số rắc rối không cần thiết thôi được rồi thật ra mấy lý do ở trên chỉ là kiếm cớ mà thôi thực ra thì vị bạch hạc chân quân đã từng nhận được ân tình rất lớn của bạch tiền bối là cái loại to như ân tái tạo luôn nên phàm là những chuyện bạch tiền bối cần giúp đỡ thì hắn luôn là người đầu tiên muốn giúp đỡ nhưng trong chuyện này lại có một vấn đề lớn Bây giờ Bạch Hạc Trân Quân không chịu, hoặc nên nói là không dám gặp thẳng mặt của Bạch Tôn Giả. Nghe nói năm đó, sau khi hắn nhận được ân lớn của Bạch Tôn Giả xong thì đã đi theo làm tùy tùng bên cạnh Bạch Tôn Giả, chắc cũng được chừng hai tháng. Sau đó, có một ngày nọ, hắn làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, ấy chính là hắn cầu hôn Bạch Tiền Bối. Cầu hôn rồi thì sao, chuyện sau đó, không cần nói nhiều làm gì. Đó là ký ức đau đớn mà lại ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Bạch Hạc Trân Quân, mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không dám gặp lại bạch tôn giả. Nhưng hắn rất muốn giúp đỡ bạch tôn giả, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi, chỉ cần hắn có thể làm được gì, thì hắn vẫn luôn mong được góp sức. Cho nên, Hoàng Sơn Trân Quân mới yên tâm giao luôn cái nhiệm vụ cứu vớt giáo viên tiểu lý này lại cho hắn. Giáo viên tiểu lý vì bạch tôn giả nên mới bị cơ quan chức năng bên Mỹ bắt đi. Cứu tiểu lý ra, chẳng khác nào giúp đỡ bạch tôn giả cả. Hơn nữa, sau khi Hoàng Sơn Trân Quân giao nhiệm vụ này cho Bạch Hạc Trân Quân thì Bạch Hạc Trân Quân không chỉ có hớn hở chạy đến giúp đỡ, mà còn nợ Hoàng Sơn Trân Quân một cái ơn tình nữa. Vừa có thể khiến người ta làm việc cho mình, lại có thể khiến người ta nợ mình, chuyện ngon lành như thế, có kẻ ngu mới không làm. Lại nói, lần này Bạch Tiền Bối lại xuất quan nữa rồi à? Lần này là ai chịu trách nhiệm giúp Bạch Tiền Bối làm quen với thời đại mới thế? Bạch Hạc Trân Quân quay sang hỏi người đàn ông mặc đồ đen ở bên cạnh. Người đàn ông mặc nguyên cây đen thui này là thủ hạ của Hoàng Sơn Trân Quân. Có danh xưng tàng thiên câu chu ly trong giới tu sĩ, chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả cho đậu đậu. Thủ hạ kiểu như hắn, Hoàng Sơn Trân Quân có cả một đại đội luôn. Ừ, Bạch Tôn Giả đã xuất quan rất lâu rồi, nhưng lần này lại do một người mới phụ trách chăm sóc Bạch Tôn Giả. Tàng thiên câu chu ly trả lời. Người mới à, cha cha, đám người trong nhóm của hoàng sơn chân quân càng già càng không nên nết không tên nào chịu đi đón bạch tiền bối à đúng là một đám không có định lực bạch hạc chân quân cười khẩy nói chu ly ngài là người không có tư cách chê trách mấy đạo hữu trong nhóm của hoàng sơn chân quân không có ý chí nhất đó ít nhất thì mấy vị đạo hữu trong nhóm không giống ngài làm ra cái chuyện cầu hôn mất mặt như thế như vậy ta dám cược bây giờ người mới kia chắc đã cúi đầu thần phục trước nghị lực của bạch tiền bối rồi chứ gì Bạch Hạc Trân Quân hỏi, hắn tin rằng, với mị lực của Bạch Tiền Bối thì mặc kệ người mới kia là nam hay nữ, là người hay yêu, đều sẽ thần phục trước mị lực của Bạch Tiền Bối, không thể nào dứt ra được. Chu Ly ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, phải nói thế nào đây nhỉ? Ta từng nghe Trân Quân nói, tuy rằng người mới này cũng bị mị lực của Bạch Tiền Bối ảnh hưởng tới, nhưng hắn vẫn giữ được quan hệ bạn bè bình thường. Cái gì, vẫn có thể giữ được quan hệ bạn bè bình thường? Người mới này là nam hay nữ thế? Là người hay là yêu?" Bạch Hạc Chân Quân vội hỏi lại. "Là con người, nam đấy." Chu Ly đáp. "Nam, hắn là gay đấy à? Thế mà lại có thể chịu được mị lực của Bạch Tiền Bối á?" Bạch Hạc Chân Quân kinh ngạc bật thốt. "Chu Ly, Bạch Hạc Tiền Bối ơi, ngài nói ngược mất rồi, phải ngược lại mới đúng chứ. Chính bởi vì vị tiểu hữu tên thư hàng kia là trai thẳng, tính hướng bình thường, nên mới có thể chịu được mị lực của Bạch Tiền Bối ấy chứ." Mà tiện thể phải nói luôn, Bạch Hạc Chân Quân cũng không thể xem là gay được. Trùng tộc của hắn rất đặc biệt, chính là huyết mạch thần thú còn sót lại từ thời thượng cổ. Tộc của bọn họ từ khi chui ra khỏi trứng thì không có giới tính, cũng không phân âm dương. Chỉ khi nào người trong tộc của họ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, lập thành một loại khế ước đặc biệt tương đương với hôn ước xong thì bọn họ mới có thể căn cứ vào giới tính của người yêu để biến hóa ra giới tính tương ứng. Nói tóm lại, đấy là một loại chủng tộc vừa cao quý lại chẳng có tí biên giới nào. Trước khi kết hôn, tộc bọn họ thích cua gái thì cua gái, thích tán trai thì tán trai, tự do yêu đương, không có rào cản. Cha cha, xem ra chờ sau khi ta đổi tên tiểu lý kia về thì nhất định phải đi gặp người này một lần mới được. Bạch Hạc chân Quân dùng cánh che chán, bày ra vẻ trầm tư. Nhất định phải dạy dỗ người mới lần này mới được, để hắn có thể nhận ra điều tốt đẹp lẫn mị lực của Bạch Tiền Bối trên thế giới này tuyệt đối không thể cho phép sinh vật không yêu bạch tiền bối tồn tại. Bất kỳ sinh vật nào không yêu bạch tiền bối thì đều là sai lầm của tạo hóa. Bạch Hạc chân Quân hắn sẽ tự mình uốn nắn lại tam quan sai trái của người mới lần này. Trong mắt của Bạch Hạc chân Quân lóe lên hai đốm lửa hừng hực ý chí chiến đấu. Khu Giang Nam bên kia. Hơn một giờ trước, Tống Thư Hàng và Bạch Tôn giả mang theo đậu đậu, đứng trên không trung ở trung tâm huấn luyện hàng không dân dụng giang thủy chờ cả buổi trời Nhân sĩ chuyên nghiệp có trách nhiệm giải quyết dọn tàn cuộc do Hoàng Sơn chân quân phái đến rốt cọc cũng chạy tới. Tống thư hàng giao ông Anthony kia lại cho vị nhân sĩ chuyên nghiệp này, lại báo cho hắn biết địa điểm, rơi máy bay. Sau đó, mấy sự kiện, cho Bắc Kinh lái máy bay, đến sự kiện, rơi máy bay, lại thêm vụ, giáo viên tiểu lý biến thành phi hành gia, chỉ có thể giao lại cho vị nhân sĩ chuyên nghiệp nọ xử lý sau khi nói xong hết tống thư hàng và bạch tiền bối mang theo đậu đậu quay về nhà của dược sư tống thư hàng vừa mới về tới nơi đã kêu to quả quả nói tới thì cũng hơi ngược mình dặn dò nhóc sư con này ở yên trong nhà không được chạy rong sắn tiện trông nhà nhưng mình và bạch tiền bối lại một hơi đi lên tận ngoài vũ trụ qua qua lại lại đủ kiểu nhưng lại quên không để sắn cơm trưa cho tên nhóc này cũng không biết tiểu hòa thượng quả quả có bị đói không nữa tống thư hàng kêu hai lần nhưng lại không có ai trả lời lạ thật sao không có ai trả lời thế hay là nó đang ngủ nhỉ tống thư hàng nghi hoặc tự nói sau đó hắn tìm hết trong nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tiểu hòa thượng quả quả đâu thằng nhóc này chạy đi đâu mất rồi tống thư hàng nghiến răng nói thư hàng người tới xem cái này này lúc này bạch tiền bối chỉ về phía bàn ăn trên lầu ba bên trên có một quyển tiểu thuyết mà Tống Thư Hàng thuê nhưng chưa kịp trả. Tống Thư Hàng đi đến sát bên thì mới phát hiện ngoài bìa của quyển tiểu thuyết bị viết đè lên hai dòng chữ to thật to. Dòng thứ nhất, Thư Hàng ca ca, ta đi kiếm tiền, đừng chờ. Dòng thứ hai, tái bút, sáng nay ta dùng máy tính tìm thông tin, phát hiện phẫu thuật chỉ sang phải tốn từ 3.000 đến 5.000 tệ, nếu như nằm viện thì còn đắt hơn. Nhưng lúc đi ta chỉ mang theo có 1.032 tệ lẻ 6 đồng, còn thiếu nhiều lắm mới đủ tiền phẫu thuật. Cho nên, thư hàng ca ca, ta phải đi kiếm tiền, sẽ về nhanh thôi. À à à, tống thư hàng siết chặt nắm đấm, chết tiệt, người thật sự muốn làm ta tức chết đấy à. Bảo ngươi ngoan ngoãn ở lại trong nhà rồi, ngươi còn dám chạy ra ngoài, coi lời ta nói không ra ký lô nào chứ gì. Còn tái bút, tái bút con khỉ mốc, chờ ta bắt được ngươi về thì mặc kệ ngươi có bị trĩ hay không, ta nhất định phải đánh cho ngươi bính ra quần luôn audio điện tử võ tấn bền hết chương 225